chương 1071, nhờ vào ngươi, ta vai trái. Nếu không nói người được nhiều đọc sách đâu. Từ tiểu thụ giữa không trung ngây ngốc nhìn qua Khương Bố Y Linh hồn thể bị phong đô bách quỷ dưa điểm hầu như không còn, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng lời đến khóe miệng chỉ trở thành hai cái chữ to. Ít ít ít. Khương Bố Y chết. Bán thánh, bị tị nhân tiên sinh một kiếm chém mất. Cái này chết hẳn a Còn nhớ đến lúc ấy giết dị thời điểm, cũng là trước hủy nhục thể, lại trảm linh hồn tỷ nhân tiên sinh ngự hồn thuật cùng huyễn diệt nhất chỉ hoàn toàn khác biệt điểm là cái sau tại im hơi lặng tiếng ở giữa tiêu vong người linh hồn cái trước có thể mang cho quân địch càng nhiều thống khổ mà liền linh hồn thể đều bị ăn sạch khương bố y cầm cái gì đồ vật phục sinh dù là như thế từ tiểu thụ vẫn như cũ cảm giác không thể tin được vương tọa đạo cảnh đều có thể khó chết rồi trảm đạo thái hư càng khó theo lý thuyết bán thánh không có khả năng như thế yếu đuối mới đúng vẫn là nói không phải khương bố y yếu mà là tỷ nhân tiên sinh vị cách vốn cũng không có thế lấy bình thường thái hư. Dạ, bình thường bán thánh đi cân nhắc. Ở trong mắt Từ Tiểu Thụ, Mai Tị Nhân đã không phải là thái hư cấp bậc nhân vật. Đây chính là hất lên kiếm tiên gia dê bán thánh sắc sói, toàn thân trên dưới ngoại trừ nhìn người vật vô hại điểm, khởi sướng hung ác đến, sau trước kia gặp qua bất luận kẻ nào đều còn đáng sợ hơn. Ngay tại người đứng xem còn đắm chìm ở Mai Tị Nhân một kiếm chém chết bán thánh khương bố y trong rung động lúc, đột nhiên, cửu thiên phía trên lôi vân dày đặc, một đạo tiếng gầm gừ tức giận vang vọng cả tòa rừng kỳ tích mai tị nhân Khương bố y thanh âm từ tiểu thụ kinh ngước nhìn liền gặp cái kia hư không lôi vân phát họa hóa thành một trương to lớn vô cùng khương bố y mặt, tại vô tận nộ diễn đám mây bên trong vặn vẹo biến ảo quả nhiên không chết ta liền biết bán thánh không có khả năng dễ dàng chết như vậy bất quá linh hồn hắn đều bị bách quỷ chia ăn nhục thân cũng bị chính mũi tên kiếm đánh nát làm sao có thể còn sống sót ý chí từ tiểu thụ nghĩ đến hôm đó đối chiến dị lúc diệt nhục thể còn có linh hồn diệt linh hồn còn có ý chí, sắc mặt hắn lúc này trầm xuống. Nhưng cùng dị hoàn toàn khác biệt là, lúc này cửu thiên phía trên hóa thành lôi vân khương bố y ý, ý, chí, nhìn xem cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tương phản, cái chi cơ hồ muốn đem trọn tòa rừng kỳ tích đều đánh nát lôi hỏa chi mây, càng giống là một thức ấp ủ đã lâu đại chiêu, hào không kém gì trước đây hắn phóng ra tất cả thánh võ tổng cộng. Ai? Mai tị nhân đồng dạng ngước mắt nhìn lại, thật lâu thở dài. Đối đây hết thảy biến hóa, hắn sớm có đoán trước, chỉ bất quá khi sự thật thật xuất hiện lúc, vẫn như cũ tránh không được bóp cổ tay thở dài. Hắn hy vọng giường nào vừa rồi mình diệt đi, là cương bố y bán thánh hóa thân. Một cái bán thánh, có thể trưởng thành đến mức độ này, cộng thêm nhận thánh thần điện đường áp chế, theo lý thuyết chân thân chỉ hội ở chết một góc, không có khả năng chạy loạn. Bởi vì bọn hắn sau so bất luận kẻ nào đều sợ gặp được ngoài ý muốn, sợ hãi nhất, tự nhiên là người vì chế tạo ngoài ý muốn. Vô luận là đến từ đại lục các đại hắc ám thế lực vẫn là gặp một ít người thiên cơ bố cục tiếp theo bị thu về đi bán thánh vị cách cho nên mai tị nhân phỏng đoán hư không đảo nguy hiểm như thế khương bố y không có khả năng chân thân đến tận đây mà vẽn vẹn chỉ là một cái bán thánh hóa thân ở đây lời nói lấy hắn vừa rồi một kiếm kia chỗ có đường lui đều phong kín khương bố y bán thánh hóa thân trước khi chết thậm chí liền nửa sợi tin tức đều truyền không về bản thể cái kia coi như thật có thể truyền cách một cái hư không đảo tin chết có thể hay không trở lại thánh thần đại lục bản thể bên trên đều là hai chuyện nhưng Mai Tị Nhân tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Bố Y như thế dám. Hắn cũng không phải là bán thánh hóa thân đi vào hư không đảo, mà là chân thân đích thân đến. Bán thánh chân thân cùng bán thánh hóa thân ở giữa chiến lực không có kém bao nhiêu, duy nhất thụ ảnh hưởng, liền là ngoại vật bán thánh hóa thân mang theo bảo mệnh chi vật, khả năng không có chân thân nhiều như vậy. Nhưng mà, hai người này không có gì ngoài chiến lực bên ngoài, nhất bản chất khác biệt, chính là bán thánh hóa thân mà chết, đó chính là thực chết. Mà bán thánh chân thân ngoài ý muốn tới chết, lại có thế trước khi chết, đem chỗ có thương tổn chuyển dời đến bán thánh hóa thân phía trên bảo vệ chân thân một cái mạng. Bán thánh vì sao cường đại? Không chỉ là bởi vì bọn hắn chạm đến thánh đạo, càng bởi vì bọn hắn có thế cô động bán thánh hóa thân. Bán thánh hóa thân vì sao cường đại? Bởi vì bọn chúng năng lượng cao nhất kế thừa chân thân 10 thành 10 lực lượng, lại chỉ cần có một bộ bán thánh hóa thân, bán thánh bản thân thì tương đương với nhiều một cái mạng có 3 bộ, liền nhiều ba cái mạng. Mai tị nhân liền buồn bực. Hắn coi là tình huống sẽ không như thế, lại không nghĩ rằng Khương Bố Y chân thân cũng dám đến hư không đảo, cầu cái gì? Cầu từ tiểu thụ mệnh sao? Hắn là điên rồi vẫn là như thế nào, từ tiểu thụ một giới tiểu bối, làm sao có thể trêu đến bán thánh chân thân tự mình đến đòi mạng hắn? Nhưng ngoại trừ từ tiểu thụ, còn có thể cầu gì a? À? Bắt vực Khương Thị. Đúng á, à, có trước kia cái kia đoạn nguyên nhân tại, hắn cầu lệ gia đồng tử. Nhưng lệ gia đồng tử làm sao có thể tản mát đến hư không đảo đi lên, Khương Bố Y gia hỏa này, sẽ không phải là bị người hố tiếng hư không đảo a? À? mệt mỏi. Mai Tị Nhân không muốn đánh. Tự thân trạng thái, hắn rõ ràng chẳng qua là nhìn xem Uy Phong thôi, vừa rồi một kiếm kia, đối thân thể tiêu hao không nên quá lớn. Cái này cực kỳ giống một cái mấy chục năm không vận động lão đầu tử, đột nhiên lại tuổi trẻ nhiệt huyết một phen, vây quanh thánh thần đại lục chạy như điên năm vòng. Chạy xong về sau, tâm lực lao lực quá độ. Đánh cung thật không phải ta sở trường, lão hữu chỉ muốn làm cái không cần vận động lão sư a. Mai Tị Nhân nhìn qua cửu thiên phía trên lôi hỏa kiếp vân, trong lòng như vậy nghĩ ngợi lại không thể biểu hiện ra ngoài lúc này càng thêm bất đắc dĩ thu tay lại đi khương bố y lão hữu nhận thua vừa rồi một kiếm hao phí ta mười thành mười công lực tiếp tục đánh xuống người ta đều phải lưỡng bại câu thương lôi hỏa kiếp vân bạo chấn tiếng oanh minh vang khắp nơi khương bố y thanh âm từ thiên khung phía dưới rơi đập như điên hoàn toàn khống chế không nổi cảm xúc thế nhưng người chém bản thánh một bộ bán thánh hóa thân khương bố y nộ ký ngút trời lại khóc không ra nước mắt hắn coi là kết quả xấu nhất, một trận chiến này đánh xong, mình muốn bị thương tới linh hồn, dùng mấy năm thời gian đến tỉnh dưỡng. Nhưng hoàn toàn chưa từng dự liệu được, Mai Tị Nhân cuối cùng dùng một thức thời không nhảy vọt, không nhìn linh hồn đồ phòng ngự, đem chỗ có thương tổn quán thâu đến mình bản thể bên trên. Đường đường bán thánh, hắn bị chém. Một kiếm, liền không có. Không có chút nào phòng ngự linh hồn thể, tại chính đại kiếm thuật tứ trọng cảnh giới phía dưới, trong nháy mắt chôn vùi, liền đóa bọc nước đều không lật ra. Khương bố y hoảng sợ nếu không phải hắn trước khi chết đem tổn thương chuyển dời đến bán thánh hóa thân bên trên lúc này thiên hạ bán thánh coi như xóa tên một vị kinh cũng bực nào sự thật mai tị nhân kiếm tiên có trảm thánh chi năng bán thánh hóa thân nhiều khó khăn luyện a à. thương bố y hận a à, mai tị nhân một kiếm kia đem hắn thực lực mạnh mẽ xóa đi ba thành vĩnh cửu tính chất là ngươi nhất định phải thử kiếm lão hủ đã sớm báo cho ngươi mai tị nhân nhìn qua trên không lôi hỏa kiếp vân Tận lực không để cho mình giọng điệu chọc giận đối phương, bình tĩnh nói. Ngẫm lại ngươi vì sao mà đến đây đi, Khương Bán Thánh, nếu thật còn muốn tiếp tục đánh xuống lời nói, coi như cuối cùng lão Hủ viết di chúc ở đây rồi, ngươi có thể đạt được cái gì? Đúng vậy a, à, bản Thánh, có thể được đến cái gì? Khương Bố Y trong lúc nhất thời mê mang, hắn coi là Mai Tị Nhân không khả năng làm bị thương hắn, cho nên lúc trước hết thảy tận không để trong lòng. Mà bây giờ, chân chính đem đối thủ trở thành Bán Thánh đi bình đẳng đối đãi sao? hắn phát hiện coi như song phương lấy mạng đổi mạng, cuối cùng chết ở chỗ này, lại kết cục là hắn Khương Bố Y còn sống. Có thể được đến cái gì? Giết cái từ tiểu thụ cho hả giận. Nỗ lực cô động bán thánh hóa thân thời gian mấy chục năm, đổi một tên tiểu bối mệnh, cuối cùng tới tay tính thực chất đồ vật, chút xu bạc không có. Bút trướng này, tính thế nào, làm sao đều không có lời A. À. Nhưng vấn đề là, vì một trận chiến này, mình đã bỏ ra một bộ bán thánh hóa thân, đó là mấy chục năm công lực. Hiện tại không chỉ có bán thánh hóa thân không có, mặt cũng đi, thật còn xám xịt cục đuôi rời đi lời nói, tính chuyện gì a? À? Cái này không thành hắn bán thánh khương bố y, bị thất kiếm tiên mai tỷ nhân một kiếm dọa lùi thiên cổ trò cười sao? A. À. Cửu thiên phía trên, đột nhiên giận mà gào thét. Kiếp vân lan lộn, bao trùm nửa tòa rừng kỳ tích. Rầm rầm rầm. Từng đạo màu đỏ thắm lôi đình đánh xuống, đem phạm vi mấy vạn dặm đẩy đến một mảnh hỗn độn. Mai tỷ nhân xem hiểu. Khương bố y cũng không muốn đánh chỉ là hắn không thể lui hắn vừa lui bán thánh mặt mũi vậy liền không có bất quá đã cho bậc thang hắn đều không dưới vậy cũng chỉ có thể không thách khí cửu thiên hồng điện đánh rớt mai tị nhân chỉ lo thân mình ngước mắt mà bình tĩnh nói khương bố y lão hữu mặc dù mệt nhưng vừa rồi nói như vậy cũng không phải là có hư nói ba kiếm liền là ba kiếm ngươi còn muốn nói chuyện lão hữu còn có còn lại hai kiếm cũng không biết ngươi còn lại bao nhiêu của bán thánh hóa thân có thể làm kẻ chết thay cái này vừa nói cửu thiên kiếp vân mãnh liệt bành trướng phạm vi bao trùm từ mấy vạn dặm làm lớn ra mười mấy vạn dặm im miệng khương bố y thật muốn bị giận điên lên vô tận lôi đình từ hắn tiên màu mây trôi bản thể bên trong hạ xuống đánh vào mặt đất phía trên đem trọn tòa rừng kỳ tích phá hủy đến thảm đạm bừa bộn nhưng ra ngoài ý định những cái này nát loạn lôi đình không có một điểm tác động đến mai tị nhân ít 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 a biến mất trạng thái dưới từ tiểu thụ thấy rung động đây chính là bán thánh cấp bậc vô năng cuồng nộ à, lập tức ảnh hưởng đến cả tòa rừng kỳ tích, đơn giản so lúc ấy dưới biển sâu tất cả độ kiếp người cộng lại, đều khủng bố hơn. Nhưng chính là khủng bố như vậy bán thánh. Mai Tị Nhân lẳng lặng đứng tại chỗ, lấy Cửu Thiên Lôi Vân vì lưng, Vô Tận Diễm Hỏa vì cảnh, hai tay ôm ngực, lẻ loi mà đứng, tại tận thế bên trong đối xử lạnh nhạt đứng ngoài quan sát. Khương Bố Y, lại động cũng không dám động đến hắn. Cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại? Cái gì gọi là khí thôn vạn cổ? từ tiểu thụ mở mắt nguyên lai bán thánh phía dưới thực sự có người có thể làm được một kiếm trảm không có bán thánh một lời đánh bán thánh nổi trận lôi đình không đây cũng không phải là như khương bố y bản thể đều hóa thành lôi vân phanh 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 liền lúc này nguyên nhân tị nhân tiên sinh ra trận quay về đạt được bình tĩnh thánh đế vẫy rồng đột nhiên lấy một loại cực hạn tần suất nhanh chóng nhảy lên sóng âm kia thậm chí tại từ tiểu thụ ngực bắn ra phản chấn lực lượng thẳng tắp đâm vào đầu người để cho người ta đầu óc phình to gần như sụp đổ. Cái quỷ gì? Từ tiểu thụ nhạy cảm ý thức được nguy hiểm sắp tới. Hắn không cần nghĩ ngợi liền đem nguy hiểm căn nguyên khóa chặt đến cửu thiên lôi hỏa chi mây bên trên. Khương bố y, muốn mạnh mẽ giết ta. Không trách từ tiểu thụ nghĩ như vậy, hắn chỉ thoáng lấy thân thay vào, suy bụng ta ra bụng người từng cái. Ta nếu là khương bố y. Nhập hư không đảo, là quỷ nước lừa ta, giết đằng Sơn Hải, là từ tiểu thụ lừa ta, bị mai tị nhân chém một bộ bán thánh hóa thân, cũng là bởi vì vì thánh nô từ tiểu thụ. Bây giờ tình huống đến tận đây, lại liền cái thất kiếm tiên đều không nắm chắc đánh qua, khẳng định hay là chạy ra. Nhưng như thế đầy bụi đất rời đi, vậy hắn mẹ bán thánh mặt mũi muốn đi đi nơi nào a, à, khẳng định đến thuận đi một cái mạng. Từ tiểu thụ nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt xanh lét. Mai tị nhân mệnh, hương bố y đương nhiên thuận không đi. Nhưng trước kia Khương bố y liền hiểu mình trốn ở chỗ này, lại hắn nói rõ qua, chỉ cần thánh vực co rụt lại, mình phương vị miêu tả sinh động. Như vậy, thuận đi ai mệnh, tận lực vãn hồi một chút mặt mũi cái này, vẫn là xem như cái vấn đề sao. Cẩu tặc. Từ tiểu thủ tức giận đến đau răng, đánh bất quá tỷ nhân tiên sinh, muốn tới chọc ta. Thánh đế vẫy rồng còn tại điên cùng loạn động, giờ phút này, tin tức cục vậy không bình tĩnh. Nhận nhớ thương, bị động giá trị, một. Ta nhớ thương em gái ngươi a. À. Từ tiểu thủ lúng cuốn, như trước khi nói phỏng đoán chỉ là chính thành chính, cái này nhớ thương một từ ra, mười thành mười sắc, khương bố y dự định thuận đi mình mệnh. Làm sao thuận? Từ tiểu thụ không nghĩ ra được, hắn chỉ có thể muốn chạy trốn đối sách. Ta còn tại biến mất trạng thái, thánh đế vẫy rồng chỉ là dự cảnh, ta còn có chút thời gian. Bây giờ giải trừ biến mất thuật, trực tiếp chạy đến tỷ nhân tiên sinh sau lưng trốn đi. Không. Cái kia đáng chết lão già sát tâm đã lên, khẳng định tiên cơ, chỉ sợ vội vàng ở giữa, đợi không được tỷ nhân tiên sinh một kiếm trợ giúp, Khương Bố Y liền có thể đem ta bắt lại, bóc chết. Từ tiểu thụ đầu óc phi tốc chuyển động. Một bước trèo lên thiên, phối hợp thuộc tính không gian, lại gặm chút thuốc, chạy đến ngoài vạn dặm. Ngước mắt nhìn lại, xa xa mấy chục vạn dặm, hiện tại đều tại Khương Bố y tiên màu mây trôi bản thể bao trùm phía dưới. Chạy xa như thế, Khương Bố y bắt được mình là khẳng định, nhưng tỷ nhân tiên sinh theo không kịp mình, cũng là khẳng định. Tình huống bây giờ, chạy xa hẳn phải chết. Chỉ có lưu tại trong cuộc chiến, có lẽ mới có thể bảo mệnh. Nhưng lưu tại nơi này, ta giải trừ biến mất thuật, Khương Bố y bán thánh ý chí nhất định nhanh hơn tỷ nhân tiên sinh khóa chặt ta, không giải trừ, liền là bị động chờ chết hắn cuối cùng cũng có thể khóa chặt ta. Từ tiểu thụ ôm đầu, cơ hồ muốn điên rồi. Hiện thực cùng biến mất thế giới, rõ ràng ở trong mắt chính mình, không có khoảng cách, lúc này lại đột nhiên biến thành âm dương hai giới, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Liền lúc này, từ tiểu thụ cảm giác khuếch tán, lực chú ý từ trong cuộc chiến lan tràn ra, thấy được ngồi sổn tại phương xa không gian bích chướng phía dưới viện trưởng đại nhân cùng bác. Không, miệng rộng. Bọn hắn hậu phương, còn có mấy trăm đầu nơm nớp lo sợ, không dám lên trước, nhưng một mực tại rục trịch thạch cự nhân. Mà bên trong chiến trường, ngoại trừ Mai Tị Nhân cùng Khương Bố Y, kỳ thật một mực còn có một cái hư không tùy tùng. Thánh vực sớm phá. Cái này tất cả mọi người vẫn còn giả bộ, tứ chi mở rộng, dáng nguyên lai thánh vực vách tường, vậy ngay tại lúc này không khí. Cố gắng giải dụ lấy, cực kỳ giống diễn đế. Từ tiểu thụ liền không có gặp qua diễn kỹ kém như vậy cự nhân. Nhưng hư không tùy tùng quá nổi giận, tiếng không dám tiếng, lui không dám lui, sợ mình khẽ động, yên tĩnh, đều sẽ chọc cho đến trong cuộc chiến cái kia hai đại biến thái cấp nhân loại chú ý. Sau đó, thuận tay mệnh liền bị chiếm. Cho nên nó lại ăn chiến đấu dư ba, kiên trì tới hiện tại, trở thành tòa này bừa bộn chi xâm bên trong, số lượng không nhiều còn cứng rắn tường. Rõ ràng tới nhiều người như vậy, liền cự nhân đều có, Khương Bố Y lại đều chưa từng chú ý. Cái này đã nói lên, hắn hiện tại lực chú ý, ngoại trừ mai tỷ nhân, chỉ còn lại có ta. Không. Không phải ta, mà là từ tiểu thụ từ tiểu thủ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia diễn kỹ vụng về hư không tùy tùng nhìn qua trên người đối phương khô cạn động lại màu đen máu đột nhiên hắn con ngươi thả lớn khóe miệng đi theo nhếch lên máu vương tay đầu ngón tay còn lưu lại đồng dạng vết máu màu đen đây là đang gặp được đằng sơn hải ở giữa tại trấn hư bia bên trên sờ tới chất lỏng trước đó không biết được là cái gì hiện tại từ tiểu thụ đã hiểu hư không tùy tùng chẳng biết lúc nào tại trấn hư bia bên trên đổ máu cánh tay trái vừa nhúc nhích bắt đầu biến hóa cuối cùng hóa thành một cái cùng từ tiểu thụ như đúc một dạng người, song phương dính sát hợp lại cùng nhau. Kiếm chỉ sát nhập, từ tiểu thụ nhịn đau, đem cái này một bộ phận thân thể cắt. Chân dung phân thân lừa gạt không được hương bố y, vậy kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi, ta vai trái. Từ tiểu thụ trịnh trọng nghĩ đến mình biến hóa ra đến song bào thai huynh đệ tốt. Cái gì gọi là phụ tá đắc lực a, cái gì gọi là vì huynh đệ ta không tiếc mạng sống a. Nhờ vào ngươi. Nhất định phải diễn tốt. Bị phát hiện mọi người đều phải chết vai trái hóa thành từ tiểu thụ sắc mặt co quắp nhìn xem bản thể từ tiểu thụ chặt đứt cánh tay trái rất nhanh tái sinh rất nhanh khép lại cảm giác mình tựa như là bị ném bỏ lốc xe dự phòng hai hàng thanh lệ liền chảy xuống mong muốn nói điểm cái gì từ tiểu thụ đưa tay bưng kính miệng hắn không cho nửa điểm cơ hội đồng thời tự thân bắt đầu biến lớn biến lớn vô hạn biến lớn cuối cùng đã tới trăm trượng điểm tới hạn cảm giác khí hải đã nhanh muốn không chịu nổi lúc từ tiểu thụ vội vàng móc ra kẻ bắt trước ngón tay giữa nhọn lưu lại vết máu màu đen đi lên một vòng trống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1072, hai vị, cho cái chút tình mọn, như thế nào? Nên vào sân. Nếu nói đối tổ chức việc vặt vảnh các loại xử lý, tiếu không động tự giác so ra kém dịp tiểu thiên. Nhưng một trận chiến đấu, lúc nào nên bạo phát, lúc nào nên ngừng, lúc nào mới là phe thứ ba tốt nhất vào sân thời cơ. Tiếu không động chắc chắn, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đóng vai lão sư nhiều năm như vậy, hắn đối chiến cơ điều khiển thập phần tinh chuẩn. Cục diện dưới mắt, tỷ nhân tiên sinh ra về sau, rõ ràng gánh vác không nhỏ, lại muốn được kiếm, nhất định là vượt qua trước đây một kiếm kia, tiêu hao càng lớn, cho nên hắn rõ ràng không muốn tiếp tục nữa. Mà Khương Bố y vậy xuống đài không được. Nếu để cho hai người vẫn như cũ duy trì loại này đối chọi gây gắt cục diện, tình huống xấu nhất, thật muốn diễn biến thành hai người trước mắt liều ra cái ngươi chết ta sống, thẳng đến có một phương ngã xuống. Nhưng lúc này, có cái bên thứ ba nhúng tay, vậy liền không đồng dạng không có quá nhiều suy nghĩ liền thương thảo ý nghĩ đều không một lời nói xong tiếu không động căn bản vốn không quản dịp tiểu thiên cái nhìn trực tiếp bay vọt ra mấy trăm dặm vượt ngang bất quá một ý niệm ma thần đại thương tới trước quanh một tiếng bắt mắt vô cùng cắm vào mai tị nhân cùng khương bố y ở giữa sau đó một đạo hơi có vẻ lôi thôi bóng dáng phong khinh vân đạm điểm nhẹ mà xuống một chân đạp tại mũi thương hai vị đánh lấy bao tải tiếu không động một tay một đám dẫn đầu nhìn mai tị nhân một chút sau đó ánh mắt nhìn về phía cửu thiên phía trên lôi hỏa kiếp vân, a à a à cười nói. Không vậy đánh, nên phát tiết cảm xúc, vậy đều phát tiết. Hai vị là thánh thần đại lục hết sức quan trọng nhân vật, hoàn toàn không cần thiết tại hư không đảo cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, liều cái thắng bại, phân ra chết sống. Đã đều là vì ta thánh nô bên trong người mà chiến, cái kia cuối cùng, cũng nên kết thúc tại thánh nô bên trong người tay. Ngừng tạm, cười cắn khóe môi nhếch lên, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, nói. Hôm nay ta bác công am đến tận đây, hai vị coi như cho cái chút tình mọn đi, nơi đây sự tình, trước đặt một bên, ngày sau hữu duyên tái chiến, như thế nào? Một bên là vừa rồi kiếm trảm bán thánh hóa thân thất kiếm tiên mai tỷ nhân. Một bên là xấu hổ giận dữ không chịu nổi, gần như điên cuồng bán thánh khương bố y. Nhưng chính là tại bực này gây cấn trong cuộc chiến, tiếu không động vẫn như cũ không sợ hãi chút nào trên mặt đất đi. Hắn đứng ở cái kia ma thần đại thương chi đỉnh, một thân khí tức đến như là đại dương mênh mông bên trong phiêu diêu không chừng thuyền cô độc, lời nói chi thế, lại có thôn tính tứ hải như vậy cao, hoàn toàn không kém gì giữa sân hai người. Mẹ hắn. Dịp tiểu thiên thấy đơn giản sắp điên. Nếu không phải đã biết được nơi đây vào sân cái kia cái gọi là bác tôn am, kỳ thật thật chỉ là nho nhỏ một giới hậu bối, chính là tham nguyệt tiên thành đại sư huynh. Tuổi tác không nói so ra kém mình, liền mai tị nhân, hương bố y một cái số lẻ, cũng không có thể lấy. Dịp tiểu thiên giờ phút này, cũng muốn tin tên kia chuyện ma quỷ. Quá điên cuồng. Rốt cuộc là bao nhiêu lần giả trang mới có thể luyện thành lớn như thế trái tim, làm cho Tiếu Không Động đưa thân vào loại này bán thánh trong cuộc chiến, thuần thục đến như đi bộ nhàn nhã, thoải mái nhàn nhã. Liều mạng. Tiếu Không Động một cái hậu bối, đều xông vào đằng trước, Diệp Tiểu Thiên còn có lý do gì trốn ở hậu phương. Hắn trắng răng một cái, không gian áo nghĩa trận đồ tại dưới chân xoay tròn, trong chớp nhoáng vậy vào sân, im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng Tiếu Không Động, cực kỳ giống bác Tôn Am tiểu tùy tùng. Ta. À. Nói thật, loại này không quan trọng tới cực điểm vào sân. Diệp Tiểu Thiên mình đều cảm thấy có chút xấu hổ. Thật không có mặt. Hắn rất muốn nói điểm cái gì, liền như là tiếu không động một dạng, dùng ngôn ngữ để tráng một chút mình khí thế. Nhưng nghĩ tới vừa rồi Mai Tị Nhân kiếm tượng quái vật, nhìn xem cửu thiên phía trên che lồng cả tòa rừng kỳ tích lôi hỏa kiếp vân, dư quan lại không cẩn thận liếc về tiếu không động dưới chân cái kia to lớn vô cùng ma thần đại thương. Ta không có cái gì. Diệp Tiểu Thiên im. Ngoại trừ dưới chân đã biến mất không gian áo nghĩa trận đồ, hắn phát hiện, mình lại không bỏ ra nổi đến nửa điểm có thể dùng đến chống đỡ khẽ chống khí tràn đồ vật. Diệp Tiểu Thiên muốn nói lại thôi, sau đó đã ngừng lại. Chen miệng vào không lọc lại như thế nào? Không nói lời nào. Liền là lớn nhất khí thế. Trong thiên hạ, thử hỏi cái nào vương tọa dám không có chút nào ngụy trang cùng tiếng trận này. Ngoại trừ ta Diệp Tiểu Thiên, không ai dám làm như thế. Đến từ chính đại tuyệt địa một trong ngũ say cốc hai đại chí bảo đều đồng, thạch cự nhân nhóm làm sao có thể còn ngồi được vững. Bán thánh vị cách, ma thần đại thương đây đều là bọn chúng thủ hộ đồ vật tuy lâu như vậy cuối cùng đuổi tới cái này bán thánh giao chiến sân bãi đến bọn chúng xác thực sợ bởi vì mấy cái này nhân loại nắm giữ lấy đủ để triệt để gạt bỏ bọn chúng lực lượng nhưng lại sợ sứ mệnh cho phép thạch cự nhân nhóm riêng phần mình bước vào chân đạp phá không gian đi theo ra trận lại còn phân tán ra đến ở đây bên ngoài trăm dặm nơi đem bên trong mấy người bao bọc vây quanh mấy trăm đầu thạch cự nhân cao nhất có thể đạt tới ngàn trượng đơn giản liền là che khuất bầu trời tồn tại cái này một vây, giống ở đây bên ngoài cho kết cái to lớn ngoài trời tòa thành. Giữa sân, vốn còn yếu ớt co đầu rút cổ tại không khí trên vách hư không tùy tùng, rốt cuộc không cần cực lực cắt giảm mình tồn tại cảm. Bởi vì lấy nó thân cao, thả ở hậu phương cái này chồng thạch cự nhân bên trong, hoàn toàn liền là chẳng khác gì so với người thường. Bán thánh thật muốn xuất thủ, hồn nhiên muốn sụp. Người cao đỉnh lấy, không tới phiên nó cái thứ nhất chết. Hắc hắc. Hư không tùy tùng tâm tình kích động lên, có chút xê dịch lấy bước chân, cố gắng lùi ra sau, Mong muốn dung nhập đám này nó nhận biết nhưng hồi lâu không thấy đến từ ngủ say cốc các huynh đệ tốt. Như thế số lượng cự nhân dẫm phá không gian, đi theo vào sân, trong sân người ánh mắt đều là biến đổi. Không thể không nói, chỉ dựa vào Bác Tôn Am một cái người, có lẽ còn chưa đủ lấy bỏ dở bực này cảnh tượng hoành tráng chiến đấu. Nhưng ma thần đại thương vừa ra, ba bốn trăm đầu thạch cự nhân đi theo hắn phía sau cái mông, một bộ chết sống đều muốn bắt lại người này bộ dáng. Khương Bố y lại ngốc, vậy hiểu được Bác Tôn Am tiếng hư không đảo về sau, tuyệt đối chọc tới chuyện cùng mình một dạng, hắn tại nơi nào đó động thủ, kích hoạt lên chỗ kia tuyệt địa thuộc tính, thậm chí cái kia, so rừng kỳ tích khoa trương, phái ra nhiều như vậy cự nhân đến đuổi giết hắn. Bác tôn Am Khương Bố Y bản thể hóa thành lôi hỏa kiếp vân, nhìn không rõ khuôn mặt cảm xúc, chỉ bất quá nói ra cái này tên lúc, cũng có một chút kiên kỵ. Thất kiếm tiên mai tị nhân đã cường thành bộ dáng này. Trước kia không lắm để ý, dẫn vì trò cười hắc bạch song mạch chi tôn truyền thuyết, liệu sẽ vậy có khả năng, là thật. Giờ phút này, thạch cự nhân nhóm rốt cục ầm ầm kết thúc dẫm phá không gian bên trong tại không đáng chú ý nơi vậy đi theo chạy vào một đầu không có ý nghĩa màu đen hư không tùy tùng khách quan mà nói dưới tiểu gia hỏa này ngược lại cực kỳ không giống nhau dạng vừa mới ra trận nó không giống đám kia tảng đá bọn quái vật co lại ở hậu phương mà là thập phần lớn mật không nhìn trong sân cháy bỏng bầu không khí sau đó lại rất có nghĩa khí chạy tới đỡ dậy nó hư không tùy tùng đồng bạn tiếp lấy hai hư không tùy tùng cùng một chỗ sau này trượt rất là hòa hợp dung nhập thạch cự nhân bày thể bên trong đi theo chống nạnh, trống trống gào thét. Cực kỳ giống bị khi phụ hồi lâu, rốt cuộc đã đợi được chủ nhân chó. Khương bố y không lắm để ý. Hắn chú ý trọng điểm chỉ có ba cái, Mai Tị Nhân, Bác Tôn Am, cùng tan biến tại nơi đây từ tiểu thụ. Cái này chút thạch cự nhân nhìn xem hơi bị lớn, nhưng liền cùng trước đây hắn đánh đầu kia hư không tùy tùng một dạng không lắm trứng dùng. Thậm chí liền dư thừa tinh lực, khí lực, chú ý độ, Khương Bố Y cũng không nguyện ý phân đến cái kia thạch cự nhân, hư không tùy tùng bên trên. Bác Tôn Am mình gây ra phân, hắn khương bố y tại sao phải giúp bận biểu cho xoa. Đội lên trên đầu mình còn có nhiều như vậy miệng oan ức, hiện nay, không phải một mụn không có bóc đến đâu. Lôi hỏa kiếp vân hóa thành bán thánh chi mặt, ánh mắt cắt gao khóa chặt tại ma thần đại thương bên trên đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến bên trên, từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm ba động. Bác Tôn Am, khương bố y quát lạnh lấy, thanh âm vui dịu truyền xuống, ngươi, có ý tứ gì? Ma thần đại thương bên trên, tiếu không động che lại miệng mũi suy yếu nhẹ ho khan vài tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười mà chống đỡ. Ta tự nhiên không có gì khác ý tứ, không phải là vì từ tiểu thụ mà đến, cũng không phải mong muốn đem sau lưng mấy cái này phiền toái lớn nhóm giao cho các ngươi hỗ trợ đối phó. Chỉ vẹn vẹn là thấy được thánh thần đại lục hai tăng trụ cột tại nơi đây chém giết, không đành lòng gặp trong đó một trong vẫn lạc, đặc biệt đến điều đình một phen. Tiếu không động nói xong, chuyển mắt nhìn về phía Mai Tỷ Nhân. hắn hơi gật đầu thăm hỏi, nhưng cũng không hạ thấp người. Chỉ nhẹ giọng hỏi, tỵ nhân tiên sinh, có thể cho ta một bộ mặt, ngừng trận chiến đấu này. Mai tỵ nhân trầm mặt. Hắn sớm chú ý đến cái này người. Chiến đánh một nửa, hai tên gia hỏa đánh lấy không gian bích chướng, định lấy chiến trường dư ba tiếng lên, trộm đạo lấy tới đây, hắn tin tưởng Khương Bố Y cũng là biết. Chỉ bất quá. Bác công am vì sao hội tới đây. Hắn không phải nói, hư không đảo bên trong có quan hệ từ tiểu thụ sự tình, đều giao cho mình sao. Còn có. Cùng sông tự cái kia lúc thấy khác biệt các tôn am tiểu tử này, làm sao thành cái này một bộ dáng hóa trang. Khí thế không thay đổi, dung mạo không thay đổi, nhưng còn bức rất nhiều, còn đánh lấy cái bao tải. Ảo giác sao? Trước đó giống như không gặp qua cái này bao tải. Mai tị nhân lắc ra khỏi quạt xếp, giấu ở nghi hoặc, không có quá nhiều để ý, nói, lão hủ sớm có ngưng chiến chi ý, ngươi nên hỏi, là trên đầu vị kia khương bán thánh. Tị nhân tiên sinh chịu cho mặt, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiếu không động miễn cười đối với hắn gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía phía trên, khí thế bỗng nhiên lạnh lẽo. Khương Bố y, nói thật, ta không phải rất muốn cho ngươi rời đi. Cái này vừa nói, Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên toàn thân căng cứng, liền mai tị nhân vậy có chút lông mày nhíu lên. Cửu Thiên phía trên lôi hỏa kiếp vân, càng là lúc này cứng đờ, nhất thời đều đình chỉ biến ảo, giống như là cảm xúc độ cao che giấu, tại đề phòng sắp đến đại khủng bố. Tiếu không động nghiêm túc qua đi, chợt mất cười một tiếng, động ta người, thật nghĩ giữ ngươi lại a, à, đáng tiếc không có cách nào. Hắn thu liễm ý cười, hết sức nghiêm túc nhìn qua trên không, cất giọng nói, Khương Bố Y, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy rừng kỳ tích nguyên nhân trận chiến đấu này mà lên biến hóa. Nơi đây một trận đại chiến qua đi, đơn giản không thể để cho rừng rậm, thêm cái gì chỉ còn tạm được. Ngũ say cốc ta đã động, tội nhất điện, bên cạnh ta vị bằng hữu này vậy động. Tiếu không động chỉ hướng dịp tiểu thiên, dịp tiểu thiên sắc mặt lúc này một đen. Chính đại tuyệt địa, đã thức tỉnh hai cái, lại thêm nơi này rừng kỳ tích. Tiếu không động không có nửa điểm nói đùa ý tứ, trầm giọng nói. Khương Bố Y, ngươi sẽ không muốn biết, khi chính đại tuyệt địa thuộc tính bị kích hoạt, thức tỉnh ba cái, hoàn toàn thành hình về sau, sẽ cho hư không đảo bên trên sở hữu người mang đến như thế nào nguy hiểm. Ngươi vậy sẽ không muốn biết, hư không đảo ngoài đảo bên trên, vì sao chỉ xuất hiện bán thánh phía dưới nguyên sinh sức chiến đấu, bao quát hư không tùy tùng, thạch cự nhân. Cái kia chút đạt đến thánh cấp tồn tại, đi nơi nào? Ngươi càng sẽ không muốn biết, ngoài đảo nội đảo chân chính khác biệt ở đâu, nếu là ngươi bị chính đại tuyệt địa, ba cái cuốn vào trong đó, đọa tiếng nội đảo, cần hao phí như thế nào rườm rà quá trình, mới có thể. Tiếu không động kéo dài âm cuối. Lúc này, Mai Tị Nhân trầm mặt, thần sắc đã kinh biến đến mức ngưng trọng. Mà Diệp Tiểu Thiên, đã không phân biệt được trước người gia hỏa này đến cùng là Tiếu không động giả bác Tôn Am, vẫn là bác Tôn Am giả Tiếu không động giả bác Tôn Am. Bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào đi chất vấn Tiếu không động lời nói, lời nói này, nói đến sát có việc. Cửu Thiên phía trên, Khương Bố Y cũng bị treo lên khẩu vị. Không thể không nói, hư không đảo nội đảo bí mật, người bình thường có lẽ không chú ý, nhưng bán thánh, tuyệt đối là hứng thú mười phần. Mới có thể làm gì? Mới có thể đi ra ngoài. Khương Bố Y cười lạnh nói, bác Tôn Am, tương truyền ngươi nhập qua hư không đảo nội đảo. Bản thánh ngược lại là tò mò, ngươi như thế nào đi ra? Đi ra. Tiếu không động đứng ở ma thần đại thương ở giữa, mấy câu liền đem giữa sân quyền chủ đạo lấy vào tay bên trên. Hắn cũng không có bao nhiêu đắc ý, nếu là làm không được đây, hắn sớm vẫn lạc tại trước kia các loại phân tranh phía dưới. Nghe vậy, hắn chỉ là mỉm cười, đưa ra còn sót lại bốn ngón tay tay phải, lại dựng thẳng ra ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc. Không không không, hương Bố Y. Ta nghĩ, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Ta chân chính muốn nói là, ngươi như lại dùng thánh lực, bị hư không đảo chi linh nhớ thương bên trên, tiếp theo đọa vào bên trong đảo, sau này dù là cuối cùng sức lực cả đời, vậy sẽ không biết, làm sao có thể ở chỗ đó. Sống sót. Trong mắt nhíu lại, tiếu không động đục ngầu trong con ngươi ra vào lãnh ý, trên thân kiếm niệm khí tức nhàn nhạt tản ra, khóe miệng vậy đi theo ông lên một tia trào phúng ý cười đi ra a à. lạnh hừ một tiếng tiếu không động qua vui chỉ bằng ngươi bán thánh điểm ấy đạo hạnh tầm thường ngươi còn muốn từ hư không đảo nội đảo bên trong đi ra người si nói mộng cuối cùng cái kia không chút khách khí bốn chữ lớn rơi đập ma thần đại thương phía sau dịp tiểu thiên trái tim cơ hồ ngừng đập hắn mí mắt cuồng loạn tiếng lòng điên cuồng điên rồi gia hỏa này điên rồi diễn quá mức a à tiếu không động thật đem mình làm lão sư hắn chỉ cần khương bố y một cái nhịn không được xuất thủ cái này tiếp xuống nhưng kết cuộc như thế nào cửu thiên lôi hỏa tiếp vân giống cũng là ngẩn người khẽ động không động phía dưới bác tôn am trong lời nói không che giấu chút nào trào phúng trong nháy mắt đốt lên bán thánh lửa giận liền như là lúc đó bị đằng sơn hải mắng một trận còn phun một mặt máu khương bố y hoàn toàn không cách nào chịu đựng thế nhưng là hắn là bác tôn am a có thế từ hư không đảo nội đảo bên trong chạy ra gia hỏa sau lưng của hắn còn có cái thất kiếm tiên mai tị nhân a vừa rồi một kiếm chém bản thánh bán thánh hóa thân lại như thế nào giận không kềm được khương bố y cuối cùng vẫn là dùng lý trí khuyên nhủ mình xúc động đối tượng khác biệt lửa giận cũng không thể loạn vung một cái mai tị nhân mình đều đã có chút gánh không được lại thêm cái chiến lực không rõ khả năng càng cao bác tôn am mình làm sao có thể tiếp được muốn động thủ tiếu không động lại phản phất không thấy được cửu thiên lôi hỏa kiếp vân cuối cùng áp chế chỉ nhìn thấy vừa rồi một cái chớp mắt sao động Khiêu Mi cười nói. Nói thật đi, tị nhân tiên sinh vừa rồi một kiếm, thấy ta thập phần ngứa nghề. Lão nhân gia ông ta còn lại hai kiếm có thế ra. Tại hạ bất tài, chỉ có một kiếm, Khương Bố Y, ngươi có thể nghĩ tiếp. Khương Bố Y có muốn hay không tiếp không người biết được, Diệp Tiểu Thiên lại cảm giác mình không chịu nổi. Gia hỏa này đến cùng là đang diễn, vẫn là thật xem kiếm, cho nhìn ngứa nghề. Hắn biết mình bao nhiêu cân lượng à, dám như vậy cùng bán thánh nói chuyện. Mai tị nhân cũng mộng. Bác Tôn Am, không phải tới khuyên khung à, làm sao bỗng nhiên muốn đánh. Lão hủ cũng không muốn đánh a. À. Mai tị nhân một bụng nước đắng, nhưng người ta lời nói đều đến phân thượng này, không đứng ra rất một cái, ngược lại trở thành hắn mai tị nhân không nể mặt mũi. Kết quả là, mai tị nhân hướng phía trước chiến một bước, yên tĩnh sát ý lại hiện ra. Cửu thiên lôi hỏa kiếp vân điên cùng phun trào, giống như là ngăn chặn không ở muốn xuất thủ dục vọng, không người biết được giờ phút này, lại bị chọc giận bán thánh khương bố y, sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Bác Tôn Am bất quá thời gian ba cái hô hấp lôi hỏa kiếp vân đình chỉ cuồn cuồng, một đạo nặng nề thanh âm bay xuống ngươi vừa rồi nói cái gì tiếu không động liền giật mình nghe cái này trầm thấp giọng điệu khương bố y là thật nghĩ đánh hắn không muốn đánh nhưng hắn biết lấy thuẫn phòng mâu chỉ hội dẫn tới càng điên cuồng công kích cho nên vừa lên đến tiên lễ hậu binh cuối cùng lựa chọn lấy mâu công thuẫn ý đồ dùng sắc bén ngôn ngữ công kích đem khương bố y bức lui lão sư bản thân tới cũng sẽ là bực này thuyết pháp cách làm không có khả năng nhượng bộ nửa bước. Lựa chọn như thế nào giao cho đối thủ, dù sao ta gọi bác Tôn Am, ta đều có thể đỡ được. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, giống như ra phản hiệu quả. Tiếu không động không có toát ra nửa điểm nội tâm cảm xúc, chiến ý ngược lại càng dân trào, chúng ta kiếm tu thẳng tiến không lùi. Khương bố y, có dám một trận chiến. Hắn quát lạnh nói. Sở hữu người trang nghiêm mà chống đỡ, một trận siêu việt trước đại chiến, tự hồ lại muốn kéo ra màn che. Nhưng ngay vào lúc này, cửu thiên lôi hỏa kiếp vân hóa thành khương bố y mặt lại có chút lay động không có chút rung động nào nói bản thánh không phải đang hỏi cái này là đang hỏi ngươi bên trên một câu bên trên một câu tiếu không động liền giật mình nửa ngày qua đi tự hồ rõ ràng cái gì khóe miệng giật một cái kinh ngạc nói cho cái chút tình mọn vèo che lồng cả tòa rừng kỳ tích mây đen thông suốt về liễm hóa thành khương bố y bản thể chắp tay đứng ngạo nghễ ở trên cao nhìn xuống điềm nhiên nói ra liền là câu này bản thánh cho ngươi mặt mũi này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1073, không nên quay đầu lại. Ngưng chiến. Diệp Tiểu Thiên ở phía sau thấy có chút choáng ván, bán thánh cương bố y, lựa chọn nhận sợ. Đây chính là bác Tôn Am mang đến cho hắn áp lực. Quá đỉnh. Lúc đầu liều chết đánh cược một lần chuẩn bị tâm lý đều làm xong, trong kế hoạch tiếu mười hơi cùng liều chết vớt người vậy đều sắp thành cố định sự thật, mai tỵ nhân xuất hiện, thậm chí chỉ khó khăn lắm được xưng tụng niềm vui ngoài ý muốn chưa từng nghĩ chiến cuộc nhất chuyển chuyển biến đến tận đây tiếu không động cho ra lớn lao áp lực không có kích thích cương bố y cưỡng ép xuất thủ ngược lại đem hắn kích lui đây đương nhiên là tốt nhất kết cục cái gì gọi là hoàng mỹ kế hoạch hoàng mỹ nhất kế hoạch liền là trước đây hết thảy chuẩn bị cũng không dùng tới mọi người riêng phần mình đi ra liền lộ mặt cuối cùng phủi môn một cái ai về nhà nấy bất quá Diệp tiểu thiên đang nghĩ trên thế giới thật tồn tại có loại này hoàn mỹ kết cục sao như hắn là khương bố y tại tính toán từ tiểu thụ không có kết quả về sau còn bị đối phương người chém một bộ bán thánh hóa thân làm sao có thể vì cái nào đó người mấy câu qua loa kết thúc ít nhất cũng phải quẳng xuống vài câu ngoan thoại hoặc là mang đi cá nhân mới được a dưới mắt mai tị nhân không có khả năng bị mang đi tiếu không động hóa thành bát tôn am vậy không có khả năng thật muốn xuất hiện trở lên mình phỏng đoán duy hai bị mang đi khả năng mình cũng hoặc là từ tiểu thụ cẩn thận. Diệp Tiểu Thiên ở phía sau nhắc nhở lấy, hoàn toàn chưa từng thư giãn. Thất bại trong gan tất một cái đạo lý hắn là rõ ràng, càng là đến thời khắc cuối cùng, người càng dễ dàng buông lỏng, thời điểm này cũng liền càng dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Ma thần đại thương phía trên, tiếu không động giống như Diệp Tiểu Thiên, hoàn toàn không có buông lỏng cảnh giác. Khương Bố Y nhận tê hoa đã hợp tình hợp lý, vậy ngoài ý liệu, hắn sợ nhất liền là gia hỏa này trước khi rời đi, hội thuận tay vất điểm cái gì. Bán thánh muốn đi, nơi đây sở hữu người hợp lực, chỉ sợ đều lưu không được người ta. Nhưng gia hỏa này cuối cùng thử một lần, lại khả năng thử ra đến chính mình cũng không phải thật sự là bác tôn am. Nhưng mà trong lòng là như vậy nghĩ, tiếu không động căn bản không có khả năng lưu người, hắn chỉ có thể thuận Khương Bố Y lời nói hướng xuống, không có chút trung động nào nói. Cái kia liền đa tạ Khương bán thánh để mặt. Yên tâm, chuyện này ta hội nhớ kỹ, bắt vực phổ huyền Khương Thị, ngày sau có cơ hội qua đường, ta vậy sẽ đi tìm Khương bán thánh uống trà, tâm sự. Đường dài mênh mông, hôm nay là địch, ngày khác là bạn, cố gắng sau này, chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Tiếu không động cười, không phải sao. Khương bố y không cho nửa điểm sắc mặt tốt. Hắn chỗ đó nghe không hiểu, đối diện gia hỏa này là đang uy hiếp. Hôm nay ngươi dám đụng đến ta thánh nô người, ngày sau ta liền dám lên ngươi bắt vực Khương thị đại náo một phen, ngươi muốn đi có thể, ngoan ngoãn rời đi, mọi người tường an không sự tình, nhưng muốn trước khi rời đi, thừa dịp bán thánh chi năng cưỡng ép xuất thủ động những người khác. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Thương bố y trong mắt hơi liễm, hắn vừa rồi chân thật có ý đó. Hoặc là nói không chỉ vừa mới, tại ý thức đến cùng mai tỷ nhân đánh không ra kết quả về sau, hắn liền muốn vớt rơi biến mất từ tiểu thụ đi. Nhưng ngay tại cái kia thời khắc mấu chốt, bác tôn am đi ra. Gia hỏa này tận dụng mọi thứ năng lực quá mạnh, hoàn toàn cầm chắc lấy mình tâm lý, biết lúc nào nhất nên xuất kích, nhất nên khuyên nhủ. Thế nhưng là không được, không thể có thế nhưng là không nghe thấy bác tôn am đều đang uy hiếp sao? mình hôm nay thật muốn mạnh mẽ động từ tiểu thụ sau này chỉ có thể núp ở bắc vực phổ huyền khương thị bản tông chờ đợi không biết ngày tháng năm nào mới sẽ tới lớn nguy cơ tại tình hình này dưới hoảng sợ sống qua ngày không sợ tặc trộn liền sợ tặc nhớ thương khương bố y trầm mặt thật lâu tại ba người cực cao ánh mắt cảnh giác nhìn soi mói cuối cùng chỉ còn lại thở dài một tiếng bác tôn am bản thánh nói cho ngươi mặt mũi liền tự nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi này sau này con đường khó mà nói nhưng bản thánh cũng không muốn cùng các ngươi có quá nhiều liên quan, người ta nước giếng không phạm nước sông, đối mọi người đều tốt. Nói xong một trận, Khương Bố Y không muốn lại xoắn suýt bực này chủ đề, đem ánh mắt ném đến bát tôn am phía sau, cái kia vào sân tự mang không gian áo nghĩa trận đồ gia hỏa trên thân. Vừa rồi không nhìn lầm lời nói, cái kia tóc trắng đạo đồng dưới chân lộ ra, là toàn bộ đại lục luyện linh sư tha thiết ước mơ. Không gian áo nghĩa. Khương Bố Y a a một cười, bản thánh tự hồ không gặp qua ngươi, đại lục khi nào ra nhân vật như vậy? ngươi cũng là thánh nô gọi cái gì tên gặp giữa sân sở hữu người ánh mắt đi theo quan tới diệp tiểu thiên liền chửi mẹ tâm đều có vì sao a à? nơi này nhiều người như vậy tại sao phải chú ý ta cái này không có ý nghĩa gia hỏa diệp tiểu thiên hít sâu chắp tay cố tự trấn định nói kẻ hèn này chu tham chu tham tiếu không động ngẩn người mai tị nhân vậy ngây ngẩn cả người lời nói này sao nghe tới có một cổ nồng đậm thụ vị khương bố y vậy rung lên hồi lâu sau đó bật cười, "Nguyên lai like ngươi họ Chu. Ta còn tưởng rằng ngươi họ Diệp, tên gọi Diệp Tiểu Thiên." Cỏ. Diệp Tiểu Thiên da đầu một cái rung lên. "Hóa ra ngươi biết ta. Cái kia còn hỏi danh hiệu ta. Có bệnh a." Khương Bố Y không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thật sâu lại nhìn một cái Diệp Chu Tham, liền thu hồi ánh mắt. "Không gian áo nghĩa. Hôm nay chiến lực còn không hiện. Nhưng người này nếu không chết, tương lai đại lục chi đỉnh nhất định có nó một vị trí." hắn so cái kia cái gì thời không thuộc tính hoàn tuyền cùng với chỉ ở trong nhân thế lộ qua một mặt tham dự cái thập tôn tọa về sau liền không gặp lại tung tích không dư hận phải mạnh hơn chí ít diệp chu tham là sở trường không gian nhất đạo cũng là sống sờ sờ sẽ nói láo người không phải hai người sau loại này giấu đầu lộ đuôi chuột đều nói không đánh nhau thì không quen biết ánh mắt lại một chuyển Khương bố y nhìn về phía mai tị nhân có chút thổn thức nói trận chiến ngày hôm nay bản thánh xem như thấy được cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nghĩ không ra thất kiếm tiên bên trong lại vẫn có dấu ngươi tu vi như vậy hạng người bản thánh vẫn cho là các ngươi ngoại trừ có phong thánh chi tư còn lại bất quá cũng chỉ là cẩu vô nguyệt nhiều yêu yêu hàng ngũ liền cái để bác kiếm tiên cũng không sánh bằng qua nhưng là ngươi khương bố y ánh mắt bình tĩnh nhìn qua mai tị nhân không che giấu chút nào tán thưởng bản thánh lau mắt mà nhìn quá khen mai tị nhân không có chút rung động nào căn bản không có nửa điểm cao hứng thậm chí còn có thừa lực phỏng đoán lên cương bố y nói nhảm nhiều như vậy là không phải là muốn trọng dấu chuẩn bị ở sau đối diện tên kia mặc dù không biết số tuổi thật sự bao nhiêu nhưng rất có thể so với chính mình còn nhỏ dù là thực lực lại cao hơn đạt đến bán thánh nhưng tiểu bối một câu tán dương có thể làm cho thế hệ trước vui đến bầu trời trái lại còn tạm được mai tỷ nhân còn kém không có thốt ra ngươi cũng không tệ chí ít để lão hữu nghiệm chứng bác tôn am truyền thuyết không giả bán thánh cũng không phải là vô địch thiên hạ nhưng hắn suy nghĩ một chút, không có nói như vậy ra. Nếu không lần thứ hai bán thánh đại chiến, tất bởi vì miệng lưỡi tranh chấp mà lên. Gặp trước mắt ba tên này đều không có cùng mình tiếp tục trò chuyện xuống dưới ý tứ, tương phản một mực duy trì độ cao cảnh giác, Khương Bố Y tự chút nhục nhã. Kết giao bằng hữu nha, khẩn trương như vậy làm gì? Bản thánh, kỳ thật còn có cuối cùng một lời muốn nói. Khương Bố Y miễn cười. Tiếu không động cũng cười, hoàn toàn không có che giấu mình không kia nhẫn cảm xúc, ngón út đào đào lỗ tai, bắn ra, vui mừng mà nói, ta nhưng là có chút không muốn nghe tiếp. Không phải là nói cùng ngươi nghe, mà là từ tiểu thụ. Cái này vừa dứt lời, trong sân ba người đồng thời liễm mắt, toàn thân khí thế biến đổi, như mảnh hổ tụ lực, đem nhảy lên trời núi. Không cần thẩn trương như vậy. Khương bố y liên tục khoát tay, ra hiệu mình cũng không ác ý, chẳng qua là vài câu ca ngợi thôi, nói qua cho ngươi mặt mũi, tự nhiên sẽ cho. Tiếu không động trầm mặt, dịp tiểu thiên im ắng. Đã người trong tay quạt xếp hợp lại, ném vào chiếc nhẫn bên trong, sau đó không thèm để ý chút nào tiện tay lấy ra phía sau lưng kiếm đá. Thời khắc mấu chốt, vận dụng vô kiếm thuật, kém xa trên tay có một thanh vũ khí tới càng nhanh, bởi vì cái này hội ít rơi một cái xuất thủ trình tự. Khương Bố Y đem ba người hết thảy phản ứng thu hết vào mắt, lắc đầu bật cười, không còn nhìn lâu những người này, mà là chuyển mắt nhìn phía giữa không trung hư vô. Từ tiểu thụ, bản thánh biết ngươi còn ở nơi này, yên tâm, có người bảo đảm ngươi, hôm nay bản thánh sẽ không lại động tới ngươi. Ân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng bản thánh vốn là sẽ không động tới ngươi. Lúc trước nói muốn cho ngươi hai lựa chọn, vậy cũng chỉ là chuyện tiếu lâm, người chi tại thế, cũng không phải là không phải đen tức trắng, vĩnh viễn đều có con đường thứ ba có thể tuyển. Bản thánh vừa rồi nói như vậy, cũng là nghĩ nhìn xem lấy ngươi trí tuệ hội ứng đối ra sao mà thôi. Ngừng tạm, nhưng cũng không có chờ đến đáp lại thanh âm. Khương bố y biết tiểu tử kia vậy cảnh giác, chỉ sợ so hiện trường sở hữu người đều cảnh giác, hắn nhíu nhíu mày, buông tay lại nói. Có chút đáng tiếc, ngươi tị nhân tiên sinh ra trận quá sớm, bản thánh không chiếm được một cái hài lòng đáp án, bởi vì ngươi lựa chọn bản thánh cho ra lựa chọn một trong hai, cùng truyền ngôn có chút không giống. Bản thánh trong ấn tượng, ngươi là liền nhiêu yêu yêu đều có thể trêu đùa người, đây chính là thất kiếm tiên. a à, là, mai tị nhân cũng là thất kiếm tiên, không thể nói trước ngươi tị nhân tiên sinh vào sân, vậy cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Bản thánh đã hiểu. Cái này, liền là ngươi con đường thứ ba. Khương bố y đột nhiên trừng lớn mắt, giống như là bị mình phỏng đoán hù dọa, ngoài ý muốn liếc về phía mai tị nhân. A. À. Mai Tị Nhân Phong Kinh Vân đạm cười. Như vậy thấp kém kế ly dáng sao? Cái kia ngược lại là lão hữu vừa rồi xem trọng ngươi. Hắn trở tay đem kiếm đá cắm trở về trên lưng, suy nghĩ một chút, lại sờ trở về. Thương bố y vẫn như cũ đợi không được từ tiểu thụ hồi âm. Hắn vậy không có khả năng tại trước mắt bao người, lại mở thánh vực, sau đó co nhỏ lại, dùng đến khóa chặt từ tiểu thụ phương vị, sau đó móc ra cái này người, liền vì thật tốt nói chuyện phiếm. Cái này quá ngu cái kia hai cái rưỡi khẳng định phải động thủ kết quả là nhúng nhúng vai khương bố y bất đắc dĩ thở dài xem ra bản thánh là được mọi người đều chê cái này còn là lần đầu tiên tốt a à, ta đi đã liền bản thánh đều như thế không được hoan nghênh lời nói hắn dao động cái đầu như cái quá hạn lão nhân không hề bị những người trẻ tuổi kia ưa thích chỉ có thế bắt đầu thu thập chiến trường chọn rời đi tiêu thần thương tan hồn thánh tháp, tiên ma phiến cộng thêm vừa rồi xuất ra nhưng không hoàn toàn xuất ra còn lại chính đại hồn khí tại mai tị nhân tiếu không động diệp tiểu thiên ba người ánh mắt cảnh giác nhìn soi mói khương bố y chậm ung dung thu thập xong mình tất cả mọi thứ đối mọi người một cười gặp lại các vị hữu duyên trùng phùng hy vọng không phải bạn không phải địch riêng phần mình mạnh khỏe dứt lời phong vân hội tụ càng không hoàng dương khương bố y thân hình phá một tiếng tiêu nát hóa thành kim quang theo gió di chuyển một hơi hai hơi ba hơi đợi chừng mười hơi thời gian trong sân ba người mới dường như buông xuống cuối cùng đề phòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra đi diệp tiểu thiên đối không gian cảm giác vô cùng nhạy cảm biết được nơi đây thiên địa lại không khương bố y người này hô tiếu không động lời gì đều không có chỉ có thật dài một ngụm trọc khí giãn ra trừ khử nội tâm của hắn bên trong tất cả lo lắng mai tị nhân nhẹ gật đầu khẳng định chu tham thuyết pháp cầm trong tay kiếm đá cắm về trên lưng cất bước đi tới đi tới ma thần đại thương hai vị trí đầu người bên cạnh một trận đại chiến rốt cục hạ màn. Nên nói hay không, chiến hậu ba người. Dù là cùng chiến vẻn vẹn một người, về sau hai vị chỉ là áp trận xử lý đuôi sự tình, mọi người vậy đều cảm giác gân mệt lực tẩn. Chờ một chút. liền tại Mai Tị Nhân chính muốn mở miệng nói chuyện thời điểm Diệp Tiểu Thiên lại đột nhiên kinh thanh mà lên, một ngón tay chỉ phía trước. Bên hông hai người trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, đi theo nhìn lại. Đây là cái gì? Diệp Tiểu Thiên con ngươi co rụt lại. Quanh mình giữa thiên địa là lục soát tìm không được khương bố y vị này bán thánh tồn tại, nhưng hắn vào lúc này, lại phát hiện nhàn nhạt thánh lực lưu lại. Khương bố y trước kia chỗ đứng phương vị, rơi xuống một quyển màu đỏ thẩm quyển trục. Hắn hồn khí. Tiếu không động thần, từ cái kia quyển trục phía trên, hắn kém chút không có nhìn ra đây là có thánh lực ba động đồ vật, vậy thua lỗ dịp tiểu thiên nhắc nhở. Chân không tự giác hướng phía trước một bước. Dịp tiểu thiên đi theo vậy động thân, chậm chậm bay đi, mong muốn nhặt lên quyển trục đến tìm tòi rõ ràng. Chậm đã hai người này trái với lẽ thường cử động chỉ một thoáng khiến cho mai tị nhân rùng mình nghiêm nghị hét lớn đằng trước hai người như là cũng bị uống tỉnh nhao nhao giật mình vì sao a hội mong muốn đi lấy thứ này rõ ràng cái đồ chơi này liền là khương bố y lưu lại phản ứng đầu tiên hẳn là rời xa hoặc là cách không hủy đi mới đúng tham lam không có một cái nào người sẽ nghĩ tới mình quá dị hành vi là bởi vì tham lam bởi vì ở đây ba người đều biết mình không phải như vậy người dù là cái này có thể là khương bố y thất lạc phòng ngự hồn khí thánh đế vị cách đều có thể nhường tới nhường lui, làm sao có thể tham lam. Không. Không phải hồn khí. Tiếu không động đinh lấy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa rồi hắn đối kháng tỷ nhân tiên sinh ngài hồn khí bên trong, liền căn bản không có quyển trục hình dạng đồ vật, ta quá trình tuyệt đối nhớ không lầm, qua đi còn muốn nhớ. Lời nói vẫn chưa xong. Ông. Cái kia lẳng lặng rơi tại trên mặt đất màu đỏ thẩm quyển trục, đột nhiên rung lên, sau đó nổ tung kinh người thánh lực ba động. Mắt trần có thể thấy thánh lực gợn sóng, tại trong khoảnh khắc, cơ hồ lan tỏa cả một tòa rừng kỳ tích, mà đứng mũi chịu sào ba người, không thể nghi ngờ chịu ảnh hưởng là lớn nhất. Tiếu không động thậm chí chưa kịp nói xong nguyên một câu nói, mí mắt rũ xuống, phía sau trước mắt thần Phật liền cao cao dơ lên eo, long một tiếng trấn ổn định hắn tâm thần, không nhận thánh lực ảnh hưởng. Ân. Diệp Tiểu Thiên cũng giống như thế, hào nghiêm túc liền vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, một nuốt trong miệng thánh huyết, không dám chút nào lưu luyến, đau lòng, dưới chân liền thả ra không gian áo nghĩa trận đồ. Thoáng qua, ba người cùng cái kia màu đỏ thẩm quyển trục ở giữa, như cách chỉ xích thiên nhai, rõ ràng khoảng cách không xa, lại vô cùng mênh mông xa. Mà tẩn chiếu bán thánh không tác dụng phụ thánh huyết, vậy đem dịp tiểu thiên chiến lực trong nháy mắt tăng phúc đến đỉnh phong nhất. Cái kia quyển trục thánh lực, lại không thể đánh nát hắn triệu hoán đi ra trồng chất không gian. Chỉ xích thiên nhai giống là có mấy vạn cái hư không đảo như vậy rộng lớn, một cái đem thánh lực chặn đường tại phía trước, cho ba người tràn đầy cảm giác an toàn. Thật xa xỉ a. À. Tiếu không động hâm mộ cực kỳ, hắn trước mắt thần Phật so sánh lên cái này chút có tài nguyên, có bối cảnh gia hỏa đến, giống như là chuyện tiếu lâm, chỉ có thể bảo đảm mình một cái người. Diệp Tiểu Thiên chỉ là vương tọa, có thể một cái bảo vệ ba người. Suy nghĩ mới khó khăn lắm như vậy hiện lên, hai bọn họ lại không khỏi nhìn phía cái kia đen hồng quyển trục. Khương bố y lưu lại quyển trục tất nhiên không có ý tốt, lúc này tại thánh lực cuồn cuộn qua đi, lại chậm chậm trôi nổi mà lên, giữa không trung chậm rãi triển khai. Oanh! Trong nháy mắt, cho dù cách chỉ xích thiên nhai, tiếu không động, Diệp Tiểu Thiên cũng thấy tâm thần chấn lắc, giống như là bị người từ linh hồn phương diện cứng rắn đánh một chùi. Một giây sau, cái kia trương đen hồng quyển trục tựa như tại người trong thần hồn triển khai, còn một cái đẩy lên lớn nhất, đem không gian ý thức thiên địa đều cho che đậy. Mai Tị Nhân trong lòng khẽ run, rốt cục trong đầu nhớ lại đằng trước đó là cái cái gì đồ vật. Hắn mãnh liệt nhắm mắt, đồng thời trong đầu có kiếm tượng quái vật tạo ra, cho mình ý chí hung hăng chặt xuống một kiếm. Một kiếm này xong, đen hồng quyển trục trong đầu vỡ nát. Làm xong cái này chút, Mai tị nhân mới có dư lực động thủ, đem trước người hai người đầu chỉnh hướng nơi khác, giận mà gào thét. Không nên quay đầu lại. Đây là bán thánh huyền chỉ, không thể nhìn. Các ngươi gánh không được. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1074, bán thánh huyền chỉ, quy. Trễ. Bán thánh huyền chỉ, là bán thánh đối thánh đạo nhất cực hạn cô động, là bán thánh căn cứ vào tự thân tại đạo giải độc về sau, làm ra cường thế nhất tại đạo vận dụng, cái này sau bán thánh hóa thân còn khó hơn lấy luyện thành, có được trí mạng nhất chỉ dẫn, thuyết minh chi lực, nó thượng vị vật thay thế, vẹn vẹn chỉ có thánh đế kim chiếu. Nói một cách khác, trong thiên hạ, ngoại trừ thánh đế kim chiếu có thể áp chế bán thánh huyền chỉ. Đồng vị cách, đê vị cách bên trong, ngoại trừ số người cực ít, cơ bản không có khả năng vứt bỏ bán thánh huyền chỉ ảnh hưởng. Tâm hướng đạo người, đứng trước thánh đạo nhất bản chất thuyết minh, đều hướng về chi, ý đồ với tới. Tiếu không động, dịp tiểu thiên quá dị hành vi, đều là nguồn gốc từ nơi này trái lại mai Tị nhân hắn cùng hai vị trí đầu người khác biệt ở trên trước thời đại bên trong liền đã có diện thánh kinh nghiệm cũng đối kháng qua bán thánh huyền chỉ biết cái này là cấp bậc gì lực lượng đáng tiếc từ thế giới tinh thần bên trong chém chết bán thánh huyền chỉ về sau còn muốn đối bên cạnh hai người tiến hành khuyên nhủ ngăn cản thì đã trễ không người sẽ nghĩ tới cương bố y sau khi đi còn hội lưu lại dạng này một cái cường thế chuẩn bị ở sau huống chi đây là tại hắn đã bị mất một bộ bán thánh hóa thân về sau không màng thu hoạch dùng đến cái này so liền đi hai của bán thánh hóa thân tổn thất còn lớn hơn khương bố y cầu cái gì mai tị nhân không nghĩ ra nhưng hắn giống như có chút rõ ràng vì sao khương bố y trước khi đi phải nói nhảm nhiều như vậy tên kia dùng lời nói đem sở hữu người lực chú ý từ trên người hắn dời riêng phần mình chuyển dời đến trên người mình đi cũng chỉ cầu suy yếu đám người chú ý lực làm cho sở hữu người tại bán thánh huyền chỉ bị phát động thứ nhất chớp mắt không thể kịp phản ứng không hề nghi ngờ khương bố y thành công giữa sân tại màu đỏ thẩm bán thánh huyền chỉ tại cửu thiên mở ra tựa hồ chỉ còn lại có một cái mai tị nhân là thanh tĩnh còn lại trong đầu mọi người bắt đầu choáng váng tiếp theo không tự chủ được nhìn xem tại dịp tiểu thiên tiếu không động thế giới tinh thần bên trong cái này một phần bán thánh huyền chỉ liền như là hôm đó tại biển sâu phía dưới nhìn thấy thánh đế kim chiếu tiếu không động thậm chí đều không có kinh lịch qua lão sư hắn hạ xuống thánh đế kim chiếu nhưng lúc này hắn ngửa cổ nhìn trời vẫn như cũ cảm thấy mình nhỏ bé thế giới tinh thần hoàn toàn bị bán thánh huyền chỉ lấp đầy, nó bên trên có bán thánh đối với thánh đạo nhất cực hạn cô động, nội dung lại không nhiều, vẻn vẹn chỉ có một chữ. Quy. Như thế nào quy? Phổ thế phù hoa, bắt đầu tại hỗn độn, bụi âm thanh tượng quả, bắt đầu tại hư vô. Đạo không trang trí, thánh chỉ bản tâm, ngọc thô khi trở lại, ta quy chân. Bán thánh huyền chỉ vẻn vẹn một cái cô động quy chữ, nhìn thấy bán thánh bút kích thực người, bên tai lại đều truyền đến lã lướt thánh âm. Mấy cái này bán thánh đối với quy giải độc, trùng điệp đánh vào tất cả nhìn bán thánh huyền chỉ người trong óc giống như hồng chung đại lữ địch đã người hồn phốt diệp tiểu thiên lúc này một nguồn máu liền phun tới nguyên khí đại thương cùng lúc đó thánh đế kim chiếu chỉ là tuyên cáo lực lượng khác biệt trước mắt bán thánh huyền chỉ càng giống là tại mệnh lệnh nó tại mệnh lệnh tất cả tâm hướng đạo người khử trừ tất cả phù hoa ngụy trang trở về bản thân như thế mới có thể tiếp xúc đến người gốc rễ tâm làm đến không lấy vật vui không lấy mình buồn từ đó siêu phàm thoát tục chạm đến thánh đạo ta, sai. Diệp Tiểu Thiên trong mắt toát ra nồng đậm sám hối vẻ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ra thánh cung, xây linh cung, là đối với mình bản tâm một lần phong tàn. Thấy qua thượng vị thế giới, chán ghét quyền mưu tranh đấu, nhưng tự mình lựa chọn đối kháng phương pháp, lại là trốn tránh, hoàn toàn không phải thủ vững bản tâm, lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói. Như thế, mới đưa đến tại hơn mấy chục năm sau bây giờ, cuối cùng khi nhìn rõ một lần bản tâm về sau, mới có thể lấy được khoan thai tới chậm một lần đột phá. Bây giờ, mình lại tại lừa gạt mình bán thánh đối chiến chi, hoàn toàn không phải trước mắt cấp độ mình có thể nhúng tay, nhưng vì vào cuộc, mình lại cứng rắn nuốt thánh huyết, cưỡng ép tham gia. Loại này tham luyến luyến ngoại vật, khao khát đường tắt, thu hoạch lực lượng đường đi, căn bản không phải chứng đạo phong thánh con đường. Người, đem quy thật. Phốt. Trong đầu như vậy suy nghĩ mới hiện lên, Diệp Tiểu Thiên lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Lần này, hắn phun ra tựa hồ không chỉ là máu, dưới chân áo nghĩa trận đồ xoay tròn, lại ẩn ẩn có nứt ra dấu hiệu đồng thời, cái kia chút ngoại vật lực lượng thánh huyết, vậy toàn diện hóa thành nồng đậm thánh lực, toàn bộ tràn ra bên ngoài thân. Diệp Tiểu Thiên, lập tức phản phất già mấy chục tuổi, thân thể đều có nếp nhăn, cùng màu đen chết ban. Từ đối đạo giải độc, đối thánh hướng tới, tại chớp mắt về sau, trở thành quá độ giải độc, quá độ lưu luyến si mê, tham mà tổn hại cảnh giới, lập tức trên người Diệp Tiểu Thiên bày ra đến vô cùng nhường nhuyễn. Ta, thật sai. Diệp Tiểu Thiên hối tiếc không kịp, thậm chí sinh ra lấy cái chết tuẩn đạo, lá rụng về căn ý nghĩ hắn duỗi ra hai tay đâm vào mình lồng ngực như muốn xé mở huyết nhục moi tim móc phổi lấy bản tướng chứng thiên địa đem tự thân hóa thành hỗn độn trở về đến thánh cùng đạo nhất trạng thái nguyên thủy hư vô ngu muội liền lúc này một đầu kiếm giữ tận quái vật cường thế xông vào dịp tiểu thiên thế giới tinh thần chân đạp thập điện quỷ vương thân được hồng trần phù mảnh như cái kia trần tục thế giới tư thuộc lão sư tay cầm thước dạy học quái vật một cái vọt tới để tâm vào chuyện vụn vặt học sinh trước mặt không nói lời gì liền là một kiếm chém xuống nhân pháp đạo đạo pháp tự nhiên tiếp theo thành thánh động lòng người người về đạo về đạo thánh về thánh ba cái không thể so sánh nổi xu thế đạo xu thế thánh càng cũng không phải là hóa đạo về thánh tu thành hỗn độn kim không đủ đỏ chẳng ai hoàng mỹ thế không đến tròn ta không đến ta hướng tới hoàng mỹ không có nghĩa là liền muốn trở thành hoàng mỹ bởi vì ngươi tưởng tượng bên trong hoàng mỹ căn bản không tồn tại ở thế gian mai tị nhân kiếm tượng hống lấy mắt đều đỏ rực giống như là từ cái kia trong hồng trần nhập lại từ cái kia trong hồng trần xuất siêu thoát người, lấy dễ hiểu nhất ngôn từ, đưa cho sắp rơi vào vực sâu người cảnh tỉnh, đem túng trở về. Bàn môn tà đạo, chớ chui sừng trâu. Cho lão hủ tỉnh lại. Hắn một kiếm chém xuống, dịp tiểu thiên đầu óc trong thế giới dẫn đạo lấy hắn bụi về bụi, đất về với đất bán thánh huyền chỉ quy chi chân ý, chỉ một thoáng bị chém chết. Hô! Thanh tỉnh dịp tiểu thiên toàn thân ướt đẫm, thân thể kịch chấn, trong mắt khôi phục thanh tỉnh. Hắn cái trán mồ hôi trượt qua mũi nhỏ xuống, liền cảm giác ngực một trận nóng bỏng đau, cúi đầu xuống, lại phát giác mình kém chút đem thân thể tay xé hai nửa, thanh lá gan phổi đều cho móc ra, tự nhiên dọa đến kém chút không có hồn phi phách tán. Ngươi cùng. Mai tị nhân cạn khu, tỉnh lại phía sau một người, hắn căn bản vốn không dám trì hoãn, tiếp theo nhìn về phía tiếu không động. Diệp tiểu thiên vội vã mình móc ra đang dược ăn vào, cố gắng che đậy lấy thân thể bản nguyên xúc động, không để cho mình lại đi nhìn cái kia bán thánh huyền chỉ một chút. Thô sơ giảng lược chữa trị thương thế về sau, hắn mới có dư lực đi theo nhìn về phía bên hông tiếu không động, tiếu không động trạng thái tốt hơn hắn nhiều. cổ kiến tu khó khăn nhất tu là ý chí, cường hãn nhất cũng là ý chí. cho nên so với diệp tiểu thiên, tiếu không động càng có thể kiên trì, mà dù sao mắt nhìn bán thánh huyền chỉ, hắn chỉ so với diệp tiểu thiên nhiều chống mười hơi thời gian, mặt bên trên liền vậy lộ ra nồng đậm sám hối vẻ. như vậy thần sắc vừa ra, quy chi chân ý cũng liền có thể thể hiện. tiếu không động khuôn mặt nhúc nhích, không còn là bát tôn am mặt, đồng thời cái cổ vết sẹo rút đi hai tay ngón tay cái quay về mọc ra, khôi phục được hình dáng. Cái này. Mai tị nhân nhất thời đều nhìn ngây người. Ngươi ngươi ngươi. Không phải bác Tôn Am. Còn không cần xuất thủ tương trợ, khôi phục bản tướng tiếu không động sắc mặt liền xuất hiện kịch liệt giải dụa, giống như là ở trong nội tâm tiến hành kịch liệt nhất đấu tranh. Ký ức một mảnh hỗn độn. Tiếu không động cảm giác mình về tới không bao lâu, gặp cái kia làm chính mình vốn nên bình thường vận mệnh, hoặc hướng về phía khác một cái cực hạn nam nhân. Cái này, thuộc về hắn thế giới tinh thần bên trong, nhất cực hạng quy. Tiểu tử, ta xem ngươi dung mạo tuyệt hảo, gân cốt phi phàm, giống như ở trên bầu trời trích tiên, càng thêm vô tướng kiếm thể. Ai, cái này kiếm thể cho ta tốt bao nhiêu ta liền thiếu cái đồ chơi này. A, à, xóa lời nói, nói như vậy, ta chỗ này có một bản tuyệt thế bí tịch, nhận ta suốt đời chỗ học, trước nay chưa từng có, vạn năm không gặp. Ngươi, có muốn học hay không? Rất khó tưởng tượng, cái này chút giống như là hãm hại lừa gạt thức mở đầu lời nói, đúng là từ một cái mày kiếm mắt sáng, quai hùng bất phàm áo trắng nam tử trong miệng nói đi ra. Hắn gánh vác hai thanh cự kiếm, một tiếng một kim, bên hông còn có khác hai thanh tế kiếm, một đen một thanh, nhìn xem ung dung hoa quý, khí độ bất phàm, nhưng ngữ ra kinh người, như cái bọn biệt bợm giang hồ. Ngươi chính là trên sách nói kẻ bắt cóc nam A. Chuyên môn lừa biệt đứa trẻ, hoặc đi bán lấy tiền nam nhân. Trẻ con căn bản vốn không mắc lừa, liếm láp trong tay đồ chơi làm bằng đường, hiếu kỳ nhìn về phía đi theo cổ quái đại thúc bên cạnh, tướng mạo thấy không rõ, chỉ nhớ rõ hẳn là một cái nhìn rất đẹp lớn A-di. Đây chính là kẻ bắt cóc nữ. Khục. Kẻ bắt cóc nam giống như là bị ăn vào, tiểu thí hài, cha mẹ ngươi đâu. Ta là vạn phúc đường, hồi nãy nãy là ở chỗ này mua hoa quả, nàng rất nhanh liền sẽ tìm đến ta. Trẻ con chỉ hướng nơi khác, nơi đó có cái bốn phía nhìn quanh, kinh lo vô cùng lão phi. a, à, hồi nãy nãy giống như nhìn không thấy ta. Vạn phúc đường cô nhi sao? Kẻ bắt cóc nam lẩm bẩm một tiếng, vậy không thèm để ý, tiểu thí hài, ta truyền thừa nhưng là lợi hại nhất, dù sao vậy không lấy tiền, càng không có ý định bán ngươi, ngươi thu ta tuyệt thế bí tịch, có rảnh đọc qua đọc qua là được rồi, tạm thời cho là nhận thức chữ, học rất nhanh. Hắn không nói lời gì liền móc ra một bản thật dày cổ tịch, thanh âm mang theo nồng đậm dụ hoặc, muốn lên thiên sao? Muốn ngự kiếm phi hành sao? Tưởng tượng cái tiên nhân một dạng tự do tự tại, vô câu vô thúc sao? Lật ra sách này, ngươi liền có thể làm được. Muốn. Trẻ con đồ chơi làm bằng đường đều buông xuống, tự hồ bị dụ hoặc đến, nhưng hắn vừa nghĩ đến trên trời không có khả năng rớt đĩa bánh hồ nải nải dạy bảo lúc. Muốn là được rồi. Kẻ bắt cốc nam không chút thách khí đem nặng nề của tịch vỗ, trực tiếp đánh vào hắn. Cái tráng bên trong. Tiểu thí hài dọa sợ. Dày như vậy một quyển sách, không thấy. Tiếng ta trong đầu. Giết người A. Thật tốt học, luyện thật giỏi, về sau nổi danh lại tới tìm ta, không nổi danh, vĩnh viễn không cho nói ngươi là đệ tử ta. Quy, về đến hỗn độn mà hỗn độn ký ức chỉ có đứt quãng mảnh vỡ tiếu không động còn tại trong ngượng ngùng dãy dụa, bên tai lờ mờ lại xuất hiện cái kia kẻ bắt cóc nam thanh âm tự hồ là tiếp tại đến tiếp sau kiếm không khó luyện mấy hơi có thể thành ta không có bao nhiêu thời gian dạy ngươi ngày mai còn muốn đi đánh cái khung đơn giản cùng ngươi biểu diễn một lượt a nhìn kỹ ta chỉ biểu thị một bản có thể nhớ kỹ bao nhiêu xem chính ngươi soát cái này gọi trước mắt thần phật cái này gọi bàn nhược vô soát cái này gọi thời không nhảy vọt. Cái này gọi thế giới thứ hai. Xoát. Cái này gọi ngự hồn quỷ thuật. Cái này gọi phong đô chi chủ. Vô tận quỷ vật bỏ thêm vào toàn bộ đường đi. Nhưng trên đường phố người vẫn như cũ thờ ơ, giống là căn bản không nhìn thấy. Ước. Ừ. Quỷ. Trẻ con hù dọa, đồ chơi làm bằng đường đều rất xuống đất. Tiểu bác, chớ làm loạn, nào có ngươi dạng này đốt cháy giai đoạn, ngươi không sợ dậy hư mất hài tử bên cạnh là một đạo linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển thanh âm cho dù là oán trách giọng điệu nghe tới vậy khiến lòng người an định một chút a à a à, cái này không phải không có thời gian a à, ngày mai ta còn muốn tìm hoa trường đang làm một khung hôm nay liền phải cho hắn toàn bộ dạy dạy kẻ bắt cốc nam không chút nào để ý lại cúi đầu rủ xuống hỏi tiểu thí hài toàn bộ nhớ không ân ừ, nhớ kỹ chính đại kiếm thuật 18 kiếm ân ừ. cái gì tới vỡ vụn ký ức còn đang lưu chuyển tiếu không động cảm giác mình đã nhanh muốn không chịu nổi mà lúc này đây, kẻ bắt cóc nam thanh âm lại xuất hiện. Bước vào kiếm đạo, giai đoạn trước tu hành đều dựa vào luyện liền có thể đạt tới, ngươi thể chất nhất định ngươi rất nhanh sẽ trưởng thành đến một cái độ cao, dùng bọn hắn thuyết pháp, gọi là tông sư, vương tọa. Lúc này, mới liên quan đến chân chính trọng yếu, ta muốn cùng ngươi giảng ngộ. Nói như thế nào đây? Kẻ bắt cốc nam nói đến đây, tự hồ vậy không cách nào hình dung, chỉ có thể tận lực giải thích. Ngộ đạo cực kỳ huyền, ngươi về sau mình lật ra cái kia sách, phía trên sẽ nhảy ra một cái tiểu nhân, Hắn hội giảng giải cho ngươi hết thảy. Tổng tới nói đâu, đạo này, nói huyền vậy huyền, nói phàm vậy phàm, tại ngươi không có vượt qua ta trước đó, ngươi có thể hiểu như vậy. Kiếm tu chỗ tu, luyện linh chỗ tu, đơn giản đều là để cho mình tận lực càng gần sát tại đạo, sau đó phong thánh, nhưng lại không thể trở thành đạo bản thân, cũng không thể bị thánh hút lấy, cuốn vào chiếc cơn xoáy bên trong, chỉ có thể nói là vô hạn hướng tới hoàng mỹ, nhưng tuyệt không hoàng mỹ, bản thân cái này lại là một loại hoàng mỹ. Cụ cụ, là rất khó lý giải a. À. Bất quá, cái này đối người khác mà nói rất khó, đối người mà nói, lại thập phần đơn giản. Kẻ bắt cóc nam bình tĩnh nói xong, chợt rực rỡ một cười. Ngươi có cái cực kỳ ưu tú lão sư, tại ngươi không có vượt qua lão sư ta trước đó, ngươi có thể một bên lật ra ta cho ngươi quyển sách kia, một bên như vậy cho rằng. Đạo chính là ta. Thánh liền là. Cạch. Đầu não giống như là muốn nước mở. Tiếu không động cơ hồ muốn ở trong hỗn độn mê thất bản thân. Nhưng hắn còn tại kiên trì, lão sư lúc ấy nói câu nói kia, hẳn là có thể trợ giúp mình khám phá nơi đây mê võng chìa khóa. Thế nhưng, không nhớ gì cả. Đạo chính là ta, thánh liền là. Cái gì? Thánh, đến cùng là cái gì? a à. Tiếu không động đau đầu muốn nứt, thất khiếu chảy máu, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong đầu tất cả ký ức đều bị thanh không, màu đỏ thẩm bán thánh huyền chỉ trải rộng ra, tràn ngập hết thảy. Đạo chính là ta, thánh liền là. Quy. Tiếu không động tự hồ hiểu rõ tất cả, hai tay cắm vào lồng ngực liền muốn xé ra mình nhưng lúc này cái kia kẻ bắt cốc nam lại xuất hiện hắn chỉ có một cái hư ảo bóng lưng lại như là ở chính diện bưng lấy con trai của chính mình lúc gương mặt kia rõ ràng đưa lưng về phía di thiên bán thánh huyền chỉ lại còn tại ôn nhu giải thích lấy đạo chính là ta thánh liền là khoan thai ở giữa giống như là cảm ứng được phía sau bán thánh huyền chỉ tồn tại cơ hồ muốn phá hủy trước mắt trẻ con ý thức kẻ bắt cốc nam đột nhiên quay lại nghiêm mặt quát lên cút quanh một thanh âm vang lên trong ý nghĩ bán thánh huyền chỉ ứng thanh vỡ vụn tiếu không động hai mắt khôi phục thanh minh con ngươi quay về có tiêu điểm lại là mãnh liệt co rụt lại bán thánh huyền chỉ đây là bán thánh huyền chỉ quy một chữ này có phân giải vạn vật quay về hỗn độn lực lượng ngàn vạn không thể mạnh mẽ chống đỡ hắn nắm thật chặt tị nhân tiên sinh đối với mình bổ tới kiếm đột nhiên miệng nói tiếng người dọa mai tị nhân cùng dịp tiểu thiên kêu to một tiếng ngươi có thế mình tránh thoát bán thánh huyền chỉ ảnh hưởng mai tị nhân sợ ngay người gia hỏa này không phải bác tôn am a, à, làm sao làm được. Tiếu không động phát hiện trước mặt hai người so với chính mình sớm hơn tránh thoát trói buộc, thở dài một hơi. Nhưng không đợi tâm tình hoàn toàn buông xuống, hắn giống như là nhớ ra rồi cái gì, nhanh chóng ngoái nhìn. Phương xa, bán thánh huyền chỉ ảnh hưởng phía dưới, vạn vật thật đều kinh khủng phản phát quy chân. Cái kia vốn là truy đuổi hắn cùng dịp tiểu thiên hai người mà đến, đánh chết đều có thể một lần nữa phục sinh cực lớn thạch cự nhân, từng đầu mềm dưới, hóa thành nguyên thủy dãy núi, dung tại rừng kỳ tích bên trong mà cái kia hai đầu uống tại thạch cự nhân ở giữa hư không tùy tùng ngược lại là có chút trí tuệ hiển nhiên sống được lâu có ứng đối thủ phát một cái ôm đầu ngồi xuống không ở gầm thét đối kháng đầu óc thống khổ một cái khác trong mèo vẽ hổ vậy không thấy bán thánh huyền chỉ đi theo rống rống sủa in ỏi từ tiểu thụ không thể nhìn tiếu không động mãnh liệt mong muốn đứng dậy mới phát giác mình đã kiệt lực hắn chỉ có thể nhắc nhở nhưng câu này vừa mới rống xong hắn liền nhìn thấy vốn không một vật hư không tại bán thánh huyền chỉ ảnh hưởng dưới phơi bày ra một bóng người hình dáng. Sau đó biến mất trạng thái tiếp xúc, từ tiểu thụ bản thể ôm đầu, thống khổ không chịu nổi quy chân mà ra. Tị nhân tiên sinh. Tiếu không động tâm đều nắm chặt, lập tức hô. Mai tị nhân vậy kịp phản ứng, Khương Bố Y lần này mong muốn nhằm vào rốt cuộc là ai, lập tức rút ra kiếm đá, đạp không mà đi. Nhưng lúc này, đau khổ không chịu nổi, giữa không trung lộ ra bản thể từ tiểu thụ trước mặt, lại mây mù hóa hình, phơi bày một đạo mơ hồ bóng dáng. Ha 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 ha. Nguyên lai, like liền ngươi bác tôn am đều là giả còn dám uy hiếp bản thánh khương bố y lưu lại trong bán thánh huyền chỉ ý niệm hóa thân phơi bày đoạt tại mai tị nhân xuất thủ trước đó cười rằng không ngừng tụ họp vô tận thánh lực cánh tay phải trực tiếp động ra thoáng qua xuyên qua từ tiểu thụ trái tim bản thánh nói ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là cùng bản thánh đi thể diện còn sống hoặc là thảm đạm chết đi thời gian tại thời khắc này phản phất dừng lại mai tị nhân rút kiếm mà đi nhưng trễ nửa hơi bóng dáng cùng Khương Bố Y cười gằn ngoái nhìn, một mặt si thái, một tay suy người hình tượng, thật sâu khắc vào Diệp Tiểu Thiên cùng Tiếu không động trong đôi mắt. Bán thánh chi lực, tan rã Khương Bố Y trên tay người hết thảy vết tích, liền như là chút thời gian trước, Chu Thánh Vân quan xóa đi đằng Sơn Hải bình thường. Từ tiểu thụ, chết. Diệp Tiểu Thiên bờ môi nhúc nhích, toàn bộ người đều co rút bắt đầu. Vừa nghĩ tới tan lão, vừa nghĩ tới lão gia hỏa kia lưu lại cuối cùng một phong thư bên trong một hàng chữ cuối cùng, ta cái kia ngốc đồ đệ, liền nhờ ngươi. Không, Diệp Tiểu Thiên muốn trách cả mí mắt, tại chỗ đánh mất lý trí, chân đạp ra không gian áo nghĩa trận đồ, như bị điên sông về Khương Bố Y. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1075, tại hư không đảo phong thánh. Lão hữu phải giết ngươi, dù là chân trời góc biển. Phúc A. Bên trong hư không, huyết hoa nở rộ. Bị bán thánh huyền chỉ quy một chữ này dẫn dụ hiện ra bản thân từ tiểu thụ, đối mặt Khương Bố Y ý chí hóa thân, không hề có lực hoàng thủ, dù là hắn là vương tọa thân thế, dù là hắn thân kim một thân bị động kỹ, dù là hắn khí hải vậy đã đảng sinh ra thứ nhất sợi thuộc về chính hắn thánh lực. Nhưng chân chính diện thánh thời điểm, tại lực lượng tuyệt đối công kích phía dưới, Khương Bố Y một tay đâm thủng ngực, như động giòn giấy. Thấu thể mà qua trên tay phải, đám người còn có thể nhìn thấy cái kia bị bắt tới nhìn thấy mà giật mình thịt heo khối, phanh phanh đang nhảy. Trái tim. Chết. Khương Bố Y thanh âm thê lương, giống như cho hả giận, căn bản không quan tâm sau lưng đã đến mai tị nhân một kiếm cùng dịp Tiểu Thiên không gian giam cầm. Tay vừa dùng lực. Đông. Cái kia bị bắt được trái tim giữa không trung sụp đổ, hóa thành bọc máu nổ tung. Cảm giác thỏa mãn cùng phát tiết muốn đạt được hoàng mỹ nhất phóng thích, Khương Bố Y bờ môi kéo một cái, lại co lại, sau đó tại cửu thiên phía trên, lên tiếng điên cùng cười. Ha 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 ha. Không ai có thể biết, hắn đường đường bán thánh, tại nơi đây trôi qua đến cỡ nào biệt khuất. Bị một tên tiểu bối làm vũ khí sử dụng không nói, trảm đằng sơn hải cùng thánh thần điện đường kết thù không nói, cuối cùng nho nhỏ kiếm tiên tới cũng có thể diệt hắn một bộ bán thánh hóa thân cuối cùng hắn lại liền người khởi xướng từ tiểu thụ đều mang không đi chỉ có thể lựa chọn mặt mũi đầy bụi đất rời đi đây là bao lớn sĩ nhục a à. Khương bố y căn bản là không có dự định như vậy xám xịt rời đi hắn từ cuối cùng bác tôn am xuất hiện giả nhận một khắc kia trở đi liền đã tại kế hoạch mang đi từ tiểu thụ mệnh không như thế khó tiêu hắn mối hận trong lòng để bác kiếm tiên lại như thế nào thánh nô thủ tọa lại như thế nào hắc bạch song mạch chi tôn, lại như thế nào? Khương bố y không quan tâm. Căn bản không quan tâm. Hư không đảo là bác tôn am địa bàn, nhưng đối phương thật muốn trả thù, liền phải đi đến bắc vực, đến lúc đó. Thu chết vào tay ai, còn không biết. Khương bố y cũng không phải cái kia chút ẩn thế không ra, lập trường không rõ bán thánh. Hắn liền là thánh thần điện đường mạch này. Lệ ra một chuyện qua đi, mọi người đều tại trên một cái thuyền, cùng quan hệ mật thiết, không có cái gì ngươi ta chi điểm. Khương bố y tin tưởng vững chắc, cái kia chút tại trên đầu mình bô ỉa, chỉ cần sau hắn tự thân lên thánh sơn cho đạo khung thương giải thích, cái gì hiểu lầm không thể giải trừ. Đến lúc đó, bác tôn am thật muốn trả thù, hắn thậm chí có thể liên hợp thánh thần điện đường, tại bắc vực bố trí xuống một ván, đem người kia bắt về ngục. Nhưng kế hoạch, vĩnh viễn đều là không bằng biến hóa. thương bố y chết cũng không ngờ tới, liền cuối cùng chạy đến trợ giúp bác tôn am, đều là cái giả. Giả. Bọn hắn, thực có can đảm chơi a à. Bán thánh, đều dám lừa gạt nhưng vấn đề là thật bác tôn am khương bố y đều dự định đắc tội hiện nay đến nhưng vẫn là cái giả cái kia trong thiên hạ còn có gì sự tình có thể nói chi vì sợ khương bố y hiện tại liền là may mắn hắn may mắn mình không có bị dọa lùi nếu không sau này nhớ lại việc này không được nện ngực hối tiếc không kịp quay đầu không quản nơi đây chiến cuộc kết cuộc như thế nào khương bố y đều đã lưu lại bán thánh huyền chỉ bỏ ra một quyển này sau so bán thánh hóa thân đều trân quý hơn bán thánh huyền chỉ liền vì giết một cái từ tiểu thụ, đáng giá không? Khương bố y cho rằng, đáng giá. Người sống một đời, đơn giản khoái ý ân cừu. Như trở thành bán thánh, liền giết cái người đều phải sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, sau đo được mất. Cái kia không cùng vô lượng tiểu nhân một cái đức hạnh. Giết từ tiểu thụ, vật chất bên trên không chiếm được cái gì. Khương bố y lại cảm giác suy nghĩ thông suốt, sau một cái thoải mái chữ đến. Nói cho cùng, trên người mình phát sinh đây hết thảy, đều muốn bởi vì tiểu bối này từ tiểu thụ, liền là kẻ cầm đầu. Hắn không chết, Khương Bố Y trong lòng, vĩnh viễn cũng không thoải mái. Lăng đi đầu thai đi, vô tri tiểu bối. Kiếp sau, nhớ kỹ không nên đắc tội với người, không nên đắc tội. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, bóp nát từ tiểu thụ trái tim, bán thánh ý chí lưu lại không nhiều thánh lực toàn bộ nghiêng tuôn, rót vào từ tiểu thụ thân thể, hóa làm cái kia một thức có thể tan rã đằng sơn hải hết thảy tồn tại tru thánh vân quang. Thánh quang chiếu rọi phía dưới, thiên địa đều choáng mở vòng sáng quét sạch trong vòng bên trong từ tiểu thụ trên mặt lưu lại lấy hối hận nước mắt cùng phản phất tuyên cổ bất biến vĩnh hằng dừng lại hoảng sợ sắc mặt suy không có nửa điểm lo lắng dục thể biến mất linh hồn xóa đi liền ý chí đều tại bán thánh chi lực dưới tan thành mây khói trống bên ngoài sơn hư không tùy tùng tiếng kêu tại thời khắc này đều trở nên thống khổ tự hồ cùng dịp tiểu thiên đám người một dạng không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này tốt đẹp một cái nhân loại người trẻ tuổi dáng dấp vậy rất tinh thần hoàn toàn sinh trưởng ở hư không tùy tùng thẩm mỹ điểm bên trên, lại tại thời khắc này bị xóa đi tại người thế gian hết thảy vết tích, chết quan chết uổng. Hư không tùy tùng còn như vậy, không nói đến cùng từ tiểu thụ có càng nhiều ràng buộc dịp tiểu thiên đám người. Mai tị nhân kiếm, chung quy là chậm. Có lẽ là bởi vì Khương Bố Y trước khi đi cái kia phiên nói nhảm, thành công phân tán hắn lực chú ý. Vậy có lẽ là bởi vì không người có thể liên tưởng đến, liền bán thánh đều xem như trân bảo bán thánh huyền chỉ, Khương Bố Y hội lưu lại, chỉ cầu mang đi từ tiểu thụ sinh mệnh người quen thuộc từ lợi ích góc độ xuất phát đi suy nghĩ vấn đề, có đôi khi liền hội quên mất, có lẽ có người làm một ít sự tình, hoàn toàn không quan tâm được mất, chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Cái này nghe thập phần hoang đường, nhưng lại có chút đạo lý. Tu đạo người, không đang tu tâm. Mà tu tâm người, cái nào có thể tiếp nhận tự thân nửa điểm tâm thần gông cùng xiên xích. Từ tiểu thụ ngăn cản Khương Bố Y đạo, Khương Bố Y tự tay đem xóa đi, dù là trả giá đắt lại lớn, cũng là có thể nói đến thông. Nhưng nói là như vậy, Mai Tị Nhân mặt ngoài nhìn xem vậy sừng sững không động, cầm kiếm tay lại đều đang khe khẽ run rẩy. Ba ngàn kiếm đạo. Nhẹ giọng giữa không trung vang lên. Mai Tị Nhân hiểu được Khương Bố Y bản thể đã sớm rời đi. Lưu tại bán thánh huyền chỉ bên trong đánh lén từ tiểu thụ, bất quá là một đạo Khương Bố Y ý chí hóa thân. Bây giờ, cái này một đạo hóa thân tất cả lực lượng đều trút xuống từ tiểu thụ trên thân, liền quyết định một sự thật không thể để cho từ tiểu thụ phục sinh. Như thế, lưu lại để chống đỡ mình một kiếm, căn bản vốn không thừa bao nhiêu lực lượng. Khương Bố Y suy nghĩ, Mai Tị Nhân hoàn toàn biết đối phương thậm chí không muốn mang về đạo này ý chí hóa thân, giết từ tiểu thụ, ý chí hóa thân sứ mệnh hoàn thành, hoàn toàn có thể tự hành tiêu tán. Nhưng giờ khắc này, Mai Tị Nhân rõ ràng biết được cái này chút, nhưng như cũ không cách nào nhìn xuống nội tâm sát ý. Cái này, là lão hủ còn chưa nhập môn học sinh. Đường đường bán thánh, lại có thể nào hạ mình, đi tàn sát một tên tiểu bối. Đơn giản vô sĩ. Toái đạo màu xanh mạc kiếm tại kiếm đá phía dưới hình thành. Mai Tị Nhân chưa từng vận dụng bao nhiêu lực lượng, liền 18 kiếm lưu đều không dùng, bởi vì vẻn vẹn chỉ là một đạo bán thánh ý chí hóa thân lời nói, căn bản vốn không giá trị đến. Nhưng làm mạc kiếm mang theo kiếm đá đâm vào Khương Bố Y cổ kia xoay người lại, bình tĩnh miễn cười ý chí hóa thân lúc, Mai Tị Nhân lại không thể nhìn xuống xúc động. Thanh Hà kiếm giới. Toái đạo, lăng trì. Cho lão hủ đi chết. Quanh một tiếng kiếm ý bạo phát, vô tận mạc kiếm tại cửu thiên tạo ra điên cuồng qua lại khương bố y ý chí hóa thân bên trong đem thiên đao vạn kịch lăng trì thành mảnh vỡ nhưng tính đến tiêu tán thời điểm khương bố y trên mặt chưa từng co rúng nửa điểm vẫn như cũ chỉ có ngăn không được thoải mái ý cười thật đau nhất a à. hắn trầm thấp cười gục đầu xuống đến nhìn qua bị vỡ nát thành tinh điểm ý chí hóa thân lại tại cuối cùng tiêu tán trước đó dùng ánh mắt nhìn thẳng hướng trước mắt hắn mai tị nhân đối một cái không có nửa điểm sức phản kháng bán thánh ý chí hóa thân còn phải vận dụng như thế mạnh mẽ lực lượng. Quá đau. Thật quá đau. Ý chí liên thể, bản thánh chân thân đã có thể cảm nhận được ngươi kiếm đem ta lăng trì thống khổ. Thế nhưng là Khương Bố y như cũ cười, ý chí hóa thân rốt cục vỡ nát, lại tại cửu thiên bên trong lưu lại câu nói sau cùng. Bản thánh bản thân muốn thể hội, liền là loại đau này. Bởi vì bản thánh có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này ngươi trong lòng thống khổ gấp trăm lần nơi này. Hư không dư âm tiếng vọng đến cuối cùng chỉ quy kết thành mấy chữ mai tị nhân ngươi thua ngươi thua thua vô tận tiếng vọng trong đầu quanh quẩn cái kia khuôn mặt đáng ghét rõ ràng biến mất vẫn còn tại trong con mắt vô hạn phóng đại ngô mai tị nhân chỉ cảm thấy cơ tim xoắn một phát kêu lên một tiếng đau đớn có máu tươi từ khóe môi tràn ra cái này đã có phương pháp mới thi triển một kiếm áp chế hồi lâu phản vệ chi lực vậy có thật nhận lấy khương bố y kích tướng khí huyết công tâm biểu hiện là, Mai Tị Nhân biết mình thua. Dù là hắn chém Khương Bố Y một bộ bán thánh hóa thân, nhưng phải bảo vệ mục tiêu không thể sống sót, Khương Bố Y cuối cùng đạt được, hắn liền vĩnh viễn thua. Chưa từng có cái nào một khắc, Mai Tị Nhân có điên cuồng như vậy xúc động, mong muốn lập tức chém giết một cái người. Hắn tu tâm dưỡng tính hồi lâu, vốn không nên như thế ngang ngược, nhưng lúc này nội tâm hung ác kích thích, giống không bao lâu mới có nhiệt huyết, lần lượt bành trướng đánh thẳng vào người thần hồn. Trầm mặc, giữa không trung ấp ủ. Rất rất lâu Mai tỷ nhân thân thể đều không có một chút ba động, giống như là hóa đá bình thường. Thế giới tại trong mắt phóng đại. Ánh mắt chỗ đến, hết thảy người và sự vật đều trở nên chậm chạp. Diệp Tiểu Thiên vô hụt, dù là có đương thời mạnh nhất tốc độ không gian áo nghĩa, hắn vẫn như cũ chậm nửa bước, nguyên nhân cương Bố Y đột nhiên xuất thủ, nguyên nhân bán thánh huyền chỉ mang đến tổn thương. Tự hồ không gian, liền là Diệp Tiểu Thiên số mệnh. Dù là hắn liều mạng hướng phía trước nhào, một khắc cuối cùng, ông vào trong ngực, vậy vẹn vẹn chỉ có bị thánh quan trừ khử từ tiểu thụ bọt biển nguyễn ảnh. Chỉ còn không khí. Chỉ còn hư vô. Chỉ còn không gian, cô độc vĩnh hằng làm bạn mình. Nho nhỏ một cái tóc trắng đồng tử, liền như vậy duy trì lấy hai tay vây quanh cử động, cứng lại ở giữa không trung, trong đầu hiện lên có quan hệ tan lão đầu, từ tiểu thụ từng màn. Nhà lá bên trong việc quay uống rượu. Thiên huyền môn sụp đổ, vì hắn đồ để cấu trúc không gian thông đạo, xoa chùi đít. Linh cung đánh đêm thời điểm bị tay cục. Linh tàn các bị đốt, vẫn còn đến vì hắn đồ để nói láo, truy đuổi căn bản không tồn tại kẻ đánh lén. Bác cung bên trong nhìn xem tan lão trúng tên nhập ma. Linh cung bên trong từ tiểu thụ tại trước mắt mình bại lộ hắn trộn bốn kiện trấn giới chi bảo, còn cuối người, ông lấy dò xét lấy, vô sĩ dùng chân phát trở về thuộc về hắn chiếc nhẫn. Ký ức tán loạn lấy. Diệp tiểu thiên căn bản vốn không biết cái gì là cái gì. Hắn chỉ biết là, hắn không thể hoàn thành tan lão cuối cùng nhắc nhở, từ tiểu thụ bị làm không có. Ta cái gì đều làm không được tóc trắng đồng tử giữa không trung nặng nề hai mắt nhắm nghiền nội tâm thống khổ hóa thành hai hàng thanh lệ chảy xuôi xuống phía sau còn có cái tại mặt đất dãy dụ tiếu không động Thủ bán thánh huyền chỉ ảnh hưởng lớn nhất hắn giờ phút này liền động đều không động được đưa mắt nhìn từ tiểu thụ chết đi lại liền một kiếm đều không thể trợ giúp mà ra tiếu không động toàn bộ người là choáng váng nói xong mười hơi kết quả hắn liền so dịp tiểu thiên nhiều tại bán thánh huyền chỉ trước mặt chống mười hơi cuối cùng nên cứu người thời điểm liền một tơ một hào lực lượng đều không thể cống hiến ra đến ta đều làm cái gì tiếu không động cảm giác thần hồn ly thể trong mắt vô hạn mê võng trong trí nhớ thiên tan thành lần đầu gặp thời điểm đó là hắn thời gian qua đi nhiều năm như vậy lần thứ nhất chính thức tiếp thụ lấy lão sư mệnh lệnh hắn gặp từ tiểu thụ dùng thập đoạn kiếm chỉ đánh chết cái kia ba nén hương sát thủ hồng cẩu còn chính thức đem quan kiếm điển đưa ra từ lão sư đưa hắn không bao lâu quà tặng từ tiểu thụ học được kiếm niệm từ tiểu thụ bắt đầu gây sóng gió từ tiểu thụ tại Đông Thiên Vương thành bạo phát, hắn tiếu không động tiếng về trợ giúp. Nhưng cuối cùng, tại cái này hư không đảo, từ tiểu thụ lại tại trước mặt mình, sống sờ sờ bị bán thánh Khương Bố Y, xóa đi. Bất lực. Loại này cảm giác bất lực, tiếu không động không cách nào hình dung. Hắn tự nhận là trong thiên hạ, rất khó tìm đến cùng cấp bậc địch thủ, sự thật cũng là như thế. Khi gặp gỡ bán thánh lúc, đồng cấp vô địch lại như thế nào, còn không phải liền một cái tiểu gia hỏa, cũng không thể bảo vệ. Lão sư, thật xin lỗi, ta làm hư, đều làm hư. Tiếu không động co quắp trên mặt đất, lấy đầu đập đất, bất lực nỉ non, trong đôi mắt, chỉ còn đối tự thân vô năng sâu sắc thống hận. Từng màn, tự như hình chiếu quay lại. Mai tị nhân đem chung quanh người thống khổ thu hết vào mắt. Hắn nhất là bình tĩnh, nhất là không có hiển lộ ra nửa điểm gì thường ba động. Có thể làm vì giữa sân tư cách già nhất, thực lực người mạnh nhất, lại liền chưa nhập môn học sinh đều không thể bảo vệ được. Mai tị nhân giờ phút này nội tâm tiếp nhận thống khổ, tựa như Khương Bố Y trước đây nói tới lăng trì thống khổ, gấp trăm lần nơi này. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Mười hơi. Im ắng trầm mặt gần nửa nén hương thời gian, Mai Tị Nhân rốt cục tỉnh không ở. Thân thể càng bình tĩnh, hắn tâm cảnh càng điên cuồng, bởi vì đến từ cuối cùng Khương Bố Y cái kia từng tiếng tru tâm nói như vậy, không giây phút nào đều tại đầu óc quanh quẩn. Tại thời điểm này, Mai Tị Nhân thông suốt nước mắt. Quanh. Cửu thiên thánh kiếp mây mù cuồn cuộn, lại trống rỗng hội tụ. Mai Tị Nhân ánh mắt như điện, vẻn vẹn một lần mắt, quanh thân kiếm ý khuếch tán, thoáng qua khoái động tại toàn bộ hư không đảo bên trên. Long long long. Rừng kỳ tích mãn lớn không gian đổ sụp. Thánh kiếp đến triệu, cơ hồ muốn ngưng thực thành hình, trong đó tử điện ánh sáng, phản phất một giây sau liền muốn đánh xuống. Tị Nhân tiên sinh. Tiếu không động còn ở phía sau cố gắng khôi phục bán thánh huyền chỉ mang đến tổn thương, vậy còn đắm chìm trong từ tiểu thụ đã chết đi đau khổ bên trong. Lúc này thấy thế, hắn lại kinh hãi, không thể không tạm thời thu liễm lại cảm xúc, hét to lên tiếng. Khương bố y này lão tặc liền là tại kích ngài, tỷ nhân tiên sinh, ngài nhưng ngàn vạn không thể trúng kế của hắn, đây là hắn cuối cùng một nước cờ. Mai tỷ nhân giữa không trung thân thể rung lên, mong muốn dừng lại. Hắn chỗ đó không biết đây là khương bố y cuối cùng một đêm nước cờ A. À? Thế nhưng là, không giết người này, có thể nào tiêu trừ mối hận trong lòng. Mà không nhập thánh cảnh, lại có thể nào chém giết bán thánh khương bố y. Vào cuộc, phong thánh, cảm ứng, tự tù, hoang phế, giam cầm. Cùng, tự do đánh mất. Mai Tị Nhân đã suy nghĩ minh bạch hết thảy, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản mình hành động. Bởi vì kiếm đạo chỗ hướng, thời cuộc đến tận đây, hắn không cách nào lại áp chế tự thân cảnh giới, chỉ có thể thuận mà phá đi. Bán thánh vị cách từ trong thân thể bay ra, tại dịp tiểu thiên, tiếu không động kinh hải ánh mắt nhìn soi mói, Mai Tị Nhân cao cao lơ lửng mà lên. Hắn. Dịp tiểu thiên từ trong rung động khôi phục thần đến, sợ một cái trước ngực, phát hiện thủy tinh bảo thạch còn tại nói cách khác mai tị nhân sớm đã chuẩn bị cho mình tốt bán thánh vị cách chính như hắn nói phong thánh bất quá một ý niệm thế nhưng chính vào lúc ấy diệp tiểu thiên cùng tiếu không động lại đồng thời nghĩ đến mai tị nhân một câu nói khác tự do lại là lão hủ suốt đời chỗ cầu mà bây giờ vì từ tiểu thụ tị nhân tiên sinh dự định từ bỏ trung lập thân phận từ bỏ tự do tại hư không đảo phong thánh triệt để vào cuộc oanh bán thánh vị cách tại cửu thiên gào thét phong vân biến sắc thiên địa hết thảy cũng bắt đầu kinh hãi. Mai Tị nhân trong mắt đã đã mất đi vạn vật, hắn biết mình có lẽ vậy thủ bán thánh ý chí ảnh hưởng, nhưng... Vậy liền ảnh hưởng A. À. Khương bố y, ngươi xác thực đem lão hủ bại. Cho nên... Lão hủ phải giết ngươi, dù là chân trời góc biển. Mai Tị nhân không còn quan tâm phía dưới, dù là tiếu không động liều mạng còn tại khuyên can, dù là dịp tiểu thiên vậy ý thức được không đúng, mở miệng khuyên bảo, dù là đối diện hai đầu vốn còn sợ hãi rụt rè ôm đầu ngồi xuống không dám nhúc nhích to lớn hư không tùy tùng, trong đó có một đầu chẳng biết tại sao đứng lên, lão đảo hướng tự thân phương hướng đi tới. Trống. Hư không tùy tùng gào thét. Mai tị nhân căn bản vốn không để ý, người khác sợ hư không tùy tùng, hắn cũng không sợ. Huống chi, tại thánh kiếp bên trong, ai dám tiến vào độ kiếp chỗ, chắc chắn phải chết. Trống. Hư không tùy tùng còn tại gọi, sắc mặt đều trở nên gấp rút. Mai tị nhân lại không muốn động thủ, tự tìm đường chết hư không tùy tùng thôi, hắn quyết ý độ kiếp, người khổng lồ này tới, cuối cùng tất nhiên tự mình chút lấy cực khổ. Ngốc. Hư không tùy tùng vậy mà gấp đến độ miệng nói tiếng người. Nhưng nó giống như là ý thức được cái gì, vội vàng áp chế mình mắng chửi người xúc động, hai viên như là mặt trời bình thường lớn ánh mắt tại trong hốc mắt lộc cộc nhất chuyển, rất có nhân tính lóe lên một chút đột nhiên thông suốt giảo hoặc sắc mặt. Về sau, hư không tùy tùng cuối người, một tay chống đỡ đầu gối, đưa ra một cái tay khác đến, cố ý điểm một cái dịp tiểu thiên cùng tiếu không động đầu, đức quảng nói ra tiếng người. Nhân loại. Thương tâm xấu hổ. Diệp Tiểu Thiên. Tiếu không động. Cái này tên to xác, điên rồi. Ngươi dám trêu chọc đến trên đầu chúng ta đến. Không biết cái gì gọi là tức hỗn hển, cái gì gọi là cảm xúc di chuyển, cái gì gọi là giết cự nhân cho hả giận sao. Phía sau bên kia hư không tùy tùng dương mắt, cũng cho nhìn ngay người. Ca. Ngươi điên rồi. Ngươi là đã cứu ta một mạng, nhưng ngươi tới được muộn, là không thấy được vừa rồi lão gia hỏa kia một kiếm chém bán thánh A. Ngươi làm sao lại xông ra? tìm chết a. À. Bất quá còn tốt, ngươi gây là cái kia hai cái tiểu nhân loại, không có đi gây kia nhân loại lão đầu, hắn cũng dám tại hư không đảo độ thánh kiếp. Hư không tùy tùng nhìn xem đều bỡ ngỡ, cái này người nào a? À. Nhưng một giây sau, nó lại ngây người. Chỉ gặp cái kia không biết nơi nào đến hư không tùy tùng lão ca, điểm hai nhân loại tiểu tử đầu về sau, còn chưa đã ngứa, không lắm thỏa mãn chuyển qua thật lớn đầu, sau đó đưa tay, điểm lên kia nhân loại lão giả đầu. Người ta tại độ kiếp. Ngươi điểm đầu hắn hư không tùy tùng điên rồi, còn kém không có sông đi lên ôm lấy cái kia anh em trở về chạy. Nhưng nó còn không động, hư không tùy tùng anh em thật cho nó thuyết minh cái gì gọi là người không biết không sợ, không chỉ có dám điểm người đổ kiếp người đầu, còn mở miệng trào phúng. Kiếm tiên. Trúng kế. Xấu hổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1076, ai, ta không bằng thụ. Mai tỷ nhân trợn tròn mắt. Đầu này hư không tùy tùng, tại hắn đổ kiếp thời điểm, chạy tới không hề làm gì liền vì trào phúng cùng dịp tiểu thiên tiếu không động một dạng mai tị nhân sở dĩ còn không có xuất thủ thương hư không tùy tùng vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn trước mặt cả hai phản ứng nhất trí hoàn toàn mơ hồ hiện tại là đang phát sinh lấy cái gì nó đầu óc bị hư sao cái gọi là hư không tùy tùng linh trí đâu nó biết nó bây giờ tại làm cái gì à nó cầu cái gì cầu xây dựng ở nhân loại thống cổ phía trên điểm này bệnh trạng vui sướng mai tị nhân chỉ chậm nửa hơi thời gian một giây sau liền từ phía sau lưng lại rút ra kiếm đá. Bất kể như thế nào, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ lúc này còn có một đầu hư không tùy tùng đi ra trào phúng mình, đặc biệt là tại từ tiểu thụ vừa mới bỏ mình, mọi người mất hết can đảm thời điểm. Thánh kiếp quá chậm. Hắn muốn trực tiếp chém chết đầu này tự tìm đường chết hư không tùy tùng, sau đó mới bắt tay vào làm bắt đầu đổ kiếp. Ngươi, đến nhầm thời cơ. Mai tị nhân động kiếm. Nhưng ngay vào lúc này. Tích tích, tích tích, tích tích liên lạc phù nhẹ vang lên truyền vào lỗ tai, nếu không lắng nghe, kém chút không nghe thấy. Mai tỷ nhân kiếm dừng, trên mặt có kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cái này tích tích tiếng vang tự hồ không chỉ chính mình trên thân cái kia đạo, còn có trùng điệp tiếng thứ hai. Ở đâu? Mai tỷ nhân nhìn quanh hai bên, cuối cùng chấn kinh phát hiện, đằng trước hư không tùy tùng cuối người đến, lộ ra cái kia gương mặt to bên trên, có chút mở ra miệng thúi bên trong, ngậm lấy một cái khác trương nho nhỏ liên lạc phù, tại trên đầu lưỡi cuốn tới cuốn lui. lực lượt lượt. Trong chớp nhoáng này, Mai Tị Nhân đầu trống rỗng. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Từ tiểu thụ liên lạc phù, làm sao có thể tại hư không tùy tùng miệng bên trong? Đừng nói là tại chết bởi cương bố y tay trước, hắn còn bị đầu này hư không tùy tùng cho cướp sạch một trận. Cũng hoặc là quá ngu. Ta đang suy nghĩ cái gì? Trừ bỏ bị tẩy sạch điều phỏng đoán này, còn có thể là cái khác cái gì a? À? Mai Tị Nhân nắm lấy kiếm đá nâng cái đầu đã mộng rơi mất, liền độ thánh kiếp đại sự này đều trong lúc vô tình bị hắn đẩy về sau một bước dài, cửu thiên kiếp vân đều nhanh muốn tan hết. có chút loạn, suy nghĩ lại một chút, nhận lấy cái chết. phía sau, tiếu không động đã không nhịn được, cái này ngốc khờ hư không tùy tùng làm sao lấy ra khiêu khích bọn hắn a, à, làm sao dám a? À. hắn thuận dịp tiểu thiên đang dược sau khôi phục một điểm khí lực, trực tiếp hư không ngưng kiếm, liền muốn chém tới. chậm đã, mai tị nhân đưa tay ngăn cản xúc động tiếu không động, hắn mơ hồ phải tin tưởng trong đầu một cái kia căn bản không có khả năng khả năng đi chết đi. Tiếu không động là bị ngăn cản, Diệp Tiểu Thiên bạo tính tình nhịn không được, không gian áo nghĩa trận đồ trực tiếp tại dưới chân xoáy triển khai. Bị thạch cự nhân đuổi một đường, từ tiểu thụ lại vừa ở trước mắt chết mất, trong lòng oán khí còn không khơi thông, cái này cùng là cự nhân tộc gia hỏa, làm sao còn muốn nhảy ra trêu đùa ba người bọn họ. Dù là thực lực so ra kém bên cạnh hai vị, lúc này Diệp Tiểu Thiên vậy nhịn không được. Hắn một tay nắm lấy hư không liền muốn kéo một cái, quần thương kỹ năng tại dưới mắt biến thành đơn thể công kích, toái thiên thủ liền muốn dùng ở trước mắt cái này tên to xác trên thân. Dừng tay. Mai tị nhân gấp, kiếm đá chấn động, không gian lại bị hoàn toàn ngăn chặn, dịp tiểu thiên kỹ năng lại không thả ra được. Cơ hồ là trong cùng một lúc bị ngăn chặn công kích tiếu không động, dịp tiểu thiên hai người, quay đầu nhìn về tị nhân tiên sinh, trên đầu trồi lên dấu chấm hỏi. Ta. Mai tị nhân há to miệng, nhất thời nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào giải thích. Trống hư không tùy tùng trầm thấp kêu một tiếng không có nói nhiều mà là chậm rãi đưa ra một chân tại dịp tiểu thiên trước người sợ hãi rụt rè di chuyển dịp tiểu thiên cái này quái dị động tác mặc dù có chút xấu xí cùng buồn cười nhưng một cái lại để hắn liên tưởng đến từ tiểu thụ tại thiên tăng linh cung mới ra thiên huyền môn lúc đưa chân ở trước mặt hắn trộm móc chiếc nhẫn ngu xuẩn hình tượng ngươi là dịp tiểu thiên trừng lớn mắt hư không tùy tùng thu hồi chân con mắt hiếp mắt lên xích lại gần chút dùng ngôn ngữ nhân loại đức quảng nói ra ngươi nước mắt vì ai mà chảy bầu không khí tại một khắc động lại trên mặt còn lưu lại hông khô nước mắt dịp tiểu thiên nơi này lúc giống như là có lôi đình chém vào đầu óc con mắt bỗng nhiên sáng lên một giây sau hắn cả tấm mặt mo vụt một cái đỏ rực ngón tay giơ cao rung động trong miệng nửa chữ không thể phát ra phát sinh cái gì tiếu không động ở bên nhìn nghiêng ngây người cái này hư không tùy tùng làm sao một bộ nhận biết mọi người bộ dáng với lại dịp tiểu thiên Giống như vậy thông qua hắn động tác, rõ ràng chút cái gì. Còn không cần hắn bình tĩnh lại nhiều làm quan sát, hư không tùy tùng quay đầu, nhìn về phía hắn. Người khổng lồ này đồng dạng không nói nhiều, chỉ đưa ra hai căn siêu cấp lớn đầu ngón tay, nhẹ nhàng sát nhập, sau đó vào hư không vạch một cái, làm một cái. Thập đoạn kiếm chỉ thức mở đầu. Nói đùa. Hư không tùy tùng, làm sao có thể cái này chút lòe loẹ loẹt đồ vật A. Tiếu không động. Ngươi ngươi ngươi. Tham nguyệt tiên thành miệng rộng tại lập tức trực tiếp tiến hóa thành tham nguyệt tiên thành lớn trà lâm, đầy mắt viết trung động, hắn phản phất cũng rõ ràng cái gì. Ngươi. Bắt trước. Đơn giản. Thô ráp. Hư không tùy tùng đức quản lại nói. Tiếu không động sắc mặt tại chỗ liền xanh biết. Đây là đang trào phúng hắn bắt trước lão sư, diễn kỹ vụng về, căn bản không có nửa điểm có thể nhìn. Vừa rồi ta thế nhưng là lừa gạt qua Khương Bố Y, nếu không có bán thánh huyền chỉ đi ra lời nói. Tiếu không động tiếng lòng đang điên cuồng gào thét. Mai Tị Nhân ngốc kinh ngạc nhìn lên trước mắt cái này tràn ngập kịch vui tính một màn, liên tiếp làm nhiều lần hít sâu, nhưng như cũ không có cách nào đè xuống trong lòng rung động. Hư không tùy tùng rốt cục trong lại, nó lại mở miệng, nhân loại. Tin tưởng. Mình. Dừng một chút, tại ba người trước mặt hoàn toàn mộng bức trạng thái dưới, cái này 300 trượng màu đen siêu cấp cự nhân, cơ hồ là hoàn toàn nằm trên mặt đất sau đó tại đoàn người trước mặt đưa tay phải ra, năm ngón tay nắm vào một cái điểm bên trên, là một cái nụ hoa nở rộ thủ thế. Não động mở ra kép một câu nói kia giống là có dừng lại thời gian ma lực ba người cùng nhau hóa đá trọn vẹn kinh ngạc tốt nửa ngày mới bắt đầu có người lấy lại tinh thần ta mở ra em gái ngươi a dịp tiểu thiên cơ hồ điên rồi đưa tay liền xóa đi trên mặt nước mắt hắn vừa vui vừa tức vừa thẹn vừa giận hận không thể một cước đem cái này hư không tùy tùng cho đánh bay nhưng lại rất muốn đem cái này đều có thể yêu hung hăng ôm vào trong ngực thật sâu cảm thụ cái kia phần bạn tốt đệ tử khởi tử hoàng sinh vui sướng nhưng cân nhắc một chút mình thân cao, lại nhíu lại trước mắt hư không tùy tùng hình thể, Diệp Tiểu Thiên từ bỏ cái này xúc động. Từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ không chết, hắn còn sống. Nhưng là, hắn nhận lấy nguyền rủa biến thành hư không tùy tùng, cùng loại thế tục truyện cổ tích bên trong vương tử biến thành điên cốc. Diệp Tiểu Thiên tiếng lòng tại mừng rỡ. Người không chết liền tốt, không chết liền có cứu. Cho dù là lại huyền huyển, lại tràn ngập kịch vui tính chuyển hướng, chỉ cần ngươi không chết, mọi chuyện đều tốt. Ba người gần như đồng thời nghĩ thông suốt này. Nhưng dù là như thế, nhìn lên trước mặt cái này tên to xác, lại ngoái nhìn vừa rồi cái kia không thể giả được, liền bán thánh khương bố y đều lừa gạt thật, từ tiểu thụ bỏ mình phương vị. Ba ngày ban mặt, tựa như ảo mộng. Loại cảm giác này, quá mông lung. Vì sao a? À? Làm sao làm được? Tại trận đại chiến này ở giữa, ngươi đến cùng làm chút cái gì? Trong đầu tràn ngập vô tận nghi vấn, ba người lại không hẹn mà cùng, không có lên tiếng hỏi ra vừa rồi Khương Bố Y trở tay một nước cờ mang đến thảm thiết kết cục còn rõ mồn một trước mắt, ai cũng không biết, nơi đây, phải chăng còn có vị kia bán thánh lưu lại chuẩn bị ở sau. Từ tiểu thụ đã dùng hắn nửa cái mạng đổi cho ba người bọn họ một cái đẫm máu dạy dỗ. Dù là mạnh hơn, dù là nắm giữ thế cục quyền chủ đạo, diện thánh thời điểm, vậy không cho lười biến, người ta bán thánh chỉ cần muốn chạy ngươi lưu không được, muốn thả chuẩn bị ở sau ngươi tiếp không được. Tại không có tuyệt đối phải giết nắm chắc phía dưới, bất luận cái gì trước thời hạn dù là nửa chút thời gian buông lỏng cảnh giác, duy nhất hội thu nhận kết quả chỉ có tử vong có thể sống đến cái tuổi này cái nào không phải lão hồ ly lúc này mọi người lại phát hiện chính mình bị một tên tiểu bối dùng tự thân nêu ví dụ cho hung hăng dạy dỗ một trận cảm giác mặt nóng bỏng đau cho nên bọn hắn tự nhiên vậy sẽ không ngu đến mức tại từ tiểu thụ còn đỉnh lấy hư không tùy tùng thân thể đi ra cùng bọn hắn giao lưu lúc đi chỉ mặt gọi tên đi trao đổi chuyển sang nơi khác nói chuyện mai tị nhân cố gắng bình phục nỗi lòng cẩn thận đến cấu trúc lên thái hư thế giới sau đó mới truyền âm cho ba người trước mặt với tư cách từ tiểu thụ tương lai lão sư hắn vừa đến lại bị người học sinh này cho lên bài học mà cái này bài học nguyên lý mai tị nhân cho tới nay còn không hiểu rõ ve sầu thoát xác không đây là cự ve thoát xác a hắn rốt cuộc làm sao làm được lúc đầu ra trận trước đó mai tị nhân còn suy nghĩ từ tiểu thụ sẽ như thế nào giải cục liền xem như khai giảng khóa thứ nhất dùng đến giáo dục học sinh Hiện tại Mai Tị Nhân phát hiện, từ tiểu thụ cảnh giới căn bản vốn không tại mấy người bọn họ phía dưới, thậm chí vẫn còn có phần hơn, ngay cả bán thánh Khương Bố Y, đều bị hắn chơi. Không. Phải nói, ván này, sở hữu người đều bị từ tiểu thụ chơi. Chơi đến không rõ ràng, chơi đến mơ mơ hồ hồ, mạnh mẽ từ người đánh cờ bị người ta chơi trở thành quân cờ, mà lớn nhất phía sau màn hắc thủ, cho đến lúc này, mới định lấy hư không tùy tùng thân thể lộ diện. Tiểu tử này, ngoại trừ thực lực yếu một chút, toàn thân trên dưới, liền tìm không ra đến nửa điểm mau bệnh. Tị nhân tiên sinh nói đúng. Rời đi trước. Bên hông hai người gật đầu phụ họa, đã không dám ở cái địa phương quỷ quái này ở lâu. Không nói Khương Bố Y còn có hay không chuẩn bị ở sau, Trừng Kỳ Tích vừa rồi bị bán thánh đại chiến đè xuống tuyệt địa thuộc tính, lúc này lại bắt đầu đang thức tỉnh, tầng tầng kích hoạt. Hư không tùy tùng là một cái duy nhất không gật đầu. Hắn có chút xoay qua đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào mai tị nhân, nhân loại. Không độ kiếp. Còn độ cái gì a? À? Mai tị nhân phát vì cười. Ngươi lại không chết, lão hủ đáng giá phong thánh, đi cùng cái kia khương bố y liều mạng sao? Cái kia nhân quả nhưng lớn lắm, lại không có chút nào ý nghĩa, thuần túy chỉ là vô não làm chuyện ngu ngốc mà thôi. Lão hủ. Mai tị nhân vừa mới mở miệng, mong muốn giải thích cái gì? Bỗng nhiên lại từ trước mặt cái kia trương to lớn vô cùng trên mặt, thấy được hai viên tròng mắt bên trong một chút trơ tức, cùng nó phơi bày ra, rất sống động lại cao cao bốc lên, trung động lông mày. Tiểu tử ngươi. Mai Tị nhân mặt mo một cái đỏ lên. Hóa ra từ tiểu thụ không phải không biết vì sao a, à, mà là tại đùa dẫn hắn Mai Tị nhân. Thật can đảm. Mai Tị nhân tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì, đi trước, quay đầu lại thu thập ngươi. Ngô. Hư không tùy tùng lắc đầu, đưa cho ba người một cái ánh mắt, quay người rời đi. Nó, muốn làm cái gì? Ba người lại kinh ngạc, từ tiểu thụ còn dám ở chỗ này lưu lại. Thuận nhìn lại, mấy người phát hiện, lần này từ tiểu thụ phương hướng đi tới, đúng là bên kia hư không tùy tùng bán thánh huyền chỉ phía dưới những cái này không lý trí chút nào chỉ biết là thủ hộ bảo vật mấy trăm đầu thạch cự nhân đã bị xóa đi số lượng không nhiều linh trí bụi về bụi đất về với đất hóa thành vô tận dãy núi vĩnh cửu ngủ say tại rừng kỳ tích mà giữa sân còn sống sót ngoại trừ mấy người bọn hắn nhân loại cùng từ tiểu thụ cũng chỉ thừa đầu kia sống không biết bao lâu có thể là bởi vì có diện thánh kinh nghiệm lại chống cự bán thánh huyền chỉ chỉ dẫn chi lực không có đi nhìn cái kia một chữ quy hư không tùy tùng hai đầu hư không tùy tùng ở phía xa chạm mặt. Trước tiên, liền là một cái trăng đầy ôm, cực kỳ giống kiếp sau quãng đời còn lại, vui đến phát khóc đồng loại tại bắt đầu chúc mừng. Điều hiu gió, lộn xộn đứng ngoài quan sát ba người. Từ tiểu thủ mới nhập hư không đảo bao lâu, lăn lộn thành bộ dáng này. Liền hư không tùy tùng đồng bạn đều có. Nơi xa cái kia tràn ngập hoang đường, kịch vui tính hình tượng, tràn đầy đều là cảm giác không chân thật, nhưng cũng mở ra đứng ngoài quan sát ba người phủ bụi ký ức đại môn, lệnh đến bọn hắn tìm được chút điểm từ tiểu thụ làm cục vết tích. Diệp Tiểu Thiên, Tiếu Không Động mãnh liệt nhớ lại. Bọn hắn đứng ngoài quan sát bán thánh đại chiến lúc, hiện trường đúng là chỉ có một đầu hư không tùy tùng cùng truy đuổi bọn hắn cái kia mấy trăm thạch cự nhân, vậy không có có ngoài định mức hư không tùy tùng. Mà cái gọi là con thứ hai hư không tùy tùng vào sân thời cơ, vừa lúc liền là hai người bọn họ đang tràn lúc, Bác Tôn Am xuất hiện, đem sở hữu người chú ý lực hấp dẫn đi, thạch cự nhân vậy đi theo đem chiến cuộc làm thành một đoàn cái kia thời gian điểm. Lúc này, đục nước béo cò Từ vô số cao lớn cự nhân bên trong Trà trộn vào đến một đầu cực kỳ không đáng chú ý Trung quy trung của hình thể hư không tùy tùng Lại chủ yếu mắt Là vì cứu nó hư không tùy tùng đồng bạn Cái này cực kỳ hợp lý Ba người cũng không phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương Thậm chí hiện đang hồi tưởng lại đến Đều cảm giác đến đương nhiên Từ tiểu thụ có thể gọi người Hư không tùy tùng vì sao A không thể gọi người Mai tị nhân thấy thở dài Liền hắn bây giờ nghĩ lại đều không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Bởi vì lúc kia mọi người chú ý lực thật sự chỉ ở bát tôn am trên thân, liền khương bố y đều cảm giác đến đương nhiên, không có phản ứng qua đến từ tiểu thụ đã vào sân, cái này rất khủng bố. vì sao a nói kinh khủng? từ tiểu thụ, tại cái kia thời gian điểm, tại sở hữu người đều đã buông lỏng cảnh giác thời điểm, liền biết hắn muốn xảy ra chuyện, khả năng sẽ chết. nhưng hắn lại thoải mái giải trừ biến mất trạng thái, lẫn vào trong cuộc chiến, rõ ràng bây giờ nghĩ lại là như thế đột ngột, chướng mắt hắn cái kia hội vẫn còn có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Tiếu không động nặng nề nhắm mắt, ta không bằng thụ. Hắn đoán được, hắn so với ai khác đều sợ chết, hắn sớm lâu như vậy, liền vì chính mình làm xong bước kế tiếp chuẩn bị. Diệp Tiểu Thiên kêu một tiếng, ta không bằng thụ. Vẹn vẹn chỉ là thông minh sao. Hắn giống như là nắm giữ biết trước tương lai năng lực. Mai Tị Nhân đã không biết nên như thế nào đi đánh giá cái này tiểu gia hỏa mỗi một lần xuất hiện, hắn đều có thể đổi mới mình đối với hắn nhận biết, cái này người là không có hạn mức cao nhất sao. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ A, à, liền âm hiểm như thế, xảo trá, ác độc, tàn nhẫn. Đâu, giống như cái này đều không phải là dùng để hình dung mình người từ ngữ. Mai tị nhân suy nghĩ một chút, có lẽ nên gọi làm bày mưu nghĩ kế, phòng ngừa chu đáo. Hắn cảm giác mình có lẽ cũng phải cảm thán một câu, tại vận hành, bố cục, mượn đao giết người các loại gian kế sử dụng trên phương diện. Ta không bằng thụ. Mà bây giờ tại tâm lý phương diện chinh phục ba người từ tiểu thụ đỉnh lấy hư không tùy tùng thân thể nghênh ngang cùng bên kia hư không tùy tùng ôm nhau không người cảm thấy hắn là đang chơi náo từ tiểu thụ cử động lần này tất có thâm ý còn không thể chỉ muốn một tầng đến muốn ba tầng không năm tầng hắn muốn làm cái gì giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương một nghìn bảy mươi bảy thụ tẩy não chi thuật ta tẩy ta tẩy ta tẩy tẩy trống hư không tùy tùng nhìn lên trước mắt anh em tốt, trong lòng vô hạn cảm kích. Có trời mới biết, nó tính sai vị kia bán thánh thực lực về sau, bị treo lên đánh thời điểm, phát ra qua bao nhiêu tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà, các đồng bạn hoặc là vây ở mặt khác trong tuyệt địa, hoặc là còn chưa từng thức tỉnh, hoặc là tiếp thu được tín hiệu, nhưng vậy đã nhận ra này đại chiến thánh lực ba động, một cái không dám tới. Tại thánh vực vách tường, không khí, trình diễn trình diễn lâu như vậy, hư không tùy tùng kỳ thật đã sớm tuyệt vọng. Nó duy nhất chờ mong, Liền là đối phương mục tiêu cũng không phải mình, mà là một cái nhân loại khác. Có lẽ bọn hắn đánh tới cuối cùng vong ngã, hội thanh ta thật cho quên mất, dạng này liền có thể cẩu thả đến một mạng. Tuyệt đối không nghĩ tới. Làm con người viện thủ đã đến thời điểm, nó hư không tùy tùng cũng có thể chờ đến đồng bạn tới trợ giúp. Rất cho lực, tại tất cả thạch cự nhân cũng không dám mạo hiểm tiếng thời điểm, đồng bạn nhưng một thân, không để ý sinh tử, xông lên liền đem mình cho kéo đi. Cuối cùng chiến cuộc kết thúc, tham sống sợ chết thạch cự nhân toàn bộ chết mất từng cái hả giận mà nó cùng đồng bạn hai cái, lại còn có thể sống sót, đây chính là lẫn nhau giúp đỡ lực lượng nghĩa khí. Trống. hư không tùy tùng dùng đến hư không tùy tùng ngôn ngữ biểu đạt mình trong nội tâm đối với đồng bạn cảm kích. Mặc dù nói, nó tại cảm kích đồng thời, có nho nhỏ nghi hoặc từ lúc vị này đồng bạn xuất hiện lúc, liền đã có nghi hoặc. Tỷ như, vì sao a nó dán dấp cùng mình giống như vậy? hư không tùy tùng tại nhân loại trong mắt, giống như lớn đều lớn lên một dạng, nhưng ở mình người trong mắt, khác nhau là rất lớn nhưng cái này liều mạng xông qua tới cứu mình đồng bạn, không nói xong bào thai đi, hư không tùy tùng thậm chí cảm giác, nó thể nội khí huyết, lực lượng thân thể cấu tạo, đơn giản cùng mình như đúc một dạng. Đâu, phải nói, như ra đồng nguyên. Dù sao giống như trên thế giới không tồn tại hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây bình thường, hư không đảo, vậy không tồn tại hai đầu như đúc một dạng hư không tùy tùng. Từng cái thất lạc nhiều năm đồng bào huynh đệ, cũng hoặc là phương xa thân thích. Vẫn là nói, nó là mình mạch này trưởng bối. Lão tiền bối hư không tùy tùng chỉ có thể như vậy phỏng đoán trừ cái đó ra nó nghi hoặc còn có vì sao a cái này hư không tùy tùng đồng bạn trên người có nhàn nhạt thần nông vườn thuốc bên trong linh dược khí tức vấn đề này cực kỳ mấu chốt vậy cực kỳ trí mạng đương nhiên không phải nói đối đồng bạn mà nói trí mạng mà là đối với mình hư không tùy tùng lúc ấy tại bán thánh đại chiến trong dư âm rung lẫy bảy tự nhiên không dám hỏi nhiều tùy ý đồng bạn đem mình cứu hư không đảo quy tắc một trong thủ hộ giả sẽ không trộm cướp lẫn nhau ở giữa thủ hộ chi vật. Căn cứ vào quy tắc này, hư không tùy tùng có lý do tin tưởng, đồng bạn tuyệt đối không phải là cái kia trộm cắp mình thần nông vườn thuốc tiểu thâu. Đối với khí tức điểm này, đồng bạn sẽ cho ra giải thích, liền tại đại chiến kết thúc, hai tùy tùng đều sống sót thời điểm. Trống. Rời đi nhân loại ba người, đi vào hư không tùy tùng trước mặt từ tiểu thụ, một bên vò lên trước mặt cự nhân đầu an ủi, một bên cùng dùng hư không tùy tùng ngôn ngữ nói xong đều là người một nhà, không cần khách khí, ngươi cũng không cần muốn báo đáp thế nào ta loại hình lời nói. Kẻ bắt chước tốt đẹp nhất chỗ, ngay tại ở chỉ muốn cầm tới máu, bắt chước đối tượng thậm chí có thể lấy giả đánh tráo. Liền đối phương tu đạo cảm ngộ đều có thể đạt được, nắm giữ chỉ là hư không tùy tùng ngôn ngữ, nghe hiểu trước mặt cự nhân tại nói cái gì, đây đối với kẻ bắt chước người nắm giữ tới nói, căn bản không phải vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu bốc lên phong hiểm biến thành hư không tùy tùng đăng tràng, trước mặt cái này tất cả mọi người không có phát giác ra được thân phận của mình, từ tiểu thụ liền biết, cái này cục ổn hơn phân nữa. Kẻ bắt trước, quá mạnh. Đối toàn thuộc tính luyện linh sư mà nói, đơn giản vô địch, lại muốn lấy được máu, cái kia chính là như hổ thêm cánh. Chân chính diện thánh lúc, từ tiểu thủ mới chính diện cảm nhận được bán thánh toàn lực xuất thủ uy lực lớn bao nhiêu. Tự nhiên mà vậy, hắn mới lại một lần nữa hiểu rõ hôm đó tại Vân Lôn dãy núi bên trên, cầm trong tay ngự hải thần kích quỷ nước, có thế một kích phá diệt ái thương sinh tà tội cung chi tiễn, ở trong đó hàm kim lượng cao bao nhiêu. Cùng là thập đại dị năng vũ khí ngự hải thần kích cường đại ở chỗ đối thủy hệ luyện linh sư chiến lực tăng phúc kẻ bắt chước lại toàn bộ biểu hiện tại phụ trợ công năng bên trên hư không tùy tùng chỉ có thể thông qua mặt người hoặc là đặc thù cảm ứng nhận ra không có ngụy trang trước ta là tại trấn hư bia bên trên khắc tên hư không đảo tội nhân số hiệu tám trăm nghìn tám trăm hai mươi nhưng lấy được hư không tùy tùng máu kẻ bắt trước lại có thể đem ta hết thảy nội tại tính chất đều cải biến liền như là nó có thể thay đổi luyện linh sư thuộc tính khoa trương như vậy cường như hư không tùy tùng vậy không còn có thế thông qua bất kỳ thủ đoạn nào, cảm ứng được ta bản thể kỳ thật liền là số hiệu 800.820. Cái này, liền là từ tiểu thụ tại đăng tràng về sau, cứu hư không tùy tùng đồng thời, tổng kết ra tin tức. Có làm được cái gì? Tác dụng, lớn đi. Ý vị này, sau này tại hư không đảo bên trên, lấy được hư không tùy tùng máu từ tiểu thụ, lại thêm cái kẻ bắt trước, chỉ cần không phải diện thánh, cơ bản bên trên cũng có thể lấy này tấm cự nhân thân thể, thông suốt. Tội nhân cùng giám ngục trưởng, tại một tòa trong ngục giam địa vị, cái nào càng cao. Dòng ngó liền biết. Trọng yếu nhất là có thể biến thành hư không tùy tùng thời điểm, liền mang ý nghĩa lần nữa cùng hư không tùy tùng đối thoại thời điểm, song phương địa vị, đã không còn cao thấp chi điểm. Hư không tùy tùng là sinh vật gì? Đầu tiên, nó chiến lực cường hãn, nhưng đầu óc ngu si, tiếp theo, nó đầu óc ngu si, cuối cùng, nó đầu não thập phần đơn giản. Liền cái này ba điếm, ở trong mắt từ tiểu thụ, loại này sinh vật đơn giản liền là sủng manh đều có thể yêu so với khương bố y không biết muốn tốt chơi gấp bao nhiêu lần đằng sơn hải đều so với bọn họ khó lừa gạt kết quả là từ tiểu thụ bắt đầu nói hắn nhất định phải từ đầu này đều có thể yêu trên thân ép khô giá trị thẳng dư để nó dùng cái này báo đáp mình đối với nó cái gọi là ân cứu mạng huynh đệ ngươi hẳn là có thể phát giác được trên người của ta có chút đặc thù từ tiểu thụ hóa thân hư không tùy tùng nặng nề nói ra nhưng lại không có chỉ ra đặc thù là cái gì trống hư không tùy tùng gật đầu nó đương nhiên rõ ràng anh em tốt muốn bắt đầu cùng nó giảng mọi chuyện chân tướng hỏi vì cái gì trên người ngươi sẽ có vườn thuốc khí tức quả nhiên khí tức điểm này kẻ bắt chước cũng không thể xóa đi rơi từ tiểu thụ ở trong lòng hô to nhưng cũng cảm thấy đương nhiên kẻ bắt chước có thể thay đổi một cái người bản chất nhưng mình dời trống thần nông vườn thuốc khí tức lại là từ ngoại vật nhiễm mà đến cái này giống như là thân thể cùng ghen đều cải biến nhưng quần áo không đổi phát ra mùi tự nhiên là không thay đổi cho nên hư không tùy tùng khẳng định đã sớm phát giác được trên người mình mùi. Chỉ bất quá lúc trước tình huống nguy cấp, hiển nhiên mạng nhỏ thật sự càng quan trọng, nó mới không dám hỏi nhiều, sợ mình không cứu nó. Căn cứ thăm dò chi tâm hỏi vấn đề này. Từ tiểu thụ không nghĩ tới cái này thử một lần, thật cho mình kiểm tra xong tới. Lúc này, hắn lập tức đem trong lòng chuẩn bị kỹ càng tìm từ lấy ra. Thẳng thắn bàn giao, vĩnh viễn so chờ đến chất vấn, càng thêm có thể làm người tin phục, huống chi là tùy tùng. Huynh đệ tốt, buồn bã từ tiểu thụ đập lên trước mặt lớn cự nhân tay, che mặt thở dài, ta phía trước tới cứu viện ngươi trên đường, thấy được một cái từ nơi này chiến đấu phương vị đi ra ngoài nhân loại, đồng dạng từ trên người hắn cảm giác được ngươi thủ hộ vườn thuốc bên trong khí tức, liền đem hắn chặn lại. Nhân loại. Hư không tùy tùng lực chú ý quả nhiên bị di chuyển, phẫn nộ lên tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đồng bạn bắt, hẳn là cái kia mình nhớ thương đã lâu tiểu thâu. Hắn, ở nơi nào? Hư không tùy tùng tức giận bừng bừng phấn chấn, hận không thể lập tức xuất hiện tại cái kia người trước mặt đem hắn bóp chết từ tiểu thụ đỉnh lấy rất không quen đầu to lay động trước không làm giải thích lời nói xoay chuyển nói hắn liền là dùng loại khí tức này đưa ngươi dẫn dụ đến tận đây lại đem nhân tộc kia bán thánh vậy câu dẫn tới tiếp theo để các ngươi hai cái người đại chiến hắn tốt từ đó mưu lợi cũng hoặc là như vậy thoát thân nhân loại xảo trá đáng giận hư không tùy tùng bừng tỉnh đại ngộ nói liền nói có chỗ nào không đúng rõ ràng mình là đuổi theo khí tức đến cuối cùng không hiểu ra sao cả lại bị thánh đánh đó là cái thái hư nhân loại ta một cước đem hắn chế phục lại đau đánh hắn một trận từ tiểu thụ quan sát đến đối diện phản ứng không ngừng trau chuốt lấy mình cố sự tại trong lúc lơ đảng tăng thêm mảnh tỷ như thái hư hư không tùy tùng ưa thích dùng chân công kích từng cái mảnh để cố sự càng thêm chân thực đánh tốt hư không tùy tùng vui vẻ nhân loại liền nên đạt được giáo huấn ngươi biết tại nhân loại trong mắt chúng ta hư không tùy tùng dáng dấp lớn a từ tiểu thụ lại nói khi nhân loại bị ta đánh đau về sau, hiển nhiên là đem ta nhận lầm thành ngươi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói nguyện ý đem vườn thuốc bên trong trộn cắp linh dược, toàn bộ hoàn trả. Tin một cái, hư không tùy tùng hai viên trong mắt, tựa như là như mặt trời bóng đèn lớn cho sáng lên, ngươi đáp ứng. Hư không tùy tùng, giảng cứu thành tính, ta mặc dù muốn giết hắn, nhưng vì huynh đệ ngươi vườn thuốc, ta lựa chọn đáp ứng hắn. Từ tiểu thụ chính nghĩa lóe lên. Hư không tùy tùng cảm động, sau đó thì sao? Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem thần nông vườn thuốc bên trong trộm cắp linh dược, toàn bộ giao cho ta. Từ tiểu thụ nói xong, đột nhiên giống như là bị cái gì đồ vật dẫn đến, thần sắc đều táo bạo bắt đầu. Nhưng là... Hắn vậy mà. Chỉ cấp cái này. Từ nguyên phủ thế giới nhanh chóng sờ mó, trở tay móc ra một gốc nhất phẩm linh dược. Đem linh dược này đưa qua, từ tiểu thụ phát điên nâng cái đầu, mạnh mẽ dậm chân, ầm ầm tiếng vang quanh quẩn tứ phương. Hắn, liền thừa cái này. Hư không tùy tùng ngây người. Như vậy một mảng lớn vườn thuốc, chỉ chỉ còn chút này thánh dược đâu nó kinh ngạc nhưng hỏi ta cũng là hỏi như vậy hắn từ tiểu thụ nổi giận nhưng hắn lại nói hắn cùng vị kia nhân loại bán thánh giao dịch tan vỡ bán thánh cướp đi trên người hắn tất cả linh dược tất cả hắn chỉ còn lại có cái này một gốc cỏ dại meo một cái hư không tùy tùng hai đầu gối sụp xuống đất đầu toàn bộ trống không từ tiểu thụ cảm giác mình có lẽ lực cho quá đủ kích thích đến đối diện có chút sợ hãi nhưng kiên trì nói ra, ta không hiểu, ta phẫn nộ, ta vì huynh đệ ngươi cảm thấy không đáng, ta xin ký phía dưới, thất thủ hứa hẹn, đem hắn một cước đạp chết, người chết là không hồi tỉnh qua để giải thích, huống chi cái này cái gọi là người chết, trên thực tế chỉ tồn tại ở cố sự bản thân, không tồn tại ở thế gian, anh, hư không tùy tùng trầm thấp nức nở, hai mắt vô thần, đột nhiên ngửa đầu gào thét, rống, giết đến tốt, nó kích động đến đứng lên đến bắt lấy từ tiểu thụ bả vai lệ rơi đầy mặt ta đem chuyển đâu trộm cắp ngươi linh dược nhân loại chém giết về sau cảm thấy không tin lại lục soát thân thể của hắn chiếc nhẫn kết quả phát hiện hắn không có nói dối hắn thật chỉ còn cái này một gốc linh dược còn lại toàn tại cái kia bán thánh trên thân từ tiểu thụ đồng tình khóc trung động đưa ngón tay hướng phía sau liền là vừa rồi cái kia bán thánh hắn mới là kẻ cầm đầu hắn gọi khương bố y hắn là thánh thần đại lục bắc vực phổ huyền khương thị bán thánh nhớ kỹ nó ngươi thần nông vườn thuốc liền là cái kia đáng giận nhân loại chuyển không nhất định phải nhớ kỹ hắn a ngàn vạn không thể lại nhớ thương linh dược gì khí tức cùng về sau khả năng hội lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi cái nào đó nho nhỏ nhân loại từ tiểu thụ khương bố y mới là ngươi hẳn là báo thù mục tiêu vì thế hắc hóa a trưởng thành a đột phá bán thánh xử lý hắn a từ tiểu thụ điên rồi một dạng ở trong lòng gầm thét lại không có nói ra có mấy lời nói đến thế thôi là được, làm rõ cố sự ngược lại không chân thực, giống tại đổ thêm dầu vào lửa giống như. Hắn co lại kéo một phát, đập lên trước mặt hư không tùy tùng bả vai, hết sức an ủi. Trống. Hư không tùy tùng rốt cục không thể nhịn được nữa, chống nạnh không người gào thét, gào âm thanh chấn thiên liệt địa, dọa đến phía sau ba tên nhân loại cùng nhau thân thể rung lên. Ai da, từ tiểu thụ đến cùng đang làm gì a à a. À. Hắn cho cái kia hư không tùy tùng rót cái gì thuốc mê. Làm sao dăm ba câu, đối diện cảm xúc liền không kiểm soát. Mai Tị Nhân ba người thấy lạnh cả tim. Đã sớm biết từ tiểu thụ lần này đi không có lòng tốt, nhưng hai người dùng hư không tùy tùng ngôn ngữ giao lưu, bọn hắn căn bản nghe không hiểu. Đúng lúc này. Đầu kia điên cuồng gào thét hư không tùy tùng, đột nhiên miệng nói tiếng người, nhân loại. Đáng giận. Hống hống hống. Từ tiểu thụ kinh ngạc dưới, vậy đi theo quay đầu, giống như chó dại, kiệt lực gào thét, nhân loại. Tức chó. Hống hống hống. Mai, tị, nhân. Từ tiểu thụ ngươi điên rồi. Làm sao còn chủng tộc đều quên? Ngươi quên ngươi vậy là cái nhân loại sao? Hư không tùy tùng mối hận trong lòng A, à, nó hận không thể tiến lên, đem cách đó không xa ba cái kia cùng vì nhân loại tiểu Nga kiến xé nát, nhưng nghĩ đến cái kia trong đó một trong lão giả, là cái có thể trảm thánh gia hỏa. Nó nhịn được. Anh anh anh. Viện anh em tốt bả vai, hư không tùy tùng bất lực thuốc thích, thần nông vườn thuốc bị bán thánh chuyển lấy đi, nó sau này, còn làm sao có cơ hội cầm về A. À? Buồn bã, có lẽ về sau hội có cơ hội từ tiểu thụ ôm nó vỗ phía sau lưng quyên nhủ hư không tùy tùng còn tại khóc nó quá ủy khuất bị nhân loại lợi dụng bị hố còn bị đánh kiên cường lâu như vậy trở về từ cõi chết về sau mặt đối trước mắt ân nhân cứu mạng nó không cách nào không phóng túng tâm tình mình anh anh đau nhức khóc giờ phút này hư không tùy tùng mới hiểu được hết thảy chân tướng chẳng trách mình đánh kia nhân loại đằng sơn hải thời điểm bán thánh Khương bố y sẽ ra ngoài cứu người bọn hắn quả thật liền là cùng một băng. Khó trách cái kia bán thánh khương bố y cứu người lúc căn bản vốn không ra sức, yếu đến như cái tay mơ, nguyên lai là áp chế tu vi, muốn cho hắn đồng bạn đằng Sơn Hải chết trên tay tự mình. Chẳng trách mình không có giết chết đằng Sơn Hải về sau, bán thánh khương bố y tự tay giết đằng Sơn Hải, nguyên lai hắn đã sớm ngầm chiếm hắn trong đồng bạn cái thứ ba người tất cả linh dược, hiện tại lại muốn đoạt đằng Sơn Hải trên tay số định mức. Khó trách cái kia bán thánh trước sau thực lực sai biệt khoa trương như vậy, thì ra, hết thảy đều là giả hư không tùy tùng khóc lớn. Nguyên lai like nó một mực bị mơ mơ màng màng, đường đường một giới cự nhân tộc, mạnh mẽ bị nhân loại chơi trở thành mê ngốc tộc. Nếu không có anh em tốt đi ra, nó thậm chí bị lợi dụng xong vứt bỏ, đều còn không biết nên tìm ai đi báo thù. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, hư không tùy tùng phát giác được có cái nào đó không thích hợp địa phương. Là cái kia bán thánh cương bố y trước sau thực lực sai biệt biến hóa rất lớn, có thể lý giải thành hắn đang áp chế tu vi. Nhưng, sơ kỳ rất yếu khương bố y trên thân rõ ràng có thần nông vườn thuốc linh dược hương vị hậu kỳ mạnh lên trên người hắn khí tức nhưng không thấy cái này là chuyện gì xảy ra hư không tùy tùng nắm lấy anh em tốt lòng ngực hỏi đầu óc nghi hoặc từ tiểu thụ nửa điểm đều không hoảng hốt chỉ có kinh ngạc lợi hại ngươi vậy mà có thể nghĩ đến điểm này có chút trí tuệ a à? nhưng không trọng yếu viên mãn hoàn chỉnh một cái cố sự giao cho ngươi cái này chút cái gọi là mảnh nhỏ liền sơ hở đều không được xưng ta từ tiểu thụ nếu có thể bị ngươi hỏi đến vẫn xứng họ từ từ tiểu thụ thật dài một tiếng thở dài bàn tay lớn vuốt ve lên hư không tùy tùng mượt mà đầu to cực kỳ bi ai nói huynh đệ tốt ngươi là thật ngốc a người ta giai đoạn trước áp chế tu vi đương nhiên không có có dư thừa lực lượng che giấu mùi chỉ khi nào khôi phục nửa thánh toàn lực cái gì khí vị xóa đi không được bán thánh ngươi đánh bất quá lại đang xoắn suýt người ta dùng thủ đoạn gì xóa đi mùi cái này có trọng yếu không cái này quá không trọng yếu từ tiểu thụ chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hư không tùy tùng kinh ngạc nửa ngày, lần nữa lên tiếng khóc lớn. Quá thực tế. Lời này đẫm máu, xé mở nó trong lòng lớn nhất vết sẹo. Đúng vậy a. À. Bán thánh ta đánh bất quá, còn xoắn suýt những vật này làm gì? Biết hắn làm sao xóa đi mùi, liền có thể đánh qua bán thánh. Ta nên muốn. Là muốn thế nào mượn nhờ hư không đảo lực lượng, đem cái kia đáng giận, gian trá, tội lỗi đáng chém bán thánh Khương Bố Y, hoặc là xóa đi tại chính đại cấm địa bên trong, cũng hoặc là trục xuất tới hư không đảo nội đảo, mới đúng a. À. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1078, cự nhân CP. Tốt, đi qua liền để nó đi qua, dư thừa chúng ta vậy đừng nghĩ. Từ tiểu thụ gặp hư không tùy tùng rốt cục bị dao động què, liền đem chuyện này tạm thời gác lại. Hắn tin tưởng, tại phen này tẩy não qua đi, tự thân bên trên điểm này đến từ thần nông vườn thuốc khí tức, trước mặt cái này tên to xác sẽ không lại khúc mắt mà xóa đi hư không tùy tùng cuối cùng một chút hội công kích mình khả năng về sau, từ tiểu thụ vậy rốt cục có thể yên tâm lớn mật áp dụng mình tiếp theo bước kế hoạch. Tử vong đếm ngược, 8 ngày. Từ chuyển không thần nông vườn thuốc đến nhập nguyên phủ, đến trở ra, trong đầu liền phủ lên cái này quả bom hẹn giờ. Không quản bề ngoài biến thành cái gì bộ dáng, thứ này một mực tại, chỉ muốn thoát khỏi đều không thoát khỏi được. Muốn nói không hoảng hốt, cái kia là không thể nào. Nhưng hoảng không có dùng, đã làm sai chuyện, liền phải nghĩ biện pháp giải quyết từ mấy cái không nhiều lắm hư không đảo tin tức bên trên nghĩ từ tiểu thụ trước mắt duy nhất có thể tìm tới phương án giải quyết liền là trước kia gặp được hư không tùy tùng lúc đối phương nâng lên qua miễn tử lệnh đây là một loại hư không đảo bên trên đặc thù vật tư chỉ có thể ở tội nhất điện hối đoái mà hối đoái tiền tệ liền là hư không kết tinh hư không kết tinh làm sao tới những phương pháp khác từ tiểu thụ không biết hắn duy nhất biết liền là từ hư không tùy tùng trên thân làm sao lấy cái kia dù sao không thể trực tiếp mở miệng muốn là được cho đủ trước mặt hư không tùy tùng thời gian bình tĩnh. Đâu, sự kiện bên trên giảm sóc thời gian về sau, từ tiểu thụ vỗ nó bả vai, nhìn lên bầu trời, ngữ khí nhiều một chút thổn thức. Thời gian, trôi qua thật nhanh a. À. a. À. Hư không tùy tùng ngước mắt trong lại, không rõ ràng cho lắm. Xa nhớ kỹ, chúng ta khi còn bé cùng nhau đùa giỡn, đùa giỡn những hình ảnh kia, bây giờ nghĩ lại, thật sự là tốt đẹp hồi ức. Từ tiểu thụ dư quan có thế liếc về hư không tùy tùng biểu lộ kinh ngạc, nhưng như cũ cảm khái nói ra. A, à hư không tùy tùng kinh ngạc gật đầu lúc này trong lòng lại bắt đầu rơi vào mơ hồ chuyện gì xảy ra đột nhiên bắt đầu hồi ức đúng còn không biết ân nhân cứu mạng lão ca gọi cái gì tên rốt cuộc là người nào hư không tùy tùng vừa muốn mở miệng một lần mắt lại thoáng nhìn chính đắm chìm trong trong hồi ức lão ca trên mặt vô hạn tốt đẹp nói lời đến khóe miệng vội vàng nuốt vào là ảo giác sao lão ca tốt giống như trước liền nhận ra ta bất quá ta không nhớ rõ có người bạn này a à? nó nói đến khi còn bé hư không tùy tùng trong lòng bỗng nhiên lóe sáng, nó nhanh chóng lật lượt ký ức, khi còn bé bạn chơi là có, nhưng không có hạng này bằng hữu nha. Không phải đâu. Chẳng lẽ lại, ta ngủ quá lâu, thanh lão ca đem quên đi. Ngươi còn nhớ rõ à, liền lúc kia. Từ tiểu thụ đột nhiên trước người mù khoa tay lấy, không biết tại khoa tay cái gì, càng không có chỉ ra thời gian cụ thể, vậy không quá mức cụ thể sự kiện, chỉ là cười nói, quá chọc cười, ngươi lại còn khóc. Mất mặt chết rồi, cũng liền còn tốt có ta, không phải không biết ngươi muốn làm sao mới có thể đi tới hư không tùy tùng đơ ta lúc nào khóc qua nó rất muốn hỏi như vậy nhưng trong lúc nhất thời lại có chút không dám bởi vì hư không tùy tùng lại ngốc lúc này cũng có thể nghĩ đến hoặc là mình ngủ quá lâu quên khi còn bé một ít chuyện hoặc là liền là lão ca nhận lầm người nó nguyên lai like đem mình làm nó bằng hữu mới liều chết tới cứu giúp hư không tùy tùng rất muốn cụ thể hỏi một chút lão ca đang nói đến cùng là chuyện gì tốt mượn cái này tỉnh lại mình ngủ say khi còn bé ký ức nhưng nó thật không dám không cần hỏi nó đều có thể đoán được hỏi ra những những lời này kết quả cái gì người thanh ta đem quên đi ta liều chết qua tới cứu ngươi ngươi đem chúng ta khi còn bé hết thảy tốt đẹp đều quên hết cũng hoặc là cái gì ngươi không là bằng hữu ta ta liều chết qua tới cứu ngươi ngươi nói với ta là ta nhận lầm tùy tùng vậy ta cứu ngươi ý nghĩa là cái gì đến lúc đó tràng diện sẽ là vô cùng xấu hổ chỉ ngốc kinh ngạc thời gian ba cái hô hấp, hư không tùy tùng tìm được hoàng mỹ nhất giải quyết phương án. Nó đi theo ngửa cổ nhìn trời, đi theo lão ca nhóm ánh mắt, trên mặt vậy nổi lên hồi ức vẻ, cảm khái ngàn vạn nói, đúng vậy a à, lúc kia nhờ có bằng hữu ngươi tại. Không quản lão ca nói là cái gì, thuận theo là được. Cái này hiểu lầm, nếu là mỹ lệ, vậy liền để nó tiếp tục nữa, không thể mở ra. Nhận ngờ vực vô căn cứ, bị động giá trị, một. Nhận khẳng định, bị động giá trị, một. Nhận đi theo bị động giá trị, một. Tin tức cột một trận cuồng loạn, từ tiểu thụ cơ hồ muốn phốc phốc cười mở lời, lại cưỡng ép nhìn xuống. Không có hỏi liền tốt. Trúc ngắn tình cảm phương pháp có rất nhiều, nhưng hết thảy đều sợ ngươi hỏi, chỉ cần ngươi đi theo ta lời nói đến, tràn diện liền sẽ không xấu hổ. Ngươi ân nhân cứu mạng, vậy không lại bởi vậy mà thẹn quá hóa giận, lựa chọn đối ngươi trọng quyền xuất kích mặt dù nói hắn cũng không dám. Từ tiểu thụ sửa sang lấy cảm xúc, thoáng khôi phục lại, thở dài nói. Đúng vậy a, à qua lại thật sự là tốt đẹp, nhưng cái này vừa ngủ say liền là lâu như thế, ta vừa mới thức tỉnh, lại kém chút chứng kiến huynh đệ ngươi vẫn lạc. Còn tốt, thánh lực đại chiến ba động không thể che giấu rơi ngươi ta huyết mạch đồng nguyên liên hệ, ta tại thời khắc cuối cùng tìm được ngươi. Từ tiểu thụ nói xong kéo hư không tùy tùng hai tay, ánh mắt sáng rực, tình cảm chân thành, đã nhiều năm như vậy, cố nhân lần lượt điêu tàn, ngươi vẫn còn tại. Thật tốt. Hư không tùy tùng thậm chí không biết cảm động từ đâu mà đến, chỉ có thể có chút nước mắt, lúng ta lúng túng nói tiếp, ân không nói những thứ này từ tiểu thụ mình đều có chút đỡ không nổi buồn nôn buông xuống hư không tùy tùng tay chuyển mắt nhìn về phía nơi khác giống như tùy ý hỏi người thủ hộ chi vật không còn tồn tại tiếp đó ngươi muốn đi đâu đâu hư không tùy tùng rốt cục cảm giác có một vấn đề là mình có thể đỡ được nó thật là sợ lão ca một mực đắm chìm trong qua lại trong trí nhớ như thế nó đem một mực không biết làm thế nào nhưng đối mặt cái này hỏi một chút hư không tùy tùng trong lúc nhất thời lại cũng không tìm ra được đáp án không biết nó hơi lắc đầu Thần nông vườn thuốc lần này mất đi, không phải thiếu đi vài cọng linh dược đơn giản như vậy, mà là toàn bộ đều biến mất không thấy. ở trong đó chịu tội quá lớn. Hư không tùy tùng xem chừng mình đến đi một chuyến tội nhất điện thỉnh tội, đến tiếp sau khả năng còn được một chuyến thánh pháp trường, nhưng cái này chút thống khổ. Mình đến nhận gánh liền tốt. Lão ca vì cứu mình, cơ hồ là lấy mạng tại bác, mình thất trách, không có lý do để lão ca cùng một chỗ chia sẻ. Hư không tùy tùng tin tưởng, đem hết thảy nói ra, lấy lão ca đối tình cảm mình khẳng định hội đồng sinh cộng tử, nhưng nó không muốn. Ta sai, ta đến tiếp nhận liền tốt, lão ca ngươi vừa mới thức tỉnh, hẳn là thật tốt lại đi một lần hư không đảo, đi dạo một vòng ngày xưa gia viên. Ngươi đây. Hư không tùy tùng đem chủ đề vứt ra trở về, muốn hô tên, không kêu được. Bằng hữu, ngươi muốn đi nơi nào? Ta. Từ tiểu thủ sớm liền đang chờ cái vấn đề này, nghe tiếng vừa nghiêng đầu, nhìn phía hậu phương ba tên nhân loại, ta đã có nhiệm vụ tiếp xuống hẳn là cùng với ngươi phân biệt, mặc dù không bỏ, nhưng không thể không như thế hắn trong lời nói đề cập nhiệm vụ tự nhiên là ngày đó hư không tùy tùng cho hắn ban phát loại kia dết xong tống nhiệm vụ nhưng lời này rơi xuống hư không tùy tùng trong tai, hương vị lại không hoàn toàn giống nhau nhiệm vụ hư không tùy tùng liền giật mình lấy một cái hiểu được vừa mới thức tỉnh lão ca khả năng bởi vì cứu mình mà bị hư không đảo chi linh thấy được muốn ủy thác lớn đảm nhiệm là cùng cái kia ba tên nhân loại có quan hệ hư không tùy tùng thuận ánh mắt nhìn lại ân từ tiểu thụ gật đầu hắn đương nhiên muốn dẫn tị nhân tiên sinh các loại cùng rời đi dùng nhiệm vụ đến che lấp là không thể tốt hơn hắn vậy tin tưởng hư không tùy tùng có chừng mực không sẽ hỏi hắn nhiệm vụ nội dung là cái gì đương nhiên dù là đối phương hỏi từ tiểu thụ vậy có ứng đối biện pháp hư không tùy tùng cuối cùng không có hỏi bởi vì nó hiểu được hư không đảo chi linh cho mỗi cái thủ hộ giả nhiệm vụ đều là khác biệt còn có giữ bí mật tính chất lúc này nó còn đang trầm tư duy nhất suy nghĩ chỉ là lão ca vừa đã cứu ta một mạng ta lại vẫn không có thể báo đáp nó liền muốn phân biệt bây giờ nó nhận hư không đảo chi linh nhiệm vụ muốn cùng cái này ba cái nhân loại cùng một chỗ đồng hành cái kia tất nhiên là cần mình ban phát nhiệm vụ truyền đạt chỉ thị cho những nhân loại này đi làm trong nháy mắt hư không tùy tùng nghĩ đến như thế nào báo ân bằng hữu ngươi mới vừa vặn thức tỉnh ngươi đồ vật cái này vừa nói từ tiểu thụ hưng phấn đến kém chút nâng lên trước mặt đều có thể yêu đầu thu meo hai cái ngươi làm sao như thế bên trên đường a ta đều còn chưa bắt đầu dẫn đạo, ngươi chính mình nghĩ tới rồi muốn báo ân, phải cho ta đưa bảo vật. Từ tiểu thụ áp chế nội tâm vui sướng, đi thống nói, nhân loại. Đáng giận. Ngủ say tỉnh lại, ta hết thảy, đều bị trộn không. Quả nhiên. Hư không tùy tùng trong lòng vui mừng, nó liền biết lão ca gặp phải khẳng định cùng nó một dạng. Hư không đảo gần nhất những năm này không yên ổn tĩnh, lão là có nhân loại lén qua tiến đến, các nơi trộn bảo. Chính đại tuyệt địa mất đi bảo vật không biết đều có bao nhiêu, lão ca ngủ say lâu như thế, ngủ say nơi cấm chế mạnh hơn, cường bất quá chính đại tuyệt địa, trên thân tích xúc khẳng định cũng bị trộn rỗng. Bằng hữu, ngươi cùng nhân loại đồng hành, tất nhiên hay là ban phát nhiệm vụ cho bọn hắn. Hư không tùy tùng dừng một chút, nói, hư không đảo quy tắc là đồng giá trao đổi, ngươi bây giờ người không có đồng nào, nhưng tuyên bố không được nhiệm vụ, ta mặc dù tích xúc không nhiều, nhưng cái này chút đồ vật, ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói xong, nó tay vừa lộn, to lớn trong lòng bàn tay, nhiều hơn nho nhỏ một đống màu đen sáu cạnh tinh thạch. Từ tiểu thụ vụt một cái con mắt liền sáng lên. Hư không kết tinh. Ta muốn, liền là thứ này. Cảm giác quét qua, thoáng qua ở giữa, từ tiểu thụ thanh điểm ra hư không tùy tùng trên tay cái kia một đống hư không kết tinh số lượng. 150 viên. Mẹ hắn, ta giết cái sông ngốc, chỉ có hai viên ban thưởng. Cái này lắc lư một cái, ngươi cho ta nhiều như vậy. Đây là cái gì? Đây là hư không kết tinh sao? Không. Đây là 20 năm cái thái hư mệnh a. À? vẫn là hai người tổ hợp tình huống dưới, nếu là một mình tiếp ngươi hư không tùy tùng nhiệm vụ, cái này, liền là 50 đầu thái hư mệnh. Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ như vậy. Không không không, huynh đệ ngươi cái này coi ta là thành người ngoài, ta cứu ngươi, cũng không phải chỉ cầu cái này chút đồ vật. Từ tiểu thụ liều mạng đem hư không tùy tùng tay trở về đẩy. Đường đường cự nhân tộc, một cước một cái thái hư, một quyền một tòa núi lớn. Lúc này khí lực nhỏ đến giống như là mấy chục triệu ức năm không ăn không uống qua, suy yếu tới cực điểm đối diện tay này, gọi là một cái làm sao đẩy đều đẩy không động. Hư không tùy tùng giả tức giận, bằng hữu, không quản trước kia tình cảm lại như thế nào tốt, ngươi vừa rồi liền là đã cứu ta một mạng, ta vốn là không thể hồi báo, như lúc này ngươi còn không tiếp thụ ta lễ vật, cái kia về sau, ta đem không cách nào đối mặt ngươi. Ta, từ tiểu thụ tay mềm nhũng, kém chút liền muốn họa một cái túi quần đi ra, đáng chết hư không tùy tùng, vì sao A trên thân không dài túi quần. Không được, không thể nói như thế, ta mặc dù nói quả thật là cứu được ngươi một mạng cái này liền là lớn nhất ân tình hư không tùy tùng đánh gãy lão ca lời nói không nói lời gì đưa nó tay chụp tới thanh cái kia một đống hư không kết tinh đập tới lão ca trên tay suy nghĩ một chút nó cắn răng một cái bằng hữu ngươi vừa mới thức tỉnh bây giờ còn có nhiệm vụ mang theo cần dùng đến khẳng định so ta nhiều nó tay lại lật một cái lại là mười viên hư không kết tinh chồng lên từ tiểu thủ vốn cảm động đến run rẩy lại một giây sau liền muốn hướng trong ngực thăm dò tay đột nhiên liền cho dừng lại trở nên vô cùng ổn. Còn có càng nhiều. Hắn ngủ qua một cái vạn vẹo, nước mắt kém chút liền muốn diệt đi ra. Sau đó chịu đựng lòng tràn đầy đầy mắt cảm động, cương quyết không có đem cái này bưng lấy hư không kết tinh tay thu hồi đi, chỉ là run run rẩy rẩy ôm trước người, cung lấy thân thể, lệ quan lấp lóe, ngươi dạng này. Cất kỹ. Hư không tùy tùng buông tay ra, nắm chặt lão ca bả vai. Ta đương nhiên hội cất kỹ, ta ý tứ là, còn có hay không? Ma ma a. Từ tiểu thụ còn không thu hồi tay, vẫn như cũ nâng ở trước ngực, huynh đệ ta. Đây là ngươi nên được, cũng là ta cảm tạ. Hư không tùy tùng lần nữa đánh gãy, thần sắc trịnh trọng. Nếu là cảm tạ, lại đến điểm A. Từ tiểu thụ lại chờ một chút, rốt cục phát hiện hư không tùy tùng giống như không bỏ ra nổi đến càng nhiều. Hắn ý thức đến có lẽ hư không kết tinh thứ này, căn bản không thể hàng trăm hàng ngàn đi tính, có lẽ cái này 60 viên, cũng đã là giá cao nhất. Tại hư không tùy tùng trong mắt, cái này thậm chí là có thế báo đáp ân cứu mạng giá cả thấy tốt thì lấy. Từ tiểu thụ am hiểu sâu đạo này, trở tay liền đem hư không kết tinh bóp tiến vào nguyên phủ thế giới, sau đó trùng điệp nắm tay, một chùi y ngực. Huynh đệ ta vừa mới thức tỉnh, xác thực cần cái này một bút, vậy liền không cùng ngươi khắc khí, nhưng phần này tình cảm, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Hư không tùy tùng trùng điệp gật đầu, quanh một tiếng lùi lại một bước, thần sắc vô cùng nghiêm túc đưa ra nắm đấm. Huynh đệ tốt. Từ tiểu thụ kinh ngạc dưới, vậy long một tiếng lùi lại nửa bước, chân thành vô cùng duỗi ra nắm đấm, cùng hư không tùy tùng nhẹ nhàng đụng một cái. Cả một đời. Bành. Song quyền đối bính, sóng khí cuồn cuộn. Vào hư không tùy tùng bực này hình thể mà nói không có ý nghĩa sức gió, tại nhân loại trong mắt, cái kia chính là cuồng phong xốc lên gợn sóng, về phần hình ảnh kia. Càng khiến người ta lộn xộn. Mai, Tiếu, dịp ba người ngốc trệ. Dù là bão cắt dơ lên, có bụi chưa dán tiếng vào trong mắt bọn họ, ba người cũng là gắt gao trừng lớn mắt, không thể tin nhìn qua phía trước. Hư không đảo ánh nắng trang hòa, cung vải tại rừng kỳ tích cái này một phương lộn xộn trên chiến trường hai đầu hắc ám hư không tùy tùng trên thân bọn chúng đối quyền giống là thiên địa vậy đều tại chứng kiến lấy vĩnh hằng tình nghĩa một màn này cơ hồ là toàn phương vị không góc chết lập thể xoay tròn lấy từ lớn đến nhỏ cuối cùng in dấu thật sâu vào mai tỷ nhân đám ba người trong ốc dựa vào tiếu không động nhịn không được dẫn đầu há miệng ra muốn nói đằng trước là hư không tùy tùng cái kia dù vậy làm ra vẻ vậy còn có thể lý giải nhưng vấn đề là ba người bọn họ đều biết cái này phía trước trong đó một đầu cự nhân, chính là từ tiểu thụ biến thành A. Gia hỏa này, sao có thể làm đến hoàng mỹ như vậy lẫn vào trong đó, lại như thế hòa hợp chống đỡ lấy cái này một hình ảnh. Các ngươi, là tại kết bái sao? Không đúng, đối diện đầu kia là được cái. Nếu là mẫu, có phải hay không một giây sau nó hai còn muốn cùng một chỗ quỳ xuống, đến cái phu thê giao bái. Bái đường mọi người đều biết, kiếm tiên, thái hư cũng đã biết, nhân chi thường tình thôi đi. Tiếu không động vậy bái lão sư cùng sư nương đường, nghĩ đến đều rất ngọt ngào nhưng dưới mắt là ta điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi phong cách đột nhiên liền hướng một chút cực kỳ địa phương mới lệch đi a à. ba người cùng nhau chuyển mắt hai mặt nhìn nhau tiếng nói giống như là cắm ở cục đàm bên trong tại ít hầu cuồn cuộn lại nửa câu ra không được nhưng mà cho dù im ắng mọi người đều hiểu được giờ phút này lẫn nhau trong lòng chi rung động từ tiểu thụ cùng hư không tùy tùng tốt lên giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 1079, đã lâu không gặp, hài tử của ta. A. À, dọc nước nhỏ xuống, tại hoang vu mông lung trong thế giới, hiện ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Ngô. Vũ Linh Tích kêu lên một tiếng đau đớn, liêm diêm ngước mắt, giống như là từ trong tử vong khôi phục, lại không có thể nhìn rõ phía trước là như thế nào cảnh tượng. Ha ha ha. Mưa rơi biến lớn, từ từng ly từng tí, đến mưa to, rầm rầm thẳng xuống dưới. Gió tát mưa rào giống như là chạm tới người linh hồn, cảm thụ được trên thân một chút xíu truyền đến rõ ràng ý lạnh, Vũ Linh tích rốt cục cảm giác, thân thể tốt giống trở về. Cái này, là nơi nào? Hắn dãy dụa lấy đứng dậy, trong đầu có từng bức họa tung bay qua. Bị đinh đến thánh hình trụ bên trên, ngẫu nhiên gặp cố thanh nhất, về sau thân bên trên truyền đến vô số lần kịch liệt đau đớn, hư không đảo thế giới đại môn bởi vậy có thể đánh mở. Sở hữu người, mượn hắn Vũ Linh tích thân thể, cường thế tiến vào hư không đảo mà cơ hồ bị rút thành người khô hắn, Cuối cùng lại suy yếu đến hôn mê tại thánh hình trụ bên trên. Đối những biến hóa này bất lực, ta vẫn chưa hoàn toàn trở về. Mở ra hai tay, Vũ Linh Tích cẩn thận quan sát, hai tay rất nhỏ, thập phần non nớt, giống như là trẻ nhỏ tay, còn có lấy lòng đậm cảm giác không chân thật. Hắn ý thức còn giống như không có trở về đến thế giới hiện thực, lúc này chỉ là bị không biết tên lực lượng hút vào này phương hư huyễn không gian bên trong. Có người tới. Vũ Linh Tích ý thức được cái này thánh pháp trường có ngoại lực đã tham dự, nhưng không có xuất thủ tổn thương hẳn không phải là quân địch hắn cố gắng phân biệt cái này hư ảo thế giới nhưng ngoại trừ rầm rầm mưa to cùng phương xa mênh mông sương trắng dưới thân vô tận đại dương mênh mông bên ngoài không có cái khác dị trạng dãy dụa lấy tại trên nước đứng dậy mong muốn đi lại meo một tiếng vũ linh tích ngã sấp xuống hắn cúi đầu xuống dưới chân hiện ra gần sóng thủy kính phản chiếu đi ra vạn vẹo trong tấm hình lại chỉ có một cái bất quá bi bô tập nói giai đoạn trẻ nhỏ ta nhỏ đi đây hết thảy đều giống như đang nằm mơ Vũ Linh Tích thân hãm mơ màng, bất lực nước mắt nhìn hướng về phía trước. Phương xa sương trắng bỗng nhiên một trận cuồn cuộn, ẩn ẩn phát họa ra một đạo nhân hình hình dáng. Người kia toàn thân pha tạp lấy hơi nước, tại xung quanh trong sương mù biến ảo hình dạng, thế giới tự hồ là vì hắn mà sinh, hết thảy dựa theo hắn ý chí vận hành. Hắn lưu lại một cái bóng lưng, lẻ loi một mình hướng phương xa đi đến, điều hiu mà tịch mịch. Ai? Vũ Linh Tích hét lớn, muốn đi lên phía trước, nhưng yêu một tiếng lại ngã tại trên mặt nước. Nước rõ ràng chính mình là thủy hệ áo nghĩa người chấp chưởng nhưng ở nước này bên trong thế giới bên trong lại nửa điểm lực lượng không dùng được điều đó không có khả năng vũ linh tích liều mạng triệu tập tự thân lực lượng mong muốn triển khai thủy hệ áo nghĩa trận đồ đem phương thế giới này trưởng thống quyền đoạt đến nhưng đủ kiểu dùng sức tốn công vô ích a à, lúc này phương xa cái kia đạo bóng người tự hồ kinh ngạc đến nghi hô một tiếng nửa nghiêng đầu đến vũ linh tích liều mạng trường lớn hai mắt lại không có thể thấy rõ tên kia tại hơi nước che lấp lại chút điểm chân thực khuôn mặt nghĩ không ra, ngươi có thế nhanh như vậy tỉnh lại, như thế vượt quá ta dự liệu. Ta vốn cho rằng, cái này một mặt, ngươi là không gặp được ta. Tiếng cười khẽ từ bốn phương tám hướng truyền đến, vũ linh tích như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn. Thanh âm này. Thanh âm này. Làm sao có thể? Hoa trong gương, trăng trong nước, tại cái này đem hắn mang về hồi nhỏ. Cái kia người sở hữu lúc ấy mạnh nhất luyện linh sư danh xưng nam nhân, không chỉ có đối ngoại khắc nghiệt, mặt đối với mình, cũng là tiếp cận cực đoan phương thức huấn luyện vô số lần ở trong nước cơ hồ xa vào mà chết, vô số lần tại sắp chết thời điểm bị lôi trở lại. Phần này ký ức thực sự quá xa xưa, xa xưa đến vũ linh tích cơ hồ quên đi, trước mắt phương thế giới này, liền là hắn khi còn bé căm thù đến tận xương tủy ác mộng. Nhưng hắn chưa từng có oán hận. Hắn hiểu được bản thân trên vai gánh, hiểu được nam nhân kia đối với mình ký thác bao lớn kỳ vọng cao, hiểu được bản thân mạch này, nhất định phải tiếp nhận mà hạ huy hoàng, cùng vinh quang. Vũ Linh Tích duy nhất mộng tưởng, liền là đi cái này nam nhân đường, sau đó siêu việt hắn từng cái dùng so với hắn càng ngắn hơn thời gian, siêu việt hắn. Nhưng tại cái nào đó đột một thời gian điểm, thánh thần điện đường truyền đến tin dữ. Hắn chết. Hy sinh vì nhiệm vụ tại một lần thông thường hành động. Chỗ lưu lại nguyện vọng, liền là hy vọng mình có thể tiếp qua hắn vị trí, bốc lên đại lương. Hắn rõ ràng mạnh như vậy. Vũ Linh tích thế là liều mạng tu luyện, liền vì kế thừa phần này vinh quang, sau đó tại trưởng thành về sau. Báo thù. Tại Bạch Quật, hắn gặp được kẻ thù, lại lần thứ nhất cảm nhận được bất lực, liền mặt cũng không dám lộ, lướt qua liền thôi. Tại hư không đảo, lại một lần nữa gặp được kẻ thù, lần này không có lùi bước, lựa chọn liều mạng một cái, cho dù là chết, hắn cũng muốn giải được, địch ta ở giữa trên lệch, rốt cuộc lớn bao nhiêu. Sau đó hắn bị treo đến thánh hình trụ bên trên. Tuyệt vọng cùng thống khổ không thể ma diệt rơi một cái người tâm trí, Vũ Linh tích tin tưởng vững chắc, chỉ cần người không chết, thời gian mang đến trên lệch, chung quy có thể sử dụng thời gian đuổi theo sang bằng, hắn nhất định có thể đánh qua bác tôn am trong tương lai cái nào đó thời khắc mà bây giờ tại mình lạnh nhất nhất đắng thời gian điểm thanh âm này xuất hiện hắn không có khả năng xuất hiện hắn đã chết ta đang nằm mơ đây là ảo giác vũ linh tích muốn trách cả mí mắt lần thứ nhất hoài nghi cái này trong nước thế giới tính chân thực nhưng hắn lại lại nghĩ tới trong thiên hạ ngoại trừ cái kia người ai có thể làm được tại hoàn toàn trong thế giới nước ngăn chặn mình cho dù là mộng cảnh ngươi, đến cùng là ai? Vũ Linh tích ngước mắt trống, căn bản không thể tin được cái kia người trở về. Ta nghĩ, ngươi đã có đáp án, không phải sao? Phương xa hơi nước xoay động, tụ lại thành có thế vây khốn người bóng nước, đem Vũ Linh tích cùng cái kia đạo bóng dáng đồng thời khốn đi vào. Ngô! Chỉ trong nháy mắt, Vũ Linh tích gian nan túng ở cổ, giống là lúc nhỏ ngâm nước, ánh mắt lồi ra, ánh mắt mơ hồ, thế giới một cắt, bắt đầu cùng mình dần dần từng bước đi đến. Cái kia đạo bóng dáng đồng dạng khốn tại một cái khác bóng nước bên trong bóng dáng, lại không hề bị lay động điềm nhiên vô cùng hắn rốt cục hoàn toàn xoay người qua nhưng hết thảy đều vẫn là mơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm khuôn mặt một chút vũ linh tích liều mạng mong muốn vọt ra khỏi mặt nước hắn sớm đã không là lúc nhỏ cái kia không cách nào phản kháng đứa trẻ hắn hiện tại là thủy hệ áo nghĩa trưởng thống giả bành rốt cục thời khắc sắp chết dưới chân áo nghĩa trận đồ mở ra lần này không cần ngoại lực vũ linh tích đem cái kia làm phức tạp ở mình tuyệt vọng khám phá bóng nước ứng thanh mà nứt Vũ Linh Tích không nói hai lời, trực tiếp nhào về phía phía trước. Hắn muốn mở đối diện cái kia bóng nước, hắn muốn lấy được hết thảy chân tướng, hắn phải biết tất cả đáp án. Oanh! Nhưng mà trong nước thế giới cuồn cuộn, cơn sóng gió động trời đánh tới, đem Vũ Linh Tích lại lần nữa trấn áp, tại biển sâu phía dưới, không thể động đậy. Ngươi trưởng thành! Cửu Thiên tung bay tiếp theo một đạo vui mừng tiếng cười, Vũ Linh Tích bị biển sâu áp chế, liều mạng ngẩng lên đầu. Giống như là bởi vì hướng phía trước nhào một trận quan hệ, hắn cảm giác mình rốt cục có thể thấy rõ một một chút gì. Mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, nhưng cái kia che lấp tại bóng nước bên trong mơ hồ bóng dáng, trên mặt có một đạo cùng này phương thế giới ảm đạm thủy lam cách cách không nhập nhan sắc. Vàng rực. Vũ Linh tích phương tay, mong muốn xé mở cái kia chút hư ảo. Nhưng cái kia đạo bóng dáng tự hồ vậy phát hiện cái gì, đột nhiên quay người, dần dần từng bước đi đến, theo hắn bộ pháp, cái này một phương trong nước thế giới vậy bắt đầu hủy. Ầm ầm. Hết thảy trở về đến nguyên thủy hỗn độn. Vũ Linh Tích không chịu rời đi, tại linh hồn xuyên qua hỗn độn trước đó điên cuồng hò hét, nói cho ta, ngươi là ai? Meo một tiếng thế giới rốt cục sụp đổ, hết thảy hóa quy hư không. Ngay tại Vũ Linh Tích coi là không chiếm được đáp án thời điểm, một đạo thở dài âm thanh từ trong đầu vang lên, thanh âm không lớn, lại im dấu thật sâu khắc ở hắn linh hồn chỗ sâu. Đã lâu không gặp, hài tử của ta, phụ thân. Vũ Linh Tích mắt đỏ, mãnh liệt nhào tới trước một cái, lại bắt một cái hư vô. Hoa lạp 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 xung quanh nước mưa cùng dưới từng tiếng đập ầm ầm đánh vào linh hồn phía trên khiến trong lòng người cuồng loạn trước mắt có ánh sáng đâm tới vũ linh tích khẽ giật mình mở ra hai tay phát hiện hai tay khôi phục bình thường lớn nhỏ mơ hồ cảm giác vậy không còn tồn tại loại này chân thực trở về hắn nhìn quanh bốn phía to như vậy một phương thánh hình quảng trường bên hông một căn dơ cao thiên thánh hình trụ phía trước là một đạo cực kỳ cao lớn tràn ngập âm bá khí tức màu đen bóng dáng ta được cứu Vũ Linh Tích hơi có vẻ bức xúc mà nhìn chằm chằm vào thánh hình trụ. Trong trí nhớ, tại vừa rồi mộng cảnh trước đó, hắn còn bị dán tại thánh hình trụ bên trên, bất lực hành động. Hiện tại đại mộng mới tỉnh, lại trực tiếp tự bị phong trạng thái giải trừ, khôi phục tự do hành động lực. Dạ kiêu. Bốn bề vắng lặng, chỉ lần này một vị. Vũ Linh Tích nhìn hướng về phía trước bóng dáng, biểu lộ có chút ma huyễn, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Trên vai ba chân cú đen một tiếng huyết dài, To rõ tiếng kêu dừng ngừng chân trời nước mưa, dạ kêu bình tĩnh như lúc ban đầu, khẽ nhả hai chữ, chúng ta. Chúng ta. Các ngươi. Vũ Linh tích con ngươi co rụt lại, hiểu rõ cái gì, như kiếm tiên các nàng, toàn diện tiến đến. Giới. Ba chân cú đen vỗ cánh, tại dạ kêu bả vai hất vũ bên trên dạo bước. Không có phủ nhận, cái kia chính là sự thật. Vũ Linh tích ý thức được vừa rồi cái kia mộng cảnh có thể là giả, nhưng trước đó thống khổ, tất cả đều là thật. Hư không đảo đại môn bởi vì tự thân thủy hệ áo nghĩa đã được mở ra không thể nghi ngờ đây chính là bác công am đem mình sâu cột vào thánh hình trụ bên trên duy nhất mắt hắn mượn cái này trao đổi ngoại bộ thế giới đem tất cả người đưa vào hư không đảo không có địa phương không đúng bác công am phải dùng ta làm liên hệ vậy liền mang ý nghĩa hắn không phải lấy bình thường con đường đem người đưa vào hư không đảo mà là hư không môn vũ linh tích trong lòng kịch chấn suy nghĩ minh bạch cái gì hư không môn mở ra cần hiến tế nhưng câu thông lưỡng giới còn cần đặc biệt chìa khóa. Hư không đảo bên trong chìa khóa là ta, bên ngoài nhất định phải còn muốn có một cái ngang nhau tầng cấp, lực lượng đem đối ứng người, làm cho này thanh mở ra thế giới thông đạo chìa khóa. Sẽ là ai? Cơ hội trước tiên, Vũ Linh tích liên tưởng đến vừa rồi mộng cảnh thế giới. Đem đối ứng thủy hệ năng lực, nghiền ép chính mình thực lực, khởi tử hoàng sinh một cái người. Vũ Linh tích bỗng nhiên đình chỉ suy nghĩ. Bởi vì chính mình tiếp xuống suy đoán, nhất định là sai lầm. Hắn là chết tại bác tôn am trên tay, hắn làm sao có thể vì bác tôn am sử dụng hắn điên rồi mới thay đổi trận doanh a hắn sống hay chết đều là không thể vũ linh tích cảm thấy mình vừa rồi kinh lịch chỉ là huyễn kiếm thuật phát họa ra đến cái thứ hai thế giới bác tôn am quen dùng thủ đoạn thôi ngươi đã cứu ta vũ linh tích ngước mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm dạ kiêu nói mặc dù trước kia chúng ta không có bao nhiêu gặp nhau nhưng đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta hội nhớ kỹ hôm nay sau này ám bộ hành động có gì cần hỗ trợ cứ việc cùng ta nói giới. Dạ kiêu lắc đầu. Vũ Linh Tích làm như không thấy, đầu vừa chuyển, nhìn về phía sau lưng thánh hình trụ. Đa tạ ngươi đem ta từ nơi này cứu lại, ta trước đó gặp phải qua cố thanh nhất, nhưng hắn cùng ta cùng thế hệ, năng lực không đủ, vậy cứu không được ta. Chỉ có ngươi, ám bộ thủ tọa, nắm giữ là ngay cả ta đều còn không biết được quỷ dị năng lực, mới có thể đem ta cứu. Che lấp phía dưới, dạ kêu thấy không rõ khuôn mặt giống như là hơi động một chút, sau đó trầm mặt thật lâu. Hiểu lầm nàng nhẹ nhàng nói ra, ta, qua đường. Ngươi, thức tỉnh. Chỉ lần này. Vũ Linh tích thân thể đột nhiên rung lên, mãnh liệt chuyển mắt trông lại, trên mặt bởi vì dùng sức mà có nổi gân xanh, mặt đỏ tới mang tay gầm thét lên, không có khả năng. Liền là ngươi cứu ta. Dạ kiêu không nói gì. Xin lỗi, thất thố. Vũ Linh tích khôi phục được bình tĩnh, chỉ còn con ngươi còn tại có chút rung động lắc hắn kiệt lực không để cho mình suy nghĩ vừa rồi sự tình, vậy không đi suy nghĩ mình là thế nào từ thánh hình trụ bên trên xuống tới, chỉ là đem đổi đề tài, hỏi, các ngươi làm sao tiến đến. Lời nói hỏi một chút ra, trước mặt che lấp tự hồ giảm đi không ít. Vũ Linh Tích có thế rõ ràng nhìn thấy, cái này lâu dài bao phủ tại bóng mờ phía dưới ám bộ thủ tọa, bỗng nhiên khuôn mặt vừa nhất, lộ ra kiều diễm ngọc nửa gương mặt, sau đó môi đỏ mở ra, đọc nhấn rõ từng chữ như châu. Phụ thân. Đông một cái, Vũ Linh Tích nhịp tim đình chỉ, không thể tin hỏi, ngươi đều nghe được cái gì dạ kiêu lắc đầu giống như nàng trước đây nói qua đường nghe được phụ thân hai chữ chỉ thế thôi vũ linh thích hơi liễm mắt thấp giọng nói đây chẳng qua là một cái ác mộng không trò chuyện việc này hắn lời nói xoay chuyển đã mọi người đều tiến đến chúng ta chỉ có thể trực tiếp tiến hành bước kế tiếp hành động đem hư không đảo dừng lại phát sinh đây hết thảy đều là bác tôn am tại trù hoạch ta đã biết được hết thảy trực tiếp đi tội nhất điện đem hư không đảo một lần nữa trục xuất về thời không toái lưu là được hết thảy đều sẽ bị ép đình chỉ bình tĩnh nói xong vũ linh tích quay người liền muốn rời khỏi dạ kiêu bước chân không động chỉ có gặp được cực kỳ cảm thấy hứng thú sự tình nàng mới sẽ thêm nói mấy chữ không hề nghi ngờ lập tức nhất làm cho nàng cảm thấy hứng thú liền là vũ linh tích cái này người cùng hắn vừa rồi thức tỉnh lúc nói hai chữ kia ta đang trả lời ngươi vấn đề không có chút rung động nào tiếng nói ở phía sau truyền đến Vũ Linh Tích bước chân vị một cái ngừng lại tại chỗ. Có ý tứ gì? Chỉ là đang trả lời ta vấn đề. Vũ Linh Tích một cái nghĩ đến mình vừa rồi yêu cầu, các ngươi làm sao tiến đến? Đáp án là Phụ thân Cái này một cái chớp mắt linh hồn trống không, liền như là vừa rồi trong mộng cảnh nghe được cái kia người âm thanh lúc một dạng, Vũ Linh Tích hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Ngươi, đang nói cái gì? Kinh ngạc thần qua đi, hắn giận không kềm được quay người xem đi. Nếu như giả kiêu không giải thích rõ ràng, hắn không ngại làm cho đối phương lãnh giáo một chút kinh nhờ người chết đại giới. Dạ kiêu vẫn như cũ không nói lời gì, chỉ là vung tay lên, trên thân tuôn ra màu đen, trước người hóa thành từng màn ảm đạm quan ảnh. Lướt sóng vân lôn, cầm hải thần kích, thủy hệ áo nghĩa, càng diệt tà tội cung chi tiễn, biển sâu thế giới, hư không môn. Cuối cùng hình tượng dừng lại, là một đạo tại trong hơi nước mơ hồ, đứng ở đỉnh sóng, đầu đội hé mở hoàng kim mặt thú nam nhân mặt. Vàng rực. Vũ Linh tích ngốc trệ. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, hắn liền đem cái này người, cùng vừa rồi tại mộng cảnh thế giới bên trong xuất hiện bóng dáng, đem so sánh lên. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Tại giả dạ kiêu trước mặt, Vũ Linh Tích không có biểu lộ ra bất cứ ba động gì, nhưng hắn trong lòng đang điên cùng phủ nhận, hắn không muốn tin tưởng đây hết thảy tính chân thực. Che lấp phía dưới, giả dạ kiêu môi đỏ nhếch lên, dường như tại cười, khó hơn nhiều nói, ta vốn hoài nghi thân phận của hắn, không xác định, thẳng đến ta qua đường này, ngươi gọi phụ thân. Quanh một cái Vũ Linh Tích đầu trống không, hai mắt vô thần ngửa mặt lên, nhìn về phía trước mặt cái này cười như không cười người. Nàng vĩnh viễn núp trong bóng tối. Nàng lại so sở hữu người đều thanh tĩnh. Giờ khắc này, mộng cảnh thế giới bên trong cái kia đạo bị mình cưỡng ép xóa đi, quên đi thở dài âm thanh, lại một lần nữa không tự chủ được xuất hiện, tại sâu trong linh hồn vô tận quanh quẩn. Đã lâu không gặp, hài tử của ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1080, Thiên sát cô tinh, lấy mạng bán thánh tội nhân số hiệu 945.116, ngươi đã tiến vào hư không đảo tội nhân trục xuất bản, trục xuất đếm ngược, 10 ngày, mời đem công đền bù. Tội nhân số hiệu 945.116, ngươi một mình hành động đã xúc phạm hư không đảo quy tắc, về sau mỗi lần xuất thủ đều hội giảm bớt trục xuất đếm ngược một ngày thời gian, mời tự giải quyết cho tốt. Mới khó khăn lắm thoát ly rừng kỳ tích, Khương Bố Y trong đầu chợt lóe qua như thế hai đạo tin tức, hắn giật mình. Tình huống như thế nào? Dù là Khương Bố Y chính là thánh thần đại lục bắt vực bán thánh, vậy từ trước tới giờ không từng nghe thấy qua cụ thể hư không đảo quy tắc, càng không biết được mình là như thế nào phát động đầu này cấm kỵ. Ai? Trước tiên, Khương Bố Y ngắm nhìn bốn phía. Nhưng hắn lại như thế nào tìm kiếm, không thể tìm tới cho mình chơi ngán chân người giống như hư không đảo bên trong, vậy không ai có thể cho bán thánh chế tạo loại này huyễn cảnh. Không phải người. Cái kia chính là hư không đảo Chi Linh. Khương Bố Y con ngươi hơi liễm, nhớ mang máng hư không đảo tại viễn cổ thời điểm, đúng là có Linh. Chỉ bất quá thời gian dài như vậy tới, hư không đảo chi linh, sớm đã theo tuế nguyệt trôi qua mà linh tính giảm nhiều. Ngoại trừ hư không tùy tùng, cơ bản không có người có thể được đến hư không đảo chi linh lọc mắt xanh. Khương bố y lại là không hề nghĩ tới, hắn trở thành cái kia may mắn, nhưng bất hạnh là, hư không đảo chi linh lần này có phần coi trọng, cũng không phải là một cái thiện ý tín hiệu. Trục xuất. Khương bố y nhai nuốt lấy cái từ này, như có điều suy nghĩ. Tiến vào hư không đảo, tại trấn hư bia bên trên lưu danh về sau, hắn đạt được mời tuân thủ hư không đảo trật tự khuyên nhủ nhưng hỏi cụ thể là cái gì trật tự về sau trấn hư bia không có phản ứng cho nên liền không đem việc này để ở trong lòng chưa từng nghĩ cái này cái gọi là trật tự đúng là muốn mình đặt mình vào nguy hiểm thí nghiệm đi ra đột nhiên cho bản thánh hạ hai đầu chỉ lệnh là bởi vì ta tại rừng kỳ tích xuất thủ kích hoạt lên nơi đó tuyệt địa thuộc tính đằng sau đầu này tin tức lại là thật là giả về sau lại ra tay hội giảm bớt đếm ngược trục xuất hư không đảo còn có thể đem bản thánh trục xuất tới cái nào. Rất nhanh, Khương Bố y nghĩ đến hư không đảo nội đảo, mạnh mẽ hạ sắc mặt hắn liền trầm xuống, hoàn toàn không ở biểu lộ. Không phải đâu. Nội đảo, vậy coi như thật sự là trục xuất nơi. Chỗ kia, nghe nói bán thánh đều không có chút nào nhân quyền, ngay cả thánh đế, không cẩn thận đều sẽ bị quy tắc chà đạp. Lúc đó rừng kỳ tích giả Bác Tôn Am lời nói cố nhiên có đe dọa thành phần, nhưng Khương Bố y rõ ràng, nói hoa là xây dựng ở thật có nó nói trên cơ sở nếu là hắn thật bị trục xuất tới hư không đảo nội đảo, chỉ sợ đúng như cái kia giả bác Tôn Am nói, có thể hay không đi ra đều không phải là cái vấn đề, có thế không sống sót mới gọi là mấu chốt. Bản thánh, nên như thế nào đem công đền bù? Đường đường bán thánh, đối mặt xung quanh hư vô, bỗng nhiên chấn động thánh đạo, mở miệng hỏi thăm. Khương bố y sợ. Hắn vốn cũng không muốn tại hư không đảo bên trên lưu lạc, bởi vì sớm nghe nói qua nơi này kinh khủng. Không phải sao, hiện nay mới một cái không theo quy tắc xuất thủ, liền chọc giận hư không đảo chi linh lại đi ngỗ nghịch tiến hành cùng loại với đối không khí xuất thủ thí nghiệm một cái hắn lại khẽ động liệu sẽ thật giảm bớt đếm ngược ý tưởng này rất tốt nhưng cương bố y không dám nếm thử vạn nhất đếm ngược thật giảm đâu vạn nhất 10 ngày đếm ngược tại trong chớp mắt kết thúc hắn không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị quy tắc trục xuất tiến nội đảo cái kia nhưng như thế nào cho phải hoan nghênh tiến vào hư không đảo mời tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hư không đảo trật tự người vi phạm. Chết. Lúc đó trấn hư bia cái kia đức quản khuyên nhũ âm thanh, không thể kích được lòng người tâm tình một chút, tại lúc này nghĩ đến lại vô cùng kinh khủng. Hư không đảo, thật tại theo nó cái kia không biết tên quy tắc làm việc. Hư không đảo chi linh, thậm chí thân mật đến cho với tư cách hư không đảo tội nhân mình, dù là phạm sai lầm, vậy còn có 10 ngày giảm sóc kỳ. Mình, lại có thể nào lại đi ngỗ nghịch tiến hành, tìm tòi cái gọi là đếm ngược kết thúc về sau không biết phong hiểm. Khương bố y mất mặt, chờ đợi hư không đảo chi linh đáp lại hắn cảm thấy mình dù nói thế nào cũng là bán thánh đối phương hẳn là hội cho chút thể diện nhưng không có đợi nửa ngày hư không đảo chi linh ngoại trừ vừa rồi trong đầu hạ xuống cái kia hai đạo chỉ thị không có cái gì hồi phục khương bố y hít một hơi thật sâu hắn giọng một cái lần nữa chấn động thánh đạo nặng nề mở miệng bản thánh khương bố y vô ý xúc phạm hư không đảo quy tắc chuyện hôm nay chỉ là một cái hiểu lầm còn xin hư không đảo chi linh cho cái chỉ rõ như thế nào đem công đền bù nhìn quanh bốn phía ấy, thiên đạo chấn động. Nhưng dù là tận lực đi chạm đến hư không đảo quy tắc, mình tiếng nói, tự hồ vẫn không có bị hư không đảo chi linh nghe được. Không có chút nào đáp lại. Tội nhất điện. Ngay vào lúc này, nơi xa bước chân truyền đến, một đạo khàng khàng mà già nua thanh âm vang lên. Ai? Khương bố y mãnh liệt quay đầu. Người tới đã có thể mở miệng trả lời, cái kia liền mang ý nghĩa mình vừa rồi đối hư không đảo chi linh lời nói, hắn đều nghe được, liệu sẽ liền từ này có thế suy đoán ra mình trước mắt trạng thái không thế ra tay a à. tiếng bước chân dừng lại tại trăm dặm có hơn bước kế tiếp liền muốn dẫm vào thánh vực bên trong nhưng người tới lại dừng lại lặng im đánh giá trước mắt đầu này nhìn không thấy sinh tử giao giới dây nhẹ nhàng hỏi khương bán thánh lão phu có thể đi vào khương bố y thanh sắc không động khôi phục được bình tĩnh như lúc ban đầu bộ dáng lại một chút nhìn rõ người đến là ai màu cam áo bào màu cam mặt nạ không hề nghi ngờ hắn liền là hôm đó tại biển sâu phía dưới cùng hoàng tuyền cùng một chỗ ý đồ đối tự mình động thủ thái hư ánh mắt dời một cái, ánh mắt tiêu điểm khóa chặt tại cái kia màu cam người đeo mặt nạ mắt phải vị trí. Cho dù từ âm u mặt cổ hạ lộ ra viên kia đồng tử châu cùng thường nhân không khác, Khương Bố Y cũng hiểu biết, người này đã thích ứng xong tam yếm đồng một lực lượng. Điển sâu phía dưới, hắn mở mắt qua. Có gì không thể? Khương Bố Y cười mỉm, chắp tay sau lưng giống là căn bản không đem hôm đó biển sâu phía dưới chưa phân ra thắng bại liền bị hư không môn triệu hoán chi lực đánh gãy đối chiến để ở trong lòng vậy đồng dạng đối nơi xa người không sợ hãi chút nào chi tâm bán thánh, còn gì phải sợ. Vậy lão phu, liền không khách khí. Thiên nhân ngũ suy dơ chân lên một bước, bước vào giới vực bên trong, mấy bước về sau, liền đi tới Khương Bố Y trước mặt. Bản thánh là thật không nghĩ tới, ngươi dám một thân một mình, tại không có cấm pháp kết giới hạn chế tình huống dưới, tới gần ta thân. Khương Bố Y giống như cười không phải cười nhìn lên trước mặt người đã đến, lại thời khắc cảnh giác người tới mắt phải vị trí là không có dị động. Sợ, tự nhiên là sợ. Thiên nhân ngũ suy thanh âm không tình cảm chút nào, lại nói chúng tim đen, nhưng dù sao Khương bán thánh bây giờ, hẳn là không dám ra tay với ta, đúng không? Khương bố y khóe môi nhếch lên, nhịp tim như lúc ban đầu, hơi có vẻ bật cười nói, vì sao? Thiên nhân ngũ suy nâng lên u ám con ngươi, im ắng nhìn chăm chú lên trước mặt bán thánh, cuối cùng chỉ còn một tiếng cảm khái, tốt định lực. Hắn một trận, lại đi mở miệng, nhưng lão phu liền diện thánh đều không có thể cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, cái này, là vì cái gì đây? Khương bố y rốt cục không kéo được, biểu lộ biến đổi, ý thức được mình bởi vì trong đầu hai đạo tin tức mà quá mức thu liễm thuộc về bán thánh tự mang khí thế, uy áp. Hắn nhịn không được buông lỏng khí hải. Một giây sau, ngập trời uy áp liền giống như là biển gầm, đem thiên nhân ngủ suy trấn đến lạnh trung phát trung, hai đầu gối run rẩy. Bởi vì bản thánh hiếu kỳ nha, hiếu kỳ ngươi vì sao dám đến trước mặt ta, toan tính vì cái gì? Khương bố y ung dung không vội nói xong, lại vội vàng nhớ lại một cái đầu óc tin tức. Đếm ngược. Mười ngày. Không có giảm bớt. Rất tốt, ý vị này hư không đảo chi linh nói tới không thế ra tay, không phải tuyệt đối, mà là chỉ cần không còn chạm đến hư không đảo quy tắc, hoặc là toàn lực sử dụng bán thánh chi lực, đơn giản sử dụng khí thế, vi áp các loại, không có việc gì. Như thế, Khương Bố Y liền yên tâm trăm phần. Hắn chỉ bằng vào khí thế, hơn chính thành thái hư liền đã không có cách nào ở trước mặt hắn động thủ, xưng bá hư không đảo, căn bản không thành vấn đề. Khương bán thánh Thiên nhân ngũ suy gian nan chống cự lại bán thánh uy áp, thân thể rung động kịch liệt, lại cắn răng cười, liền xem như ngươi, vậy vẹn vẹn chỉ có thể làm được như thế sao? Khương bố y sắc mặt không động, thanh âm lại trầm xuống, ngươi, thật muốn đi tìm cái chết. Không, lão phu chỉ là muốn nhìn xem, Khương bán thánh ngươi. Là muốn chết, vẫn là muốn sống. Thiên nhân ngũ suy mãnh liệt ngẩng lên mắt, mắt phải vị trí quan ảnh biến ảo, ba đóa bụi hoa lật xoáy, quỷ dị lực lượng tuôn ra. Bành. Khương bố y phản ứng cực nhanh, một cước đá ra, đem trước mặt người đánh ra trăm dặm có hơn, đồng thời thân thể nhanh chóng lùi lại, Vô ý thức muốn dùng khí hải thánh lực hộ thể, lại nhìn được. Không thấy ra tay, không thấy ra tay. Hắn không ở khuyên nhũ mình, không thể làm loạn, nhưng suy nghĩ bỗng nhiên dừng lại, lại hiểu rõ cái gì. Không. Chỉ có thể xuất thủ. Gia hỏa này rõ ràng biết cái gì, hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất là lãng phí một lần cơ hội, đem hắn oanh sát nơi này. Nếu không mặc cho kẻ này tuyên dương thấp chốn, ai đều biết ta nay trạng thái, không cách nào động thủ giết người, cái kia bán thánh vị cách chẳng phải là không bảo đảm chỉ một cái chớp mắt khương bố y cân nhắc xong lợi và hại khí hải thánh lực liền bị điều ra khương bán thánh nơi xa lại truyền đến một đạo đánh gãy tiếng trống thiên nhân ngũ suy tại trăm dặm có hơn xoa ngực cảm thụ được trước đây cái kia không có chút nào thánh nguyên ba động thuần túy lấy nhục thân chi lực dương ra một cước thầm nghĩ quả nhiên sau đó cao giọng dương cười ngươi muốn động thủ giết ta có thể nhưng dưới trạng thái toàn thịnh ngươi có thể hay không đem nháy mắt giết trên là hai chuyện bây giờ lấy ngươi trạng thái chỉ có thể sử dụng nhục thân lực lượng lại là tuyệt đối không thể nào làm được ngươi chỗ muốn. Ta nói, ngươi có thể tin. Khương bố y dừng tay. Nhưng không phải là bởi vì thiên nhân ngủ suy lời nói, mà là bởi vì, hắn bỗng nhiên ngửi thấy xung quanh có một cổ bốc mùi hương vị. Không, không phải xung quanh, mùi thối đúng là từ trên người chính mình truyền tới. Thánh niệm quét qua, khương bố y đồng tử châu rung lên, hoàn toàn thấy rõ chẳng biết lúc nào, mình cái kia đã bị hoàn toàn cải biến trạng thái thân thể. Quần áo bẩn thiểu, trên đầu rối bời tóc trắng, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể bốc mùi. Ngay cả cảm xúc, đều không hiểu tràn ngập bực bội, bạo ngược, thị sát các loại ngày bình thường sau khi ổn định tâm thần, căn bản không có khả năng hội xuất hiện u ám sắc điệu, từng cái cách không vui bản tọa, chỉ kém một bước cuối cùng. Thiên nhân ngủ suy Khương bố y hiểu rõ cái gì, hắn nguyên lai tưởng rằng thiên nhân ngủ suy chỉ là cái kia diêm vương thành viên danh hiệu, chưa từng nghĩ, cái này đồng thời cũng là hắn nắm giữ năng lực. Đầu vừa nhất Quả nhiên, cửu thiên trời u ám Vốn nên thuộc về mình mây hệ lực lượng, lúc này tràn đầy bài xích, trong đó lôi điện lực, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thánh kiếp, hướng trên đầu mình bổ đến. Khương bố y người đều tê. Thánh kiếp, là thành tựu bán thánh nhất định phải độ qua cửa khẩu, là đối thái hư một lần khảo nghiệm. Nhưng hắn thánh kiếp, liền sớm vượt qua A, lúc này là chuyện gì xảy ra, lại muốn độ một lần. Đừng nói lần này không có các loại thiên thời địa lợi nhân hòa tăng thêm, ngay cả phòng ngự thánh kiếp bảo vật, vậy lần trước độ kiếp bên trong cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Vẹn vẹn dưới mắt tự thân trạng thái, chỉ có thể xuất thủ 10 lần. Cái này, làm sao độ kiếp? Khương bố y cơ hồ muốn điên rồi, hắn bất quá cùng đối diện người kia nói mấy câu. Lấy nói. Suy bại chi thể. Trước đây tại biển sâu thế giới bên trong đối kháng, Khương bố y liền ẩn ẩn phát giác được có cái gì không đúng. Nhưng chính như hoàng tuyền, thiên nhân ngũ suy đều không thể tại cấm pháp kết giới bên trong lĩnh giáo chân thực bán thánh năng lực một dạng. Khương bố y cũng chưa từng gặp qua loại này thiên nhân ngũ suy nguồn gốc, tại cấm pháp kết giới bên trong ngưng hiện. Cho nên hiện nay, hắn mới bị bày một đạo, bị đánh trở tay không kịp. Họa vô đơn chí, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Không ngoài như vậy. Ngươi, là suy bại chi thể. Lúc ấy bị cấm pháp kết giới chế trụ. cương bố y đáy mắt nhiều bất an, đã muốn nhanh chân liền chạy. Kiệt kiệt kiệt. Thiên nhân ngũ suy quỷ cười, chống đỡ lấy thân thể, hai tay bất lực rủ xuống, toàn thân thắng toát ra suy bại khí vụ, ở sau lưng tạo thành đôi dữ tợn cự thủ. Không sai. Lão phu liền là mệnh định tuyệt thể, thiên sát cô tinh khàn khàn mà thống hận thanh âm truyền đến cửu thiên âm lôi đột nhiên oanh minh rung động cùng một thời gian thiên nhân ngủ suy quanh thân khí vụ bên trong một điểm mang ánh sáng nở rộ trần hiện ra hắn ngửa mặt lên bên trên dưới mặt nạ tam yếm đồng một quỷ dị hoa văn oanh khương bố y đầu óc trống rỗng vội vàng dời đi ánh mắt không dám đối mặt giờ khắc này thiên nhân ngủ suy trong lòng hắn nhiễm nhiên trở thành ma quỷ giáng lâm vận rủi đại biểu rõ ràng hắn mới là bán thánh mới là tuyệt đối thượng vị giả trước mặt người vốn nên như sâu kiến, nhưng vào lúc này, song phương thân phận, địa vị, tự hồ đổi chỗ. Suy bại chi thể là khái niệm gì? Bán thánh phía dưới ta vô địch, bán thánh phía trên một đổi một. Cái này thậm chí là cùng là ngũ đại tuyệt thể còn lại tứ đại, không dám công bố. Nhưng suy bại chi thể dám, thiên nhân ngũ suy dám, ngay cả bán thánh, đều tán thành loại này xưng hô. Hắn khương bố y muốn tiêu diệt thiên nhân ngũ suy, chính là dưới trạng thái toàn thịnh tới, vậy như đối phương nói người có thể giết, nhưng hắn vậy tất nhiên muốn lại độ một lần thánh kiếp. Đây không phải tìm chết, là cái gì? Mà bây giờ, mình thậm chí không phải toàn thịnh trạng thái, là thấp nhất thời kỳ. Khương bố y vụt một cái xoay người chạy, không chút do dự loại kia. Nhưng hắn không dám sử dụng thánh lực, thiên nhân ngủ suy lại có thế không giữ lại chút nào xuất thủ. Xoát! Bất quá chớp mắt, đừng bị phá hỏng, Khương bố y không thể trốn đi đâu được, lui không thể lui. Đáng chết! Khương bố y nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, không nên ép ta. Bản thánh thật nghĩ, cũng có thể giết ngươi. Đúng vậy a, à, ngươi có thể giết ta. Thiên nhân Ngũ Suy vẫn như củ cúi xuống thân thể, hai tay bất lực rủ xuống, nghe tiếng một cái đầu lệch qua, chỉ còn một trương không mặt mũi nâng lên, cực kỳ giống ác quỷ nhìn chăm chú, một giây sau dữ tận cười ra tiếng. "Nhưng ngươi không muốn chết, ta lại muốn chết, ngươi có thể thành toàn ta a." À. Tên điên. Cái này là thằng điên. Khương Bố y con ngươi tan rã, đã nhanh muốn ép không được đối phương gây cho mình Thiên nhân Ngũ Suy lực thánh lực không thể dùng hắn cảm xúc cơ hồ muốn hỏng mất mà dù sao là bán thánh dù là tư duy lại điên cuồng hắn vẫn tại vô tận trong hỗn loạn tìm đến linh đài chỗ một tia thanh minh cái này đồng dạng cũng là duy nhất cầu sinh con đường khương bố y chợt im lặng xuống tới vuốt xuôi mình tán loạn đầu tóc tay hướng phía trước duỗi ra đè ép ôm nhu thì thầm nói chớ làm loạn có thể chứ bản thánh nhớ kỹ ngươi tìm đến ta lúc bắt đầu cũng không có lộ rõ ác ý chúng ta thật tốt nói một chút yên tĩnh một chút cái này đối ngươi đối ta đều tốt không phải sao giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý